Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng 6 năm Kỷ Hợi, chúng ta tiếp tục chương trình tu tập thường kỳ ngày tu bát quan trai giới của đại chúng. Các Phật tử hôm nay về chùa có khỏe không? Nay Thầy thấy các Phật tử đi cũng rất là đông, và chật hết cả trong ngoài chánh điện. Thời tiết bên ngoài thì mưa, mưa thì hơi mát một chút nhưng mà lại hơi bị chật chỗ. Thầy đề nghị ban chức sự cho thêm chiếu với thảm ở phía ngoài cho các Phật tử ngồi nhé. Thầy thấy ngồi phía ngoài chưa có chiếu đấy, không có thảm đấy, lấy thêm chiếu thảm cho Phật tử ngồi. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang trong những cái tháng ngày mà chư tăng an cư kiết hạ. Hôm mùng năm vừa rồi thì chùa chúng ta cũng đã tổ chức đi cúng dường một số các trường hạ. Thầy cũng không nghĩ hôm mấy Phật tử lại đi đông như vậy. Wow, từ Phật tử Lai Châu, rồi Nam Định, Thanh Hóa cũng ra để đi cùng với lại chư tăng để cúng ra dường các trường hạ. Thì Đức Phật chế ra một năm chư tăng đều phải có 3 tháng an cư, gọi là cấm túc an cư. Cấm túc tức là giữ cái chân lại, không có đi đâu nhiều. Cái này vì xuất phát từ cái thời Đức Phật đấy, cái nguyên nhân là 3 cái tháng mùa mưa ở Ấn Độ thì côn trùng nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Cho nên ấy, ngoại đạo người ta cũng tổ chức 3 cái tháng đấy người ta ở yên một chỗ. Thế thì lúc đầu chư tăng thì cũng vẫn cứ đi hành đạo bình thường, khất thực hành đạo Hoằng Dương Phật Pháp bình thường. Thế sau đó thì ngoại đạo họ thấy cái chuyện như thế này, họ chê trách. Họ bảo Sa Môn Thích Tử gì mà 3 cái tháng mùa mưa này cũng vẫn đi ôm bát đi xin ăn khắp đó đây. Họ chê, rồi không có cái từ bi gì cả. Thế thì sau đó cái việc này được bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật đã chế ra và cái luật an cư cho chư tăng 3 tháng mùa mưa. Và thì có thể tùy quốc gia nào, cái tháng nào mưa nhiều, mùa nào mưa nhiều thì đã dùng cái tháng đó để an cư. Đó, thế thì ở chúng ta thì từ tháng 4 đến tháng 7 là cái tháng mưa nhiều, cho nên chúng ta an cư vào tháng 3 cái tháng đó. Hoặc là có những nơi thì chậm hơn, từ rằm tháng 5 cho đến rằm tháng 8 để an cư. Thì an cư là chư tăng tập trung về một nơi, một chỗ để mà tu hành, sách tấn lẫn nhau, trau dồi giới định tuệ, học hỏi kinh nghiệm tu tập, và cũng là để mà giải quyết những cái vấn đề trong tăng chúng. Rồi một cái điều nữa cũng rất là quan trọng, đó là mình không có đi lại nhiều. Vì chư tăng đi khất thực thì đi đường nhiều khi côn trùng nó ra run, rồi là những con trùng đó, con cóc, con nhái ra mình dám chết nó thì nó tổn hại lòng từ bi. Cho nên chư tăng 3 cái tháng này là cấm túc để an cư, tập trung hành đạo, tu tập. Nó là cái ý nghĩa rất là quý đối với người xuất gia. Thế thì trong 3 tháng an cư này thì hàng Phật tử tại gia chúng ta thường tổ chức đi để đến các trường hạ cúng dường. Thì chúng ta được học từ kinh Vu Lan, nghe không? Nói rằng chư tăng an cư tinh tấn tu tập có nhiều công đức phước báu trong cái 3 tháng này, cho nên chúng ta đi cúng hạ cũng để muốn cho cái phước báu của mình nó được nhân lên. Ngài Mục Kiều Liên cũng thế, để cứu độ mẹ của Ngài thì Ngài cũng nhân cái tháng chư tăng an cư kiết hạ này mà Ngài cúng dường đến chúng tăng, đến Đức Phật để có phước báu đầy đủ, hồi hướng cứu cho mẹ mình thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Đấy là cái ý nghĩa của cái tháng an cư. Thì hôm nay để động viên các Phật tử, khích lệ các Phật tử cũng tinh tấn tu hành theo gương của chư tăng, và chúng ta hiểu thêm về nhân quả để chúng ta tin sâu nhân quả mà tiến tu, thì Thầy sẽ đến với đại chúng
với bài kinh ở trong Tích Chuyển Pháp Cú có tựa đề: Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi thì hãy móc bỏ nó đi. Đấy. Bài kinh này thì nhân vật chính ấy, nói về Đại Đức Kakhupala, là một cái nhân vật cũng rất đặc biệt, ý chí tu hành rất là dũng mãnh. Thì chúng ta sẽ cùng vào văn kinh. Thầy muốn qua bài kinh này để các Phật tử tinh tấn thêm lên. Chúng ta học Phật và nghe lời Phật dạy mà chúng ta học để đấy, không thực hành, không nỗ lực thì không được lợi ích bao nhiêu. Cho nên chúng ta phải tinh tấn, phải nỗ lực. Thầy thấy hình như hơi vang đấy con ạ. Con cho bớt vang đi. Cái âm thanh lúc đầu có vẻ tốt hơn đó. Giờ chúng ta cùng vào bài kinh này. Bài kinh này hơi dài một chút, cho nên giữa chừng Thầy sẽ cho đại chúng đứng dậy hát một bài nhé. Chúng ta vào văn kinh này. Tôi nghe như vậy, tại xá vệ có một trưởng giả tên là Đại Phú. Ông ta rất giàu, có nhiều của cải và có đủ trò vui chơi giải trí, nhưng lại chẳng có con. Cái ông trưởng giả này rất là giàu có, của cải nhiều lắm, mọi thứ vui chơi, nhưng mà tiếc rằng lại đến bây giờ vẫn chưa có con, tuổi cũng khá cao rồi. Đấy, thì chúng ta biết những nhà giàu có mà không có con cái thừa kế thì buồn lắm. Wow. Tiền của bao nhiêu mà rồi không có ai thừa kế cả, chết rồi thì có khi là bị xung công quỹ, mà ngày xưa nhiều khi là vua người ta cho xung công quỹ luôn, lấy vào cái quỹ quốc gia đó, là mất trắng. Thế cho nên ấy, người ta rất là lo phải có con để thừa kế cái gia sản của mình. Thì ông trưởng giả này cũng thế, ông lo lắm. Một ngày ông đi trên đường đi tắm trở về, ông trông thấy một bên vệ đường một cái cây rừng rất lớn, tán lá to rộng, nghĩ rằng đây chắc là chỗ ở của một vị thần có đầy uy lực. Trưởng giả ra lệnh cho dọn sạch miếng đất dưới gốc cây, rào tường xung quanh và giải cát bên trong, rồi cho trang hoàng đủ loại cờ xí và nguyện rằng nếu có cho tôi một đứa con thì tôi sẽ tạ ơn thần xứng đáng. Tức là chúng ta biết đấy, người xưa thế, người ta cũng rất là tín ngưỡng nhiều thứ. Cây thì họ cũng tin là phải có thần cây, đá có thần đá, núi có thần núi, sông có thần sông. Cái tín ngưỡng ấy là cái rất tự nhiên khi những cái mà con người ta không hiểu. Và đối với cái thế giới quan của Đạo Phật thì chúng ta biết thực sự là những thứ đó nó cũng có những vị quỷ thần họ gá vào. Và những cái cây lớn là thường đều có các vị thần linh đấy, họ gá vào. Trong giới thì Đức Phật nói cái còng cỏ nó chỉ hơn ngón tay hoặc bằng cái xe điếu thôi là cũng đã có những các cái vị vong linh họ gá vào rồi, chứ không phải là những cái cây cổ thụ, cây lớn đâu, thưa đại chúng. Thì ông trưởng già này đến đó thì thấy cái cây rất sum xuê, thì ông nghĩ rằng ở đây phải có cái vị thần linh cũng oai lực lắm. Cho nên ông ra lệnh cho người ở là đến dọn dẹp cái gốc cây ấy, rồi trang hoàng cờ quạt cho thật đẹp. Rồi ông mới bày lễ, ông mới khấn nguyện. Nguyện là nếu mà cho tôi được một đứa con thì tôi sẽ tạ ơn thần xứng đáng. Nghe không? Tức là vẫn là một cái sự trao đổi, cho tôi đứa con thì tôi sẽ tạ ơn. Nghe không? Và quả thật thì chẳng bao lâu sau thì vợ ông mang thai. Bà lập tức báo tin cho chồng, ông liền tổ chức một cái lễ bảo thai cho bà. Đấy, lễ bảo thai tức là cái lễ bảo thai tức là cái lễ cầu để cho cái thai nó được bình an. Sau 10 tháng hạ sinh được một bé trai, ông đặt tên là Pala, có nghĩa là người bảo trợ. Tức là ông sinh được một cậu con trai thì đại chúng biết là ông phải vui mừng lắm chứ, vào đang mong cầu vô cùng, mỗi giờ có cậu con trai thì đấy là cái điều hạnh phúc lắm. Và vì nhờ sự bảo vệ và chăm sóc cội cây, mới ông nghĩ rằng do chăm sóc cái cội cây này mà ông mới sinh được cái đứa bé này. Và cũng không lâu sau nữa, ông lại có thêm một đứa con trai nữa và bèn đặt tên là Kula.
Pala, nghĩa là bảo trợ em, còn đứa lớn là bảo trợ anh, đứa bé là bảo trợ em, nghe không? Tức là được luôn hai cô cậu. Đứa lớn gọi là Mahapala là bảo trợ anh, đứa bé là Bala, là Kula Bala là bảo trợ em. Đến tuổi trưởng thành, ông bà cưới vợ cho hai con trai. Thời gian sau thì cả hai ông bà đều qua đời, để lại cho anh em toàn bộ gia sản. Tức là hai ông bà cũng tuổi cao rồi, chắc cũng phải bà cũng phải bốn mấy năm mươi rồi mới sinh. Đó, cho nên là cái tuổi thọ người xưa cũng có thể họ không dài. Thế một thời gian sau thì là hai ông bà mất thì để lại toàn bộ gia sản cho hai cậu con trai. Lúc bấy giờ thì Đức Phật đang hoằng truyền Phật Pháp. Sau khi du hành từ nơi này đến nơi khác, Ngài trú tại Tinh Xá Kỳ Viên do ông Cấp Cô Độc xây cất, trị giá 540 triệu đồng tiền vàng. Thì cái Tinh Xá Kỳ Viên hiện nay ở Ấn Độ vẫn còn di tích, để đại chúng biết là do ông Cấp Cô Độc, ông bỏ ra 540 triệu đồng tiền vàng để ông mua cái đất của Thái tử Kỳ Đà và ông cất lên cái tinh xá này. Suốt thời gian ngủ tại Kỳ Viên, Đức Phật dạy về Pháp Sinh Thiên, Pháp Giải Thoát. Khi Đức Phật trú ở Tinh Xá Kỳ Viên, Ngài dạy cho cư sĩ Phật tử về Pháp Sinh Thiên, tu tập như thế nào để được sinh lên cõi trời, tu tập thế nào để được giải thoát. Đã. Đức Thế Tôn chỉ ở lại một mùa an cư tại ngôi tinh xá do hai nhánh thân tộc của Ngài xây dựng. Còn Ngài trú tại Kỳ Viên suốt 19 mùa an cư. Đấy, cái tinh xá Kỳ Viên này là Đức Phật an cư ở đó, trú tại đó đến 19 năm, 19 năm liền. Đã. Và Ngài ở cái tinh xá thứ hai là do bà Tỳ Xá Khư, một nữ cư sĩ lỗi lạc xây cất, trị giá 270 triệu đồng tiền vàng. Cái bà Tỳ Xá Khư cũng là một đại phú gia. Bà xây cái tinh xá cúng cho Đức Phật trị giá 270 triệu đồng tiền vàng. Đấy, 270 triệu đồng tiền vàng. Tức là rất khủng khiếp. Vào ông Cấp Cô Độc thì 540 triệu đồng tiền vàng, bà này là 270 triệu, bằng một nửa của ông Cấp Cô Độc. Tức mà chúng ta biết đồng tiền vàng ngày xưa chắc nó phải cỡ mấy cây bây giờ. Chúng ta thấy khủng khiếp mà là triệu, chứ phải ít đâu, 270 triệu cái đồng tiền vàng. Đã. Do công đức lớn lao của hai gia đình Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư, Đức Phật đã an cư ở thành Xá Vệ trong 25 mùa an cư. Đấy, thì cái tinh xá của bà Tỳ Xá Khư bây giờ thì không thấy. Mấy lần Thầy đi Ấn Độ để tìm những cái tinh xá này nhưng mà không thấy có cái di tích của tinh xá của bà Tỳ Xá Khư. Ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư thì mỗi ngày đều đặn đi đến với Thế Tôn hai lần. Đấy, chúng ta thấy hai vị đại thí chủ, hai vị cư sĩ này chăm chỉ đến như vậy, ngày ngày đều đến với Phật hai lần. Chúng ta thấy không? Người ta là đại gia thế thì người ta phải bận trăm công nghìn việc, thế mà vẫn sắp xếp để ngày nào cũng đến hai lần đến với Phật. Đã. Họ không bao giờ đi tay không vì biết rằng các thầy sa di trẻ đang chờ họ để đặt bát, xuất bát. Trước giờ ngọ, họ dâng thức ăn loại cứng, loại mềm. Sau giờ ngọ thì họ cúng 5 thứ dược liệu và 8 thứ uống. Ngoài ra, họ luôn dành sẵn chỗ tại nhà cho 2.000 tỳ kheo. Bất cứ vị nào cần thức ăn, nước uống hay thuốc men liền được cung cấp như ý muốn. Hai nhà của hai vị này lúc nào cũng dành sẵn thức ăn cho 2.000 vị tỳ kheo. Thời Đức Phật chúng ta biết là chư Tăng rất là đông. Và đi theo Đức Phật thường lúc nào cũng trên 1.000 vị. Trong kinh thường nói là 1.250 vị tỳ kheo. Thế còn chư Tăng các cái tăng đoàn khác nữa đông lắm. Thế thì hai cái vị đại thí chủ này ở nhà lúc nào cũng sẵn sàng đủ chỗ cho bao nhiêu? 2.000 vị tỳ kheo. Đến đấy mà ăn một lúc là có đủ chỗ chứa và có đủ thực phẩm cho các vị. Thì chúng ta thấy tất nhiên hai vị này là những đại gia, và thực sự cái tâm của họ một lòng phụng sự Phật Pháp rất là lớn. Đấy. Trưởng giả Cấp Cô Độc không hề thưa hỏi Đức Phật. Người ta nói rằng sở dĩ ông không dám thưa hỏi Đức Phật vì ông quá kính mến Phật. Ông Cấp Cô Độc mặc dù là một đại thí chủ như vậy,
nhưng mà ông lại rất ít thưa hỏi Đức Phật. Thì người ta, mọi người nói là ông kính mến Phật quá, ông không muốn làm phiền đến Phật. Ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn là một vị Phật cao quý và là một thái tử phong nhã. Sở dĩ Thế Tôn thuyết pháp cho ai vì nghĩ đó là thí chủ của mình. Nếu bây giờ phải thuyết pháp cho ta thì Ngài sẽ nhọc mệt thêm. Vì lý do đó, trưởng giả cấp cô độc không hề thưa hỏi Phật. Đó. Ông nghĩ như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế còn thì chúng ta thì sao? Chúng ta mà ủng hộ cho chùa cúng dường cho chúng tăng rồi mà nhiều nhiều một chút ấy, là chúng ta sinh tâm nghèo là phải đến cật vấn Thầy, có khi là hành huệ Thầy cũng có, nghe không? Đấy. Chúng ta chỉ cần có công với chùa một chút thôi, rất dễ sinh cái tâm đấy. Đấy, thưa đại chúng, và có công lao, có cúng dường lớn lớn chút là đến bắt đầu có khi hạch sách các Thầy mà không quan tâm, không hỏi han là sinh chuyện, có khi rồi là bỏ chùa. Đấy. Thế nhưng ở đây chúng ta phải học gương Ngài cấp cô độc, cúng dường đến 540 triệu đồng tiền vàng và lo lắng cho Tam Bảo, cho Tăng Đoàn như thế, nhưng mà còn không dám gần Phật, rất là ít thưa hỏi Phật, vì nghĩ rằng mình cúng dường nhiều này mà mình hỏi thì đã không hay, mà mình hỏi thì Phật thế nào cũng trả lời, mà thế thì mất thời gian Phật, làm cho Phật mệt thêm. Đấy, chúng ta thấy cái tâm của vị Đại Thí Chủ đấy, như vậy đấy. Thôi để Phật trả lời người khác, chứ mình cứ đến hỏi Phật thì thế nào Phật cũng phải trả lời, mà Phật trả lời thì Phật mệt thêm, mất thời gian của Phật. Chúng ta thấy cái tâm của các vị hộ pháp có tốt không? Đó, vì lý do đó trưởng giả cấp độc cô độc không hề thưa hỏi Phật. Nhưng khi ông vừa ngồi xuống thì Đức Phật mới nghĩ, trưởng giả này bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ. Ta đã trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 kiếp để thành tựu đạo quả. Mái tóc đeo đầy trang sức ta cắt đã cắt bỏ, đôi mắt ta cũng đã vứt đi, máu thịt tim ta cũng nhổ bỏ tận gốc, con ta, vợ ta, thân thiết như chính mạng sống ta cũng từ bỏ, chỉ vì muốn đem chính pháp đến cho tất cả chúng sinh. Người này đã bảo trợ cho ta khi ta không cần sự bảo trợ. Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp. Đức Phật thì Ngài lại nghĩ, Ngài cấp cô độc bảo trợ cho Đức Phật và Tăng Đoàn, hỗ trợ cho Tăng Đoàn rất nhiều. Mặc dù là Ngài không cần, Ngài không yêu cầu, nhưng mà Ngài cấp cô độc vẫn bảo trợ, vẫn ủng hộ. Thế cho nên Đức Phật suy nghĩ là đây là con người cũng rất là đặc biệt, phải là nhân duyên lành nhiều kiếp đấy. Cho nên Đức Phật tự thuyết pháp, tự thuyết, không cần ông ấy hỏi, mà Đức Phật tự thuyết. Lúc ấy có năm có rất đông, đến số 70 triệu dân cư thành Xá Vệ, nghe xong liền xin làm đệ tử tại gia của Phật. Còn lại 20 triệu chưa tin đạo. Các cư sĩ đệ tử của Phật có hai nhiệm vụ: trước ngọ thì để bát xớt bát chư tăng, sau giờ ngọ thì cầm hương hoa và cùng với tôi tớ mang y phục, thuốc men, thức uống đi đến Đức Phật để nghe pháp. Đấy, Phật tử tại gia thời Đức Phật ấy, thì họ tự xác định cho mình có hai cái việc: làm thế nào trước giờ ngọ chay là có thực phẩm dâng lên cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Đi làm xong này, đi làm thì nói về 6-7 giờ sáng dậy đi làm xong rồi về, chưa nấu cơm cho kịp. Đến giờ biết chư tăng giờ này đi khất thực là chuẩn bị thức ăn, đồ uống, mang ra đường để xớt bát cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Phải cúng trước giờ ngọ để các ngài đi khất thực. Và sau khi mà sau giờ ngọ đấy thì lại sắp xếp làm sao buổi chiều mang hương hoa đến rồi dẫn tôi tớ con cái đến tinh xá để nghe Phật thuyết pháp. Tức là Ấn Độ thời Đức Phật đối với người Phật tử tại gia trở thành một cái thông lệ như vậy, thành một cái truyền thống rất tốt đẹp, đại chúng ạ. Vào sáng thì làm, rồi lo cúng dường để bòn phước báu, chiều đi nghe pháp để khai mở trí tuệ. Hay không? Có Đức Phật ở đấy cho Ngài giữ yên ổn về tinh thần cho cả một cái xã hội. Dân chúng mà như thế thì rất ngoan, đại chúng thấy không? Một đại chúng, một quần chúng nhân dân như thế và ngoan lắm. Nghe pháp của Phật xong thì ai cũng ngoan, ai cũng hiền thiện,
Vâng, sống tốt đẹp, họ bớt tham lam, bớt những cái tranh giành đấu đá đi, rất là tốt. Xã hội như thế rất là bình yên. Đấy, cho nên cư sĩ thời Phật có đến hai cái nhiệm vụ. Trước giờ ngọ, giờ ăn của chúng tăng thì nấu cơm, nấu thực phẩm để chuẩn bị sớt bát cúng dường cho các ngài. Thế sau giờ ngọ, nghỉ trưa xong thì dậy là áo quần chỉnh tề là đến tinh xá để mà nghe Pháp, Đức Phật thuyết Pháp. Đấy. Như vậy họ thấy rất quý cái việc học Pháp, và rất quý học Pháp được lợi ích cho nên họ quý lắm. Có một ngày nọ, Mahapala, tức là cái người con trai lớn đấy của cái ông đại thì ông trưởng giả, mà hai vợ chồng trưởng giả chết rồi đấy, bây giờ mới đến cái chuyện của hai anh em ông này. Thì Mahapala, tức là người anh trai, trông thấy các cư sĩ đi đến tinh xá với hương hoa trên tay, anh ta mới hỏi: các vị đi đâu đấy? Và mọi người trả lời: chúng tôi đi nghe Pháp đây. Thế thì Mahapala mới nói là: cho tôi đi với. Rồi anh ta đi theo họ đến đảnh lễ Đức Phật và ngồi bên ngoài vòng Pháp hội. Khi chư Phật thuyết Pháp, các ngài luôn tùy theo căn cơ của mình, của thính chúng, từng người một, xem người nào thích hợp để quy y, để thọ giới hoặc xuất gia cho họ. Đức Phật khi thuyết Pháp thì ngài cũng để ý đến toàn bộ thính chúng, xem căn cơ từng người như thế nào để mà mình nói Pháp cho phù hợp, rồi lại những người này như thế nào để có thể khích lệ họ cho họ phát tâm quy Tam Bảo, hay là họ có thể khích lệ cho họ xuất gia. Nghe không? Ngày hôm ấy Đức Phật để ý đến Mahapala, tức là người con trai lớn trong gia đình hai anh em đó, và đã thuyết Pháp cho anh ta. Ngài giải thích rành rẽ theo thứ lớp từng vấn đề về trí tuệ, về bố thí, về giới luật, về sự sinh thiên, về nghiệp báo, sự ngu si và uế trược của dục lạc, và về phước lành của hạnh xuất gia. Đấy, Đức Phật giảng dạy cho người ta đến như vậy. Đã thấy người này có đủ căn duyên là ngài, giống như là ngài vun bồi thật tích cực để cho cái hạt giống Bồ Đề nó được nảy nở. Gia chủ Mahapala chú tâm lắng nghe, cái người con trai này chú tâm lắng nghe, và anh nhận định rằng khi con người từ dã cõi đời sang thế giới bên kia, chẳng có thể đem theo được cái gì, dù là con cái hay tài sản. Anh ta nghe Phật giảng dạy, anh ta hiểu được, đúng rồi, mình mà nhắm mắt chết đi, có mang được cái gì sang cái thế giới bên kia đâu. Dù là gia sản của mình có đầy kho đầy lẫm, mình cũng không mang đi được. Con cái, tôi tớ cũng không mang đi được. Đã, thưa đại chúng, cái suy nghĩ này không phải là ai cũng có đâu. Chúng ta ở tại gia, nếu mà không nói đến cái chuyện đạo lý hay là vô thường á, hay không nhìn thấy ai chết ấy, thì chưa chắc mình đã nghĩ ra cái ý nghĩ này. Cái ý nghĩ là ồ, chết rồi là buông bỏ hết, chết rồi không mang được cái gì. Nghe không? Mà có khi là dẫu rằng có biết, chúng ta cũng lơ nó đi. Nghe không? Lơ nó đi, không bao giờ để tâm đến cái ý nghĩ này cả. Thế nhưng mà anh chàng Mahapala này nghe Đức Phật giảng dạy thì anh ta giác ngộ. Ồ, đúng rồi, vô thường khi nó đến, chúng ta phải buông bỏ hết. À, tài sản, vợ con, tôi tớ bỏ hết. Đó, không thể mang theo được. Vậy sống ở đời tục gia có lợi ích gì? Và anh quyết định xin xuất gia. Chúng ta chỉ nghe Phật thuyết Pháp một buổi thôi mà phát nguyện được xuất gia. Thì Thầy cũng nói đây là cái tâm Bồ Đề của anh ấy, nó phát sinh đấy. Bồ Đề tâm bây giờ gọi là khai phát. Vì thế, cuối thời Pháp, Mahapala đã đến bên Đức Phật, xin Đức Phật cho được xuất gia để gia nhập tăng đoàn. Đấy, đại chúng nghe không? Chúng ta ở đây có ai nghe Pháp xong rồi xin đi xuất gia không? Nghe bài Pháp xong đi xuất gia. Thì chúng ta biết là căn lành mình là rất yếu. Wow. Đấy. Ông này là gia chủ giàu có, thừa kế gia sản của cha mẹ để lại rất là giàu. Wow. Thế mà đang cái tuổi trẻ, thanh niên, có thể thụ hưởng đầy đủ dục lạc. Nhưng mà làm sao nghe Pháp Phật mà một bài lần đầu tiên thôi, nghe xong một cái là giác ngộ, mà giác ngộ là đến xin Phật cho con đi xuất gia. Nghe không? Đức Phật mới hỏi: thế con có còn thân nhân nào không?
để việc xuất gia được đúng pháp. Thì anh mới nói là: Bạch Thế Tôn, con còn một em trai. Đức Phật nói: Vậy thì hãy báo tin cho em con biết. Mahabala hoan hỷ thưa: Vâng ạ. Rồi anh chào Phật, trở về nhà gọi người em trai đến bảo rằng: Này chú, mọi tài sản trong nhà, động sản và bất động sản anh giao hết cho chú, chú hãy giữ gìn. Người em mới ngạc nhiên hỏi: Thế còn anh thì sao? Thì Ba La mới nói: Anh sẽ theo Phật xuất gia, gia nhập tăng đoàn chú ạ. Thì cậu em nói: Anh nói gì vậy? Anh thân yêu, khi mẹ mất, anh đã chăm lo cho em như là mẹ. Đến khi cha mất, anh lại thay cha. Nhà anh đầy của cải, chắc chắn anh sẽ làm được nhiều việc thiện dù anh sống ở đời tại gia. Xin anh đừng đi xuất gia nhé. Nghe không? Cậu em bây giờ là khuyên ông anh, nghe không? Cũng rất là tình nghĩa, anh em thương nhau lắm. Khi mà mẹ chết, anh thay mẹ chăm em. Rồi cha chết, anh lại thay cha chăm em. Nhà mình của cải đầy rẫy thế này, em nghĩ rằng anh ở tại gia anh cũng làm được khối việc thiện, tội gì mà phải đi xuất gia. Đấy, thôi anh đừng đi xuất gia nhé. Anh em mình ở tại gia rồi cùng đi bố thí, cùng làm phước thiện khối việc. Nghe không? Đấy. Thế chúng ta xem là Mahabala sẽ trả lời thế nào. Này chú, sau khi anh nghe Phật thuyết pháp, anh không muốn sống đời tại gia nữa. Đức Phật đã giảng rất hay trong phần đầu, phần giữa và phần cuối. Ngài đã nêu lên một cách chính xác và đúng đắn ba tính chất của các pháp, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Anh không thể hành trì trọn vẹn giáo pháp này nếu còn bận bịu công việc của người tại gia. Anh phải xuất gia em ạ. À. Tức là anh chàng này đã giác ngộ rất là sâu. Cái bồ đề tâm nó đã khai phát rồi đấy. Thưa đại chúng, thật sự đấy, cái người khi mà giác ngộ thì đúng là cái mãnh lực rất là lớn. Thầy nói cũng thế, cũng giống như bản thân Thầy. Khi mà giác ngộ rồi thì không một cái gì cản trở được, thưa đại chúng. Cái tâm trí xuất gia ấy, nó như lửa lúc nào nó cũng thiêu đốt trong lòng mình ấy. Đó, nó cảm thấy rất rõ ràng như vậy. Thì Thầy nghĩ là cái anh chàng Mahabala này cũng thế, nghe không? Giác ngộ rồi, thấy rõ sự thật rồi, giống như người mà mù mà được sáng rồi, nhìn thấy rõ con đường đi của mình rồi, thì không thể nào mà lại đưa bước chân mình vào hầm, vào hố được. Nhìn thấy rõ rồi, chân phải bước đi con đường mình đã thấy. Đấy, cho nên Thầy nói đây là cái tâm Bồ Đề nó khai phát. Thì người em mới nói: Anh ơi, anh còn trẻ lắm, thôi để lúc già hãy đi tu anh ạ. Có giống chúng ta không? Bảo thôi để già già rồi hãy đi tu chứ, nghe không? Bây giờ gọi là đi tu học ở chùa thôi chứ chưa phải đi xuất gia, cũng bảo thôi để già già hãy đi chùa chứ. Và trẻ vui nhà, già mới vui chùa, nghe không? Vẫn khuyên nhau như thế. Mày còn trẻ thế mà đã đi chùa rồi à? Để ra chùa để dành cho các cụ già 70, 80 người ta mới đi chùa chứ. Đó, chúng ta nghĩ như vậy, thưa đại chúng. Giống cậu em này: Thôi anh ơi, anh để già già thì hãy đi tu, nghe không? Già già đi tu. Thì ông anh mới nói này: Em ơi, đợi đến già để thành lão khọm mất à, tay chân lụm cụm không làm gì được theo ý mình, lại thêm con cháu đùm đè, không, anh không thể nghe lời chú được. Anh sẽ làm tròn bổn phận của một vị tỳ kheo, một vị xuất gia. Đấy, rất là kiên quyết đấy, thưa đại chúng. Anh mới đọc một cái bài, một câu kệ thế này: Tuổi già tay yếu chân run mà tu sao được nữa khi thân mỏi mòn. Và anh sẽ đi tu dù chú cản trở cách gì, anh cũng vẫn đi tu, kiên quyết lắm. Mặc cho người em than khóc, Mahabala đi đến gặp Phật và xin xuất gia, gia nhập tăng đoàn. Được thu nhận vào tu học, Mahabala trải qua năm mùa hạ với Thầy Tế Độ và Thầy Giáo Thọ. Trong chùa thì thường có những vị Thầy khi xuất gia cho mình gọi là Thầy Tế Độ, tức là Thầy Bổn Sư, Thầy Giáo Thọ là Thầy dạy giáo pháp cho mình. Mãn hạ thứ năm và làm lễ giải hạ xong thì lúc này bây giờ gọi anh ấy là Thầy rồi, xuất gia rồi mà. Thầy, Đại Đức Thầy này ấy mới đến chỗ Phật đảnh lễ và thưa hỏi Phật rằng: Con bạch Thế Tôn, nương theo Thế Tôn,
con có bao nhiêu bổn phận tu tập con phải thọ trì. Nghe không? Đi theo Phật bây giờ con phải thọ trì những cái thế nào? Đó. Thì Đức Phật mới dạy, này tỳ kheo, chỉ có hai pháp, đó là pháp học và pháp hành, pháp thiền. Thì tỳ kheo này mới hỏi, bạch Thế Tôn, thế nào là pháp học, thế nào là pháp thiền, pháp hành? Đức Phật mới dạy, pháp học á, là phải hiểu biết Phật ngôn tùy theo căn cơ mỗi người, phải thông suốt một hoặc hai bộ A Hàm hay toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển, thuộc lòng đọc tụng và giảng dạy. Đấy, ngày xưa các vị sư là như thế đấy, thưa đại chúng, học dữ lắm. Có nhiều vị thuộc lòng cả Tam Tạng Kinh Điển luôn, cho nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Như Ngài Đường Huyền Trang đấy, gọi là Tam Tạng Pháp Sư, tức là học thuộc lòng Tam Tạng Kinh Điển, thưa đại chúng. Nhiều lắm đấy. Đại chúng thấy kinh sách của Phật nhiều như thế này mà học thuộc Tam Tạng Kinh Điển. Thầy cũng nghe nói bây giờ cũng còn có một vài vị Tam Tạng Pháp Sư. Một vài vị Tam Tạng Pháp Sư. Thế còn pháp thiền sẽ dẫn đến quả vị A-la-hán. Thiền định đòi hỏi một đời sống đạm bạc, ưa thích ở nơi vắng lặng, vắng vẻ, luôn chuyên niệm về lão và tử, khai triển minh sát tuệ bằng sự nỗ lực bền bỉ. Đấy, Đức Phật dạy về thiền, nghe không? Là như vậy, phải chọn cái nơi vắng vẻ, như Chư Tăng chùa mình vào trong rừng, yên ả, tĩnh mịch, đó. Rồi phải thiểu dục, sống đời sống đạm bạc, đó. Rồi phải biết chuyên niệm về già, về chết. Đấy, cái già gọi là lão và cái chết gọi là tử đó. Thường niệm cái này để sách tấn mình tiến tu, rồi thực hành minh sát tuệ vào, hay là tứ niệm xứ cũng vậy. Thì Ma Ba La lúc này mới nói, bạch Thế Tôn, vì con đã lớn tuổi mới xuất gia, con không thể làm sợ không làm tròn bổn phận với pháp học, nhưng con sẽ làm tròn bổn phận đối với pháp hành, pháp thiền. Xin hãy cho con được thiền định. Phật dạy cho Thầy pháp tu dẫn đến quả vị A-la-hán. Đức Thầy này đảnh lễ Phật và tìm được 60 vị tỳ kheo cùng đi với mình, rủ nhau 60 anh em cùng đi. Thầy đi khoảng 20 dặm, đến một cái làng rộng lớn gần biên giới, và cả đoàn vào trong làng khất thực. Dân làng thấy các vị oai nghi tề chỉnh, làm tròn bổn phận của tăng sĩ và lại dễ thân cận nên sinh lòng quý mến. Họ mời các thầy ngồi, dâng những thức ăn ngon lành. Để chúng ta thấy Chư Tăng đi đâu mà giữ gìn được oai nghi tề chỉnh trang nghiêm, thì quần chúng nhân dân người ta rất quý mến. Thế tăng chúng mà lôi thôi vào oai nghi, rồi không có một cái gì cả, ăn nói lỗ mãng bừa bãi vào, thì làm cho quần chúng người ta không tôn trọng được. Đấy là lẽ thật thôi. Cho nên một vị Chư Tăng phải tự rèn mình, oai nghi của mình, tế hạnh phải thật là tốt, tốt đẹp, trang nghiêm. Rồi dân làng họ hỏi, thưa các tôn giả, các vị đi đâu đấy ạ? Thì mọi người nói, này các thiền tín, chúng tôi đi đến một chỗ ẩn cư thích hợp. Thì dân làng khôn ngoan tự hiểu rằng những vị này đang tìm chỗ an cư trong mùa hạ. Họ mới thỉnh cầu, bạch các tôn giả, xin tôn giả bằng lòng ở đây suốt 3 tháng hạ, chúng con xin được quy y và thọ giới. Dân làng ở đấy họ rất là mến kính 60 cái vị thầy tỳ kheo này. Và họ mời ở lại cái làng của họ để họ được cúng dường, họ xin được quy y, thọ giới. Nghĩ rằng nhờ những thí chủ này trợ giúp để tu khỏi sinh tử luân hồi, các thầy đồng ý ở lại. Dân làng dựng ngay một tinh xá, xây khu vực ban đêm và khu vực ban ngày, dâng cúng đến Chư Tăng. Các tỳ kheo chỉ có việc đều đặn đi vào làng khất thực. Và có một y sĩ còn phát tâm đến tinh xá chữa bệnh. Ông đã trình lên Chư Tăng nguyện vọng của mình. Đấy, chúng ta thấy dân làng ngày xưa người ta rất tốt không? Thấy Chư Tăng đến, phát nguyện dựng luôn 2 cái tinh xá, và một cái ban ngày, một cái ban đêm, nhà khu vực ban ngày, khu vực ban đêm, để cho các thầy tu tập. Tất nhiên có thể dựng nhanh thì chắc là bằng che lứa thôi, nhưng mà thể hiện cái tâm rất là thành kính. Đấy, họ cũng được nghe danh Đức Phật hoặc ít nhiều được học về Pháp Phật rồi, cho nên họ tôn kính chúng tăng như thế. Đấy. Thế thì
cái vị có một cái vị y sĩ thì phát tâm sẽ đến tinh xá để khám chữa bệnh cho chư tăng. Wow. Thì chúng ta thấy cái việc bệnh tật là cái lẽ rất tự nhiên. Wow. Ai cũng có bệnh, có thân là sẽ có bệnh. Wow. Bệnh do nghiệp báo, bệnh do oan gia trái chủ, vân vân, rất nhiều vấn đề. Thế thì cái vị y sĩ này phát nguyện chúng là con sẽ đến con khám chữa bệnh cho chư tăng. Xin thưa chư tôn giả, chỗ nào đông người đều không tránh khỏi bệnh tật. Nếu có người bệnh, xin nhắn cho con đến để con chữa trị. Vào ngày đầu hạ, trưởng lão Mahapala đã gọi tất cả các tỳ kheo lại, mới nói rằng, này các huynh đệ, suốt 3 tháng hạ, các vị sẽ tu trong mấy oai nghi? Nghe không? Anh em hỏi nhau là trong 3 tháng hạ này thì huynh đệ tu trong mấy oai nghi? Thưa đại chúng, chúng ta có 4 cái oai nghi. 4 oai nghi tức là 4 cái tư thế. Đó là đi, là đứng, là nằm và ngồi. Đấy gọi là 4 oai nghi nhé. Đi, đứng, nằm và ngồi. Thế thì tỳ kheo Mahabala hỏi huynh đệ là các thầy sẽ tu trong mấy cái oai nghi? Thế thì các thầy nói rằng trong 4 oai nghi, chúng tôi tu trong 4 oai nghi. Thế thì Mahabala thì nói sao? Tôi thì tôi xin chỉ dùng tu trong 3 oai nghi, tôi sẽ không đặt lưng nằm ngủ. Hiểu không? Ông này lúc ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ông phát nguyện là sẽ tu 3 oai nghi thôi, tức là đi, đứng và ngồi, không có nằm. Chúng ta thấy sẽ nguyện là không nằm luôn. Thì cái này nó giống cái câu chuyện của Ngài Hiếp Tôn Giả thời cùng thời Đức Phật đó. Cái ông Hiếp Tôn Giả này, ông 80 tuổi rồi, ông mới xin đi xuất gia. Thế thì mọi người chê ông này, ông già rồi thì tu làm sao mà đắc đạo. Thế nhưng mà ông này rất ý chí. Sau khi mà được Đức Phật chấp nhận cho xuất gia thì ông phát nguyện là không nằm luôn, tinh tấn không nằm ngủ, ngồi. Cho nên mới gọi tên là Hiếp Tôn Giả. Hiếp Tôn Giả nghĩa là cái vị tôn giả mà lưng không dính vào chiếu bao giờ. Đấy, và ông tu rất nhanh và đắc đạo, đắc A-la-hán. Đấy, thưa đại chúng. Thế thời Đức Phật có những cái vị ở tinh tấn như vậy. Thế thì sau tháng thứ nhất, trưởng lão Mahapala, người tự nguyện không nằm ngủ, bắt đầu thấy nhức mắt, không ngủ mà. Nước mắt chảy tràn ra từ mắt Thầy giống như từ chiếc bình bị bể. Suốt đêm dài, Thầy dốc hết thân tâm để ngồi thiền và chỉ đến sáng, Thầy mới vào trong liêu ngồi nghỉ. Đến giờ đi thọ bát, chư tăng đến chỗ trưởng lão thưa, bạch trưởng lão, đã đến giờ đi khất thực. Thì Ngài nói rằng, tốt lắm huynh đệ, hãy lấy y và bát giúp tôi. Bảo họ lấy y bát rồi, chính Thầy cũng lên đường. Các thầy tỳ kheo thấy Thầy chảy nước mắt mới hỏi, mắt Thầy có việc gì vậy? Thì Thầy nói là gió làm cay mắt tôi. Ngài cũng không nói là mắt làm sao, Ngài cũng không nói là đồ tại do mình không ngủ. Yeah. Sao ta chẳng mời y sĩ? Thưa Đại Đức, chúng ta sẽ nhắn ông ta đến. Và các tỳ kheo mới báo tin cho y sĩ, cái ông y sĩ mà phát nguyện chữa bệnh cho chư tăng đấy. Ông chế một thứ thuốc gửi đến, và trưởng lão đã thoa cái thuốc đó và vẫn ngồi thiền như thường lệ. Rồi Ngài vào làng, y sĩ gặp Ngài hỏi thăm. Khi mà ông thoa thuốc rồi thì y sĩ gặp mới hỏi là, thưa tôn giả, con nghe nói gió làm Ngài bị đau mắt phải không? Thì Ngài nói rằng đúng thế. Thưa tôn giả, Ngài có thoa mắt vào mũi thuốc con đã chế và gửi đến không? Bảo có, ta có dùng đúng như thế. Bây giờ tôn giả thấy thế nào? Thì tôi vẫn đau nhức như trước, tức là vẫn đau. Y sĩ bán tín bán nghi, thuốc của mình gửi đến thì chỉ thoa một lần khỏi bệnh, tại sao tôn giả lại không hết đau? Ông mới bèn hỏi tiếp, cái thuốc của ông này rất là tốt, nếu mà bôi chỉ một lần là hết thôi, mà tại sao lại không hết? Thì ông nghi ngờ. Ông hỏi là, khi thoa thuốc thì ngài ngồi hay là ngài nằm? Thì trưởng lão im lặng. Cái vị tỳ kheo này, cái thầy Ma Ba La này im lặng không nói gì cả. Mặc cho y sĩ hỏi 3 lần, Ngài vẫn không nói một lời. Y sĩ không biết làm sao để giải quyết, chỉ còn cách chào Ngài và đến xem xét chỗ ở. Khi đến liêu, đến cái phòng của Ngài đấy, cái gọi là cái thất của Ngài, thì thấy chỉ có một lối kinh hành và một chỗ để ngồi, không có chỗ để nằm. Y sĩ mới thắc mắc rằng, thưa tôn giả, khi thoa thuốc, Ngài đã ngồi hay Ngài đã nằm?
thì vị này vẫn im lặng, không nói gì, im lặng. Ông ấy nói là: Thưa tôn giả, xin Ngài đừng làm vậy. Việc tu tập chỉ có thể tiến hành khi nào thân thể được chăm sóc cẩn thận. Ngài có nằm khi Ngài thoa thuốc không? À, ông rất là quan tâm, nghe không? Cái thuốc này phải nằm để thoa vào thì nó mới khỏi. Chứ còn mà ngồi hay đứng thì nó lại không được, không có tác dụng nhiều. Đấy. Y sĩ hỏi 3 lần, như trưởng lão mới nói, mới trả lời: Thôi ông về đi, tôi sẽ hội ý và lại quyết định việc này. Nghe không? Vẫn không trả lời là mình nằm hay mình ngồi, giấu, nghe không? Không cho ông biết. Thì chúng ta thấy ông y sĩ này thì ông rất quan tâm. Ông nói cũng đúng thôi, nếu mà bệnh tật quá thì cũng khó tu đấy. Cho nên người tu thì cũng phải biết bảo vệ cái thân thể cho nó tốt, rèn luyện cho nó khỏe. Nhưng mà chúng ta cũng không phải là quá đặt nặng về nó, nghe không? Đấy. Nhưng mà giữ nó để tu hành. Cho nên ở cái chỗ này gọi là phải biết trung đạo. Trưởng lão không có ai thân thích ở đó, vậy thì Ngài hội ý với ai? Ngài hội ý với chính mình. Ngài nói là thôi để tôi sẽ bàn lại rồi tôi quyết định việc này. Nhưng mà có ai ở đấy đâu, mình Ngài một cái thất đấy không có ai. Thì tối Ngài vừa ngồi, Ngài bàn với chính mình, Ngài bàn thế này này. Này Ma Ba La, thầy quý con mắt hay là quý Phật đạo? Tự mình nói chuyện với mình. Này Ma Ba La, thầy quý con mắt hay là quý Phật đạo? Trong vòng luân hồi không manh mối, biết bao nhiêu lần thầy không được sáng mắt. Trong vô số muôn ngàn Đức Phật đã ra đời, thầy đã không gặp được một vị Phật nào. Giờ đây trong mùa hạ này, thầy đã quyết không nằm suốt 3 tháng. Vậy cứ để cho đôi mắt bị hư đi, chỉ lo giữ giới luật, đừng sợ và đừng giữ cái con mắt này. Tự lòng bảo lòng bàn với nhau, tự nói với mình. Và bao nhiêu kiếp mình luân hồi khổ sở rồi, mình đã sáng mắt đâu. Bây giờ gặp được Phật Pháp, gặp được Phật Pháp, thì bây giờ mình lại quý cái thân này hơn là Phật Pháp hay sao? Cho nên thà rằng hư con mắt chứ không để mất cái sự tu tập, để mất đạo. Đấy, thì đại chúng thấy đây là một cái ý chí rất là kiên cường, rất kiên cường. Vâng. Cái ý chí của người xưa như vậy đấy. Mà tự cật vấn lương tâm mình mà để tự giữ lấy cái việc tu tập. Và để khiển trách thân mình, Ngài còn đọc bài kệ sau: Mắt tai nay đã hỏng rồi, cả thân này nữa cũng thôi không còn. Đó là chuyện mỏi mòn thân ấy, Ba La sao vẫn tán cái tâm, tự trách mình. Vâng. Mắt thì đã hỏng, thân này rồi cũng sẽ không còn nữa, sẽ chết. Phải giác ngộ điều đó, mà chính là Ngài giác ngộ điều này cho nên Ngài đi tu. Thân chúng ta rồi sẽ có ngày hoại diệt, nó cũng sẽ không còn. Vậy chúng ta phải dùng nó như thế nào cho lợi ích nhất? Người giác ngộ phải hiểu điều này. Vâng. Cũng không phải vì quý thân mà bỏ mất sự tu tập, mà phải đặt sự tu tập lên trên cả cái thân này, sẵn sàng kể cả bỏ thân để vì sự tu tập. Đó. Mắt tai nay đã hết mong, cả thân này nữa chẳng trông lâu dài. Đó là chuyện hoại hư thân ấy, này Ba La sao vẫn tán tâm. Vâng. Và lại trách chính mình, tại sao chỉ vì cái thân tâm thân này mà để cho tâm mình phải dao động. Thì chúng ta có lúc nào ngồi để mà trách mình thế không? Vì cái gì để mà chúng ta cái tâm mình dao động, tâm mình không kiên trì, không có ý chí? Có bao giờ mình ngồi trách mình, dân trách mình như thế không? Mắt tai nay đã tiêu tan, mà cả thân này nữa tan hoang còn nào. Đó là chuyện hư hao thân ấy, này Ba La sao vẫn tán tâm? Tự mình trách mình. Cho người tu chúng ta, kể cả chư tăng cho đến Phật tử, phải có những giây phút tự mình trách tâm mình. Và các thầy thì đêm đêm đều có cái giờ kiểm tâm, là để tự mình kiểm tâm mình, trách tâm mình. Các Phật tử cũng nên như thế. Người xưa dạy rằng làm sao? Tối trước khi đi ngủ vắt tay lên trán. Vắt tay lên trán không phải để ngủ cho nó ngon, mà để mà kiểm lại cái tâm mình, kiểm điểm lại cái việc làm của mình trong ngày. Mình như thế hôm nay sống thế đã tốt chưa? Xứng đáng chưa? Và mình sống như vậy đã đúng như lời Phật dạy chưa? Đã xứng đáng là một người Phật tử chưa? Và mình có làm điều gì lỗi lầm, làm cái điều gì để mà phải hổ thẹn với lương tâm không? Đấy, thì cái trách tâm này rất quý để cho chúng ta tiến bộ.
Tự khiển trách mình với ba bài kệ ấy, trưởng lão thoa thuốc lên mũi, lại tiếp tục ngồi thiền như trước. Rồi Ngài vào làng khất thực. Y sĩ trông thấy mới hỏi, thưa tôn giả, Ngài có thoa thuốc vào mũi không? Ngài đáp rằng có. Ngài thấy thế nào? Vẫn đau như trước. Thưa tôn giả, Ngài có ngồi khi thoa thuốc hay nằm xuống? Trưởng lão lại im lặng không trả lời. Y sĩ hỏi mấy lần, trưởng lão vẫn không nói một lời. Y sĩ mới bảo, Ngài không chịu làm điều phải làm để lành bệnh, vì vậy Ngài không nên xin thuốc và tôi cũng sẽ không chế thuốc cho Ngài nữa. Tôi không còn cách nào hơn. Và ông y sĩ là ông phải chịu, phải không? Bị y sĩ từ chối không chữa bệnh nữa, trưởng lão trở về tinh xá tự dặn dò, này tỳ kheo, dầu cho thầy bị y sĩ từ bỏ, chớ từ bỏ tư thế tu tập của mình. Dẫu làm y sĩ không chữa bệnh cho mình thì mình cũng không từ bỏ cái việc ngồi thiền, nghe không? Không vì thế mà từ bỏ việc ngồi thiền. Như con bệnh nan y, y sĩ thôi chữa trị, chắc chắn gặp tử thần, pa la sao còn tán tâm, vẫn lại cứ tự trách mình để mình tiến tu. Đấy, cái người có chí tu thì người ta như thế, thưa đại chúng. Vẫn tự nghĩ ra những cách để mà sách tấn mình, để mà tự răn trách mình để tiến đạo. Tự khiển trách mình với bài kệ trên, trưởng lão lại tiếp tục hành thiền, và vào cuối đêm đôi mắt của Ngài mù hẳn. Nhưng cũng chính khi đôi mắt mù hẳn như thế thì các lậu hoặc đồng thời dứt sạch, Ngài chứng A-la-hán. Nghe không? Có khi mà mắt mù, nó mù hẳn không nhìn thấy gì thì chứng A-la-hán. Thì chúng ta thấy cái này là do cái ý chí rất là dũng mãnh tu hành. Nghe không? Đấy, ý chí dũng mãnh, giống như người ta gọi là dùi cây mà lấy lửa đấy. Cái dùi để dùi cái bọng cây gỗ khô đó, mà dùi mà nó nóng nóng rồi mà lại thôi thì không dùi nữa là hết, nó không cháy được nữa. Lúc ấy ta quyết tâm ta dùi thêm vào thì nó sẽ bốc lửa. Đấy, thì cái vị này thế, tinh tấn đến giây phút cuối cùng rồi, vào đến khi chứng đạo. An trú trong an lạc của Minh Sát Tuệ, rồi Ngài vào liêu ngồi nghỉ. Đến giờ khất thực, các tỳ kheo đến bên Ngài mới thưa, bạch tôn giả, đã đến giờ chúng ta đi khất thực. Thế thì Ngài cũng cùng với đại chúng đi khất thực. Mọi người nhìn mắt Ngài và mắt họ đẫm lệ. Nhìn vào mắt Ngài và mắt họ đẫm lệ, rất là thương, vì thấy Ngài bây giờ mù rồi. Đó. Thì Ngài nói rằng đừng, họ mới nói với Ngài là, Ngài đừng lo, chúng con sẽ săn sóc cho Ngài. Các tỳ kheo huynh đệ và tỳ kheo trẻ tuổi nói rằng, thôi Ngài đừng lo, chúng con sẽ săn sóc cho Ngài. An ủi trưởng lão xong và đi vào trong làng khất thực. Không thấy trưởng lão thì dân làng hỏi thăm, tức là vị trưởng lão này, cái thầy tỳ kheo Ma Ba La này mù rồi, cho nên không có đi lại được thuận lợi nữa. Thì dân làng mới hỏi là, thế tôn giả trưởng lão đâu rồi? Thì họ mới nói sự việc. Thì dân làng gửi cháo về cúng cho Ngài, rồi đem thức ăn đến cúng dường cho Ngài. Từ đó dân làng đều đặn gửi đồ ăn đến tinh xá. Trưởng lão thường răn nhắc 60 tỳ kheo, và các tỳ kheo đều tuân hành theo lời Ngài nghiêm chỉnh, đến nỗi vào ngày giải hạ, tất cả 60 tỳ kheo đều chứng A-la-hán và đắc thần thông. Hay không? Đại chúng đấy. Đấy là trong chúng chỉ có một vị tỳ kheo rất tinh tấn là Mahabala. Khi Ngài đắc đạo thì kéo theo cả một hội chúng 60 vị cùng tinh tấn tu hành. Cho nên cái này gọi là vai trò của cá nhân ảnh hưởng đến tập thể, đến cộng đồng rất nhiều. Cái gương của Mahabala tu tập rất tinh tấn như vậy, kích phát khiến cho các thầy tỳ kheo khác, kể cả những vị trẻ tuổi cũng tinh tấn tu hành, mà chỉ có 3 tháng an cư, tất cả đều chứng A-la-hán hết. Đấy là một cái điều rất là hạnh phúc. Đại chúng thấy không? Cuối mùa an cư, vì muốn đức được gặp Phật, các tỳ kheo thưa với trưởng lão xin đi về gặp Phật. Trưởng lão không tránh khỏi đăm chiêu, ta nay sức yếu, trên đường về lại đi qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu ta cùng đi, các thầy sẽ nhọc công và không thể khất thực được, ta sẽ để họ đi trước. Tức là cái vị tỳ kheo Ma Ba La này, bây giờ mọi người thì bàn tính đi về, vì hạ an cư xong rồi,
bây giờ về để thăm Phật, về lại lại xá vệ thăm Phật. Thế nhưng mà Mahabala nghĩ rằng mình thì mắt mù, bây giờ mà đi cùng với mọi người thì phiền đại chúng quá, và đại chúng sẽ ảnh hưởng lắm, cho nên thôi. Và Ngài mới nói thế này: thôi các thầy đi trước đi. Thế thì mọi người bảo: thế còn tôn giả thì sao? Thì Thầy mới nói là: tôi ốm yếu, đường đi phải băng qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu tôi đi cùng các thầy sẽ nhọc công, thì các thầy hãy cứ đi trước đi. Thế thì mọi người nói: không được, chúng con chỉ đi cùng với Ngài thôi. Nhưng mà Ngài nói là: xin các thầy đừng làm thế, tôi không vui lòng. Nếu em tôi mà gặp các thầy và hỏi thăm tôi, tức là cậu, Ngài nói là nếu cậu em trai của tôi đấy, ở quê đấy, mà gặp được các thầy thì mà hỏi tôi thì hãy bảo là tôi mù mắt rồi, thì nó sẽ gửi người đến để dẫn tôi về. Hãy là nhân danh tôi chào mừng Đức Phật và các vị đại trưởng lão. Tức là Ngài rất tế nhị, nghe không? Mọi người thì muốn đưa Ngài đi cùng, nhưng Ngài mà thôi, các Ngài cứ về trước đi, các Thầy về trước đi. Và nếu về mà đi qua cái làng quê của tôi đó, gặp cậu em trai tôi thì nói em trai tôi là tôi bị mù rồi, thì em trai tôi thế nào nó cũng cho người đến để dẫn tôi về, không phải phiền đến các Thầy. Đấy. Nói xong thì tôn giả bảo mọi người ra đi, bắt buộc phải lên đường, các tỳ kheo xin phép vì tôn giả và vào làng khất thực rồi lên đường. Đó, thế thì các tỳ kheo này đi, rồi đúng là cũng gặp người em của tôn giả Mahabala. Và khi gặp người em thì các tỳ kheo mới nói gì? Người em khi được các tỳ kheo kể lại những gì đã xảy ra với tôn giả Mahabala, thì người em ấy lăn mình trên đất than khóc mếu máo, không biết phải làm sao bây giờ, rất là thương anh. Mọi người mới nói rằng là: thôi, bây giờ sẽ ông cử người đến để đón trưởng lão về nha. Thế thì ông em mới nói là: vâng thưa các ngài, đây là Palita, là con của chị gái con, con sẽ gửi nó đến để đón trưởng lão về. Và để nó đi không ổn vì đường nhiều nguy hiểm, nếu cho nó xuất gia thì an toàn hơn. Các thầy bảo: thôi, nếu mà nó cứ để đầu tóc tại gia này mà đi á, thì có khi là bị cướp, nó cướp đấy. Đấy, thế thôi thì tốt nhất là cạo tóc cho nó xuất gia đi. Thì ở Ấn Độ chứ, người ta nhìn thấy người tu sĩ thì cướp nó cũng để, nghe, nó cũng không có hành hung hoặc là không cướp. Thế thì mọi người bàn là: thôi cho cái đứa cháu này cạo tóc cho xuất gia để nó đi đến nó đón trưởng lão về. Thế và mọi người thì nhất trí xuất gia cho cậu này làm sa di. Thế thì chú sa di này đi băng qua nhiều làng mạc, rồi đi đến cái nơi mà trưởng lão ở Mahabala đang ở đấy. Thế dân làng mới dẫn vào để gặp trưởng lão. Thế thì chú vào mới nói thế này: trưởng lão hỏi, thế tôn giả là ai? Hỏi các hai đứa cháu đấy. Thì nó bảo là: con là con của em gái thầy nha, em gái của thầy. Thế thì tôn giả mới chấp nhận và cho cậu ở đấy để cậu ấy giúp hầu hạ một thời gian. Thế thì thế này, sau đó thì là hai, gọi là hai cậu cháu đấy, bây giờ là hai người xuất gia rồi, thì ở cái làng đó một thời gian nữa để cho sức khỏe của trưởng lão được tốt, rồi thì hai cậu cháu cũng xin phép dân làng để ra về. Thế thì ở đây ấy, Thầy kể cái đại chúng nghe là cái cậu cháu này, cái đứa cháu này được cử đến để đón tôn giả Mahabala về, chứ mục đích là đến đón về, chứ cũng không phải là cho nó xuất gia. Nhưng vì tính chuyện đi đường cho nó bình an, cho nên thực cạo tóc cho nó, xuất gia cho nó, để cho nó an tâm thôi. Thế thì bây giờ khi mà hai cậu cháu quyết định đi về thì sao? Thì trên đường về thì bỗng từ xa nghe thấy có tiếng hát của một cô gái đang đi lấy củi. Thì chú Sa Di đấy, cái chú cháu này, cái cậu cháu này này, chợt cảm thấy rất là yêu mến, say đắm cái tiếng hát trong trẻo này của cái cô gái đi lấy củi này. Đó, thế thì sao? Và vì Sa Di này rất là xao xuyến, thì liền buông cái đầu gậy của cái thầy Mahabala này ra, tức là
thầy Ma Ba La thì tay cầm gậy và cậu cháu cầm một cái đầu gậy để dắt đi, nghe không? Dắt đi, vì ông cậu mình mù rồi. Thế thì mà đi đường thì nghe thấy cô gái hái củi có hát hay quá. Thế là anh chàng này là mê tít nên thế là bỏ gậy, không dắt cậu nữa, chạy ra xe để tìm đến cô gái. Thế thì cậu nói dối, nói với này cả thầy Ma Ba La thế này: thưa thầy, thầy chờ con một lát, con bận một chút việc. Bỏ gậy, không dắt nữa, nói thế. Nói xong thì chú Sa Di tất tả đi về hướng cô gái. Trông thấy thầy thì cô gái ngừng hát, và cuối cùng thì thầy này đã phạm giới tà hạnh với cô gái này. Vì trưởng lão Ma Ba La đợi mãi không thấy Sa Di trở về, đoán ngay có điều bất tường, có tiếng hát phụ nữ và chú Sa Di lại đi lâu quá, chắc là đã phạm giới rồi, nghe không? Thầy cũng tinh lắm, nghe không? Thì sau đó thì chú Sa Di trở về đến bên trưởng lão, hối hả dục ngài là tiếp tục lên đường, nghe không? Thôi đi, đi tiếp đi. Thế thì trưởng lão mới nghiêm giọng nói thế này: này Sa Di, con đã phạm tội phải không? Nghe không? Đó, ông rất tinh. Đó. Thì thấy chú Sa Di im lặng, và dù được hỏi mấy lần nữa vẫn thấy chú im thin thít, nghe không nói gì cả, đúng là phạm tội rồi. Trưởng lão mới răn tiếp: một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm vào đầu gậy của ta, nghe không? Rất là nghiêm khắc. Một kẻ tội lỗi như chú thì không thể xứng đáng nắm vào cái đầu gậy của ta. Chú Sa Di ăn năn quá, cởi chiếc y vàng, khoác áo thế tục và cúi đầu xin nhận tội, nhận lỗi với ông cậu của mình. Thưa tôn giả, trước đây con là thầy tu, nay con trở lại làm cư sĩ. Con đi tu chẳng phải do tín tâm, chỉ vì sợ những cái bất trắc dọc đường mà con cạo tóc xuất gia thôi. Bây giờ thì chúng ta đi thôi, nghe không? Tức là chú cũng nhận ra cái lỗi của mình rồi, và chú cũng nói thật là con đi tu có phải là con muốn đi tu đâu, mà đấy là vì để phòng những cái bất trắc thôi. Thì trưởng lão vẫn không đồng ý, thầy Ma Ba La vẫn không ý, thầy mắng thế này: một kẻ xấu ác, dù là bậc xuất gia hay tài gia, vẫn là kẻ xấu ác. Khi là Sa Di chú không giữ được phạm hạnh, thì liệu chú là người làm cư sĩ có là người tốt không? Một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm đầu gậy của ta. Phải nói là một ông cậu rất nghiêm khắc, nghe không? Rất nghiêm khắc, đây là để răn dạy cái chú bé này thôi, nghe không? Răn dạy chú bé rất nghiêm khắc đấy. Thế thì cậu cháu mới nói thế này: này thưa tôn giả, cái đường này nhiều ma quỷ, ngài lại mù, làm sao mà ngài có thể ở lại đây được? Đang đi giữa đường này làm sao ở lại được? Thế nhưng mà thầy vẫn nói sao: chú đừng lo việc ấy, ta có nằm chết ở đây hay đi đâu chăng nữa cũng không có gì quan trọng, ta không đi với chú, nghe không? Rất nghiêm khắc đấy, tức là nghiêm khắc với tội lỗi. Thưa đại chúng, ở đây thầy cũng muốn nói các Phật tử chúng ta cũng phải học cái chuyện này. Con cái của chúng ta cũng thế nha. Nếu chúng ta mà khi thấy con cái có lỗi mà không nghiêm khắc răn dạy, mà để bỏ qua vào, thì có thể sau này nó sẽ thành nhờn, rồi không dạy được nữa, thưa đại chúng. Đấy, cho nên phải có cái việc nghiêm khắc. Nghiêm khắc mới lên người. Các cụ ngày xưa gọi là yêu cho roi cho vọt là thế đấy, là nghiêm khắc mới dạy được con mình. Còn bây giờ chiều chuộng là hỏng con, bất kỳ một sự chiều chuộng nào đều dẫn đến hư hỏng cả, thưa đại chúng. Vâng, chiều bạn cũng làm hỏng bạn, chiều con cũng làm hỏng con, chiều chồng quá cũng làm hỏng chồng, không phải không đâu, thưa đại chúng. Đấy. Cái gì chiều tức là gì? Là ta không có cái sự kiểm soát, ta không có cái sự nghiêm khắc trong đó, là dễ làm hỏng người ta lắm. Cho nên ta chiều nhưng ta phải nghiêm, và như thế nào đó phải có cái sự nghiêm khắc. Thì cái ông thầy này, ông thầy Ma Ba La này, đối với cậu, cái đứa cháu này là một thầy sự rất nghiêm khắc. Không phải ông ấy ác gì, nhưng mà nghiêm khắc như vậy để cho đứa cháu này nó mới ý thức được cái việc tội lỗi, để sau này nó chừa. Còn không nghiêm khắc không bao giờ dạy được, không bao giờ dạy được con người, thưa đại chúng. Cho nên ông mới nói là dứt khoát không cho nắm vào cái đầu gậy của ta. Và trưởng lão mới đọc bài kệ thế này: ôi ánh sáng mắt ta đã mất,
con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si mà thà rằng nằm xuống chẳng đi không màng, không đi với cái kẻ ngu si mà phạm tội. Ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si thà rằng phải chết chẳng đi không màng. Đấy, chúng ta thấy. Cái vị thầy Ma Ba La này rất là nghiêm khắc, và Ngài rất là kính quý giới hạnh, giới đức, cho nên mới nghiêm khắc như vậy. Chú cậu cháu này này, nghe những cái lời này thì khởi tâm hối hận, ăn năn hết sức, nghẹn ngào cất tiếng than rằng: con đã phạm một tội ghê gớm, một lỗi lầm kinh khủng. Rồi khóc lóc vặn vẹo đôi tay, chú lao vào rừng mất dạng. Và sau đó là chú phải đi, tức là chú phải bỏ về thôi, chứ không đi cùng với Ngài được. Ngài không cho đi cùng, rất nghiêm khắc như vậy. Đức hạnh của trưởng lão làm cho ngai vàng của Đế Thích dài 60 dặm, rộng 50 dặm, dày 15 dặm, rực rỡ màu hoa hồng đỏ, tự động hạ thấp khi Đế Thích ngồi, tự động dâng cao khi Đế Thích đứng, bỗng nhiên nóng lên. Bên câu chuyện này ấy, khi mà trưởng lão Ma Ba La này đuổi cái đứa cháu này đi rồi, là mình thì mù không đi được nữa, nhưng chấp nhận là như vậy, thà chết ở đường chứ không đi với cái đứa cháu hư hỏng này, nó phạm tội này. Và Ngài đang rất là khó khăn trong cái việc đi, thì cái ông Đế Thích ở trên trời ấy, tự nhiên thấy cái ngai của ông nó nóng lên. Thế này chúng, cho nên cái việc của người trần gian chúng ta đó làm chứ nó cũng có ảnh hưởng, trời người ta biết hết đấy, thưa đại chúng. Mà nhất là những bậc mà cao đức, những bậc thánh tăng như thế này, mà có gì xảy ra với cái ngài các ngài thì Đế Thích, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là phải biết. Cái ngai của ông tự nhiên nó nóng lên. Đế Thích mới giật mình, không biết là ai mà lại có thể hất ngài ra khỏi cái ngai như thế này. Và liền quan sát thế gian với thiên nhãn, thì ngài thấy, nhìn thấy trưởng lão. Ông mới dùng thiên nhãn, ông nhìn xuống trần gian thì thấy một vị tỳ kheo bị mù đang dò đường đi. Và do cái việc này đấy mà cái ghế của mình nó nóng lên. Thì ông Đế Thích này thế nào? Ông mới Đế Thích tự nhủ, nếu ta không đến giúp một cái trưởng lão ghê tởm tội lỗi và tôn sùng giới luật như thế này thì đầu ta sẽ vỡ làm bảy mảnh, ta phải đến giúp ngay. Nghe không? Tức là một cái vị đức hạnh như thế, giới luật tinh nghiêm như thế, khi mà gặp khó khăn chướng nạn mà không đến giúp thì ông trời Đế Thích này đầu sẽ vỡ thành bảy mảnh. Đấy, thưa đại chúng, đấy, chúng ta có những thấy cái liên hệ rất lạ. Nghe không? Trong cái pháp giới này nó có những cái liên hệ mình thấy rất lạ kỳ. Nghe không? Cho nên mình chỉ lo cái phần giới đức của mình thôi mà thật tốt. Còn khi mà chúng ta làm sao gặp nạn thì nhất khoát sẽ có chư thiên chư thần, người ta sẽ hộ vệ bảo hộ cho mình. Cái chuyện đó là có. Vâng, cái chuyện đó là có. Đấy, thầy Tỳ Kheo Ma Ba La đang rất khó khăn thế này thì ông trời Đế Thích nóng ghế là phải xuống để mà giúp. Và Đế Thích có ngàn mắt thống lĩnh hết chư thiên, đến ngay trong khoảnh khắc bên cạnh thầy Ma La Ba La. Đến khi đến nơi ấy, thì trưởng lão mới hỏi là ai đấy. Trưởng lão mù mắt mà, mới hỏi ai đó. Thì Đế Thích mới nói rằng tôi là một khách bộ hành. Ông biến thân thành một cái vị khách bộ hành. Thế thì trưởng lão hỏi, thế ông đi đâu vậy? Thì mới nói là tôi đi đến Xá Vệ. Tôi cũng đi đến Xá Vệ. Thế thì trưởng lão mới nói là thế thì hãy tiếp tục đi đi. Thì ông Đế Thích ông mới hỏi là thế còn ngài thì đi đâu? Thì ngài nói tôi cũng đi đến Xá Vệ. Thế thì ông Đế Thích bảo tốt quá, vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nghe không? Thế thì ông thầy Ma La mới nói là tôi thì ốm yếu, đi với bạn sẽ làm chậm bạn đấy. Thế thì ông Đế Thích ông nói tôi không có việc gì gấp, hơn nữa nếu đi với ngài tôi sẽ được công đức vì đã làm một trong 10 điều thiện. Ta hãy cùng đi thưa tôn giả. Ông Đế Thích ông đến ông giúp mà. Và nghĩ rằng đây là một người ngoan đạo, trưởng lão mới bằng lòng đi cùng. Đấy,
Vì trưởng lão tôn giả Ma Ba La này nghĩ đây chắc là người tốt cho nên mới đi cùng. Thế thì Đế Thích y lời và đã dùng cái phép thần thông của mình ấy, rút ngắn đoạn đường để đến kỳ viên Tịnh Xá ngay trong chiều hôm ấy. Ông có thần thông, ông rút ngắn quãng đường. Thầy, Ngài Ma Ba La đắc A-la-hán nhưng Thầy nghĩ là Ngài chưa biết triển khai thần thông. A-la-hán là có thần thông nhưng mà chưa biết triển khai cho nên chưa xuất hiện thần thông. Đấy, đúng không? Đấy. Và rồi khi đến nơi á, tiếng kèn trống nổi lên ấy, thì trưởng lão mới ngạc nhiên quá, mà ô thế đây là đâu mà lại kèn trống thế này? Thế thì ông Đế Thích nói đây là xá vệ rồi đấy ạ. Và thế thì trưởng lão nói lần trước tôi đi xa lắm cơ mà, lâu lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại nhanh thế? Thế thì ông Đế Thích ông mới nói là tôi biết cái con đường tắt cho nên đi rất là nhanh. Ông không nói là ông dùng thần thông ông rút ra đất nó ngắn lại. Thế thì trưởng lão hiểu ngay đây không phải là người thường mà chắc là một vị trời. Và vị trưởng lão vị cũng linh tính rất giỏi, biết ngay đây không phải là người thường, chắc phải là một ông trời nào đấy rồi xuống giúp mình thôi. Đó. Thế rồi Đế Thích dẫn trưởng lão đến một túp lều bằng lá và cỏ ở tạm đấy, do người em của mình dựng. Chính là ông em ở nhà ông đã cất cái túp lều lên để đón anh mình về. Thế thì ông Đế Thích dẫn trưởng lão Ma Ba La đến cái túp lều đấy ở trước. Sau đó thì Đế Thích lại sao biến thành một người bạn, giả là một người bạn để đến thăm cái người em của trưởng lão. Đấy, thế thì khi đến thăm người em rồi ấy, thì người em mới hỏi là ô thế thì trưởng lão đã về chưa? Thế thì Đế Thích lúc này mới nói là trưởng lão về rồi, đang ở trong cái lều của ông cất rồi đấy, tôi đã dẫn về đấy rồi. Thế thì sau đó thì vị gia chủ này mới đi đến lều cỏ để thăm anh mình. Vừa trông thấy trưởng lão thì vị này gieo mình xuống chân ngài, lăn lên đốc và khóc ra đất và khóc này: con biết mà trưởng lão, vì thế con không muốn để cho người đi tu, nghe không? Thương anh quá, bây giờ anh đi tu xong về anh lại mù thế này, thương quá, xót lắm thưa đại chúng. Hàn huyên hỏi thăm xong thì gia chủ, tức là cái người em đấy, bèn trả tự do cho hai nô lệ, tức là dạy không bắt hai cái đứa làm nô lệ nữa, có trong nhà có rất nhiều nô lệ thì cho hai đứa không làm nô lệ nữa và cắt cho nó xuất ra, cho nó đi xuất ra để nó hầu trưởng lão, tức là hầu cái ông anh của mình đấy. Mà vị này dặn ra là phải chăm lo cho trưởng lão thật là đầy đủ. Thì hai cái người hầu, hai cái người ở đấy bây giờ được đi xuất gia, không làm người ở nữa mà đi xuất gia, thì trở thành sa di, rất là chăm sóc cho cái thầy Ma Ba La này rất chu đáo cho đại chúng. Thế thì đấy là cái chuyện Ngài Ma Ba La xuất gia tu hành tinh tấn và đắc quả A La Hán, dẫu rằng chấp nhận là mắt mình mù mà bây giờ được về quê để thăm quê rồi thăm về lại tinh xá của Phật. Thế thì câu chuyện nó tiếp tục. Một hôm thì có rất nhiều thầy tỳ kheo mới đi đến thăm tinh xá và sau đó đi đến thăm cái thất của Ma Ba La. Thì đêm hôm trước ấy, trời mưa rất to và đến hôm sau thì Ngài Ma Ba La vẫn theo cái thói quen của mình vẫn đi thiền hành. Nhưng mắt Ngài mù nhưng Ngài vừa dò dẫm Ngài đi thôi, đi kinh hành ấy mà. Và Ngài dẫm đạp chết rất nhiều côn trùng. Thế thì lúc này các thầy tỳ kheo đi đến ấy, đến thăm thì mới thấy thế này. Họ ngạc nhiên hỏi là ai đi ở đây mà lại chết nhiều côn trùng thế này? Đấy. Thế thì hai chú sa di hầu trưởng lão mới nói là đấy là thầy của tôi đấy, thầy của tôi đi đấy. Thế thì các thầy tỳ kheo này bực lắm, mới mắng này: xem một vị tỳ kheo kìa, khi ông ấy sáng mắt thì nằm ngủ và không tạo tội, còn bây giờ mù mắt thì lại đi kinh hành và đã giết chừng ấy những con côn trùng. Ông ấy nghĩ mình làm đúng nhưng thật chẳng đúng tí nào. Thì các thầy tỳ kheo mới trách Ngài Ma Ma La là không biết là Ngài ấy lúc tu Ngài rất tinh tấn, trách là lúc ông ấy mắt sáng ấy, thì chắc ông nằm dài ra ngủ, phải không? Nằm dài ra ngủ không chịu tu, còn bây giờ mù mắt rồi thì lại làm vẻ lại đi kinh hành tu. Mà kinh hành cái gì mà dám chết bao nhiêu côn trùng thế này? Đó, ông này chỉ gọi là giả vờ tu hành thôi, tưởng là đúng mà lại không đúng tí nào, trách.
thì các thầy tỳ kheo này đâu có biết cái quá khứ của ngài Ma Ba La là ngài rất tinh tấn đâu. Thế thì họ mới đi đến, họ bạch Phật rằng là: bạch Phật, bạch Thế Tôn, trưởng lão Ma Ba La nghĩ rằng tôi sẽ đi kinh hành và đã dẫm đạp chết rất nhiều côn trùng, bạch Thế Tôn. Thì Thế Tôn Đức Phật mới hỏi là: thế nhưng các ông có thấy ông ấy giết côn trùng không? Thế thì các thầy tỳ kheo nói là: chúng con không thấy. Thì Đức Phật mới nói: thực sự các ông không thấy ông ấy giết côn trùng, cũng vậy ông ấy không thấy côn trùng. Này các tỳ kheo, người giải thoát các lậu hoặc thì không còn cái ý sát sinh nữa. Đã. Tức là một vị A-la-hán là trong tâm không bao giờ còn một cái ý nghĩ sát sinh gì nữa. Thì đây gọi là ngài vô tình thôi. Ngài đi, ngài vô tình. Hơn nữa ngài lại mù mắt. Thế ngài đi thì ngài dẫm đạp, ngài không có ý sát sinh. Đó. Thế thì các thầy tỳ kheo mới bạch Phật rằng là: bạch Đức Thế Tôn, vị ấy chứng đắc A-la-hán, thế vậy thì do đâu mà lại còn bị mù? Đó. Thế thì Đức Phật mới dạy nè: này các tỳ kheo, đó là vì một cái lỗi lầm trong một kiếp quá khứ. Và lúc này Đức Phật bắt đầu mới kể câu chuyện quá khứ của thầy Ma Ba La trong tiền kiếp, làm sao mà kiếp này lại bị mù như thế này. Đấy. Thế thì bây giờ thì bài kinh còn một câu chuyện Đức Phật kể nữa. Bài kinh đến đây thì đúng ra là dừng rồi, nhưng mà vì Đức Phật ấy thì lại nói tiếp để cho các tỳ kheo biết thêm vì sao ngài Ma Ba La kiếp này đắc A-la-hán mà vẫn còn bị mù mắt. Nó cũng có nhân duyên của nó. Chúng ta thấy câu chuyện vừa được kể, thấy được cái sự tu hành rất tinh tấn của Ma Ba La. Wow. Ngài được Đức Phật dạy và rất là chăm chỉ thực hành lời Phật dạy. Khi năm hạ đầu tiên tu tập giới luật oai nghi tề chỉnh rồi, ngài hỏi Phật là: chúng con bây giờ phải làm gì nữa? Phật dạy tỳ kheo phải thực hành pháp học và pháp hành. Thế thì ngài nói: con cũng tuổi khá cao, con lo pháp học con không thể học hết được, thôi cho con thực hiện pháp hành. Và ngài đã được Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp tu tập và đi cùng với các chúng tỳ kheo trẻ tuổi. Nhưng mà ngài cũng vẫn phát nguyện rất tinh tấn tu hành. Nguyện chỉ tu trong ba oai nghi là đi, đứng và ngồi thôi, còn chừa ra không thèm, không nằm, để dành thời gian tu tập. Và do ngài không nằm ngủ một thời gian dài, cho nên cuối cùng thì ngài, cái mắt ngài nó mù mất. Nào, tất nhiên đây chúng ta biết nó chỉ là cái duyên thôi, chỉ là cái duyên thôi nha. Và chuẩn bị chúng ta sẽ nghe câu chuyện cái nhân duyên, cái nghiệp quả của ngài làm sao lại như vậy. Nhưng mà qua cái phần đầu này để chúng ta thấy ý chí tu hành của ngài rất là dũng mãnh, rất dũng mãnh. Và một con người đặc biệt là tôn kính giới luật của Phật, rất là quý trọng giới luật và rất là ghê sợ tội lỗi. Cho nên khi đứa cháu phạm tội, ngài không cho cả cầm đầu gậy để dẫn đi. Tức là ngài rất kiên quyết. Và thì chúng ta làm sao tu tập ấy, đại chúng thì rất mong đại chúng khi mà đã được tiếp cận Phật pháp, được nghe Phật pháp rồi, quy y Tam Bảo, làm đệ tử Phật rồi, chúng ta cũng phải hình thành trong tâm mình được một cái tâm thái gọi là sợ tội lỗi. Chúng ta nghe thấy điều tội lỗi và chúng ta phải biết sợ, phải biết sợ tội lỗi, và chúng ta phải biết ghê tởm với tội lỗi. Chứ nhiều khi trong tâm chúng ta nó nhập nhằng, nó mù mờ, chúng ta không minh định cái thiện và cái ác, cái tội và cái phước, chúng ta không minh định, không rõ ràng, chúng ta còn mù mờ và không kiên quyết, không dứt khoát. Thì có một ngày nào đó, nếu đủ nhân duyên, chúng ta cũng trở thành kẻ phạm tội. Cho nên người tu học Phật thì phải sớm sinh cho mình cái tâm ghê sợ tội lỗi. Vâng, chúng ta phải ghê tởm đối với tội lỗi để chúng ta tránh xa tội lỗi, giống như ngài Ma Ba La này. Đấy. Và nếu có được cái tâm như vậy thì chúng ta, việc làm chúng ta sẽ cảm ứng đến cả chư thiên đấy.
họ sẽ đến họ hộ trì cho mình chứ không phải không nhé. Đó, thế bây giờ này chúng sẽ nghe tiếp. Các thầy tỳ kheo khi nghe Đức Phật nói về Ma Ba La như vậy thì đều thắc mắc, thế tại sao Ngài đắc A-la-hán mà lại còn bị mù mắt? Thì đây Đức Phật mới kể câu chuyện tiền kiếp của Ma Ba La, đại chúng cùng nghe. Thuở xưa, khi vua Kasi lên ngôi ở Ba La Nại, có một thầy thuốc đi dạo trong xóm làng để chữa bệnh. Gặp một người đàn bà đau mắt, ông mới hỏi, bà bị làm sao vậy? Thì người đàn bà mới nói, tôi mắt mờ không nhìn thấy rõ. Thế thì ông thầy thuốc này, ông mới bảo là tôi sẽ chữa cho bà. Thế thì bà là người đàn bà này mới nói, xin thầy làm ơn chữa dùm cho tôi sáng con mắt. Thì ông thầy thuốc nói là, thế thì bà sẽ trả công cho tôi thế nào? Thì cái bà này mới nói là, nếu thầy chữa được cho tôi sáng con mắt và khỏe mạnh lại như xưa, tôi sẽ nguyện và bản thân tôi và cả con trai con gái tôi sẽ hầu hạ Ngài, hầu hạ thầy, nghe không? Tức là sẽ đến làm người ở cho thầy. Tôi này, con trai và con gái tôi cũng sẽ đến làm người ở cho thầy, nếu mà thầy chữa được cho tôi cái mắt này sáng trở lại. Và ông thầy thuốc nói được, tốt lắm, tôi sẽ chữa cho bà. Rồi ông kê toa cho thuốc, và chỉ sau một lần dùng thuốc thì đôi mắt của người đàn bà đã sáng lại, hạnh phúc vừa đến, nhưng lại kèm theo một nỗi lo âu mãi lờn vờn trong đầu. Bà mới nghĩ thế này, bà giờ được sáng mắt rồi, mới chỉ có một liều thuốc của ông thôi mà bà đã khỏi mắt rồi. Nhưng bây giờ mà chết rồi, mắt sáng mình rồi, nhưng bây giờ vui thì thật là vui, nhưng bà lo mà sao? Chết rồi, mình hứa làm nô lệ cho ông ấy, cả các con mình cũng phải làm, nhưng xem ra lão ấy cũng chẳng tử tế gì đâu. Chà, làm sao bây giờ đây? Phải tìm cách để gạt lão ấy mới được. Kịp đến lúc thấy thầy thuốc trở lại hỏi thăm bệnh tình, bà làm ra vẻ khổ sở. Tức là bà này đã nghĩ cái chuyện gọi là trở mặt, đúng không? Bây giờ mình hứa với ông là mình mà sáng mắt mà ông chưa khỏi thì mình phải đi ở cho ông ấy, cả con mình nữa. Mình chết rồi, bây giờ mắt mình khỏi rồi, thôi bây giờ mình đấy, cái chỗ này thì nghĩ sao? Nghĩ cái ông này là ông cũng chẳng tử tế gì đâu, khởi cái tâm nghĩ là ông chả tử tế gì, nghe không? Đấy, cái tâm chúng ta thường là thế, nghĩ là thế. Thế thì bà mới nghĩ ra cách thôi, để thôi bây giờ mình phải dối, nói dối ông thôi. Thế thì khi ông thầy thuốc ông quay trở lại ấy, thì bà mới làm ra vẻ khổ sở, bà nói thế này, trước thầy thuốc ạ, trước đây mắt tôi đau ít, bây giờ uống thuốc của thầy ấy, nó lại đau dữ dội hơn bao giờ hết. Lại đau hơn. Bà nói điêu, đúng không? Điêu. Thế ông thầy lang này này, ông đoán ngay là bà này lừa gạt mình để quỵt tiền công chữa bệnh và để quỵt cái việc hứa với mình đấy. Ông tức giận lắm và ông lẩm bẩm, được rồi, ta sẽ chẳng cần mụ trả công, ta sẽ cho mụ mù luôn. Nghe không? Không cần mụ trả công nữa, anh sẽ cho mụ mù luôn. Tức là ông cũng hận, ông trả thù. Và ông bỏ đi ngay, không nói một lời trước cặp mắt ngơ ngác của người đàn bà thất hứa. Ông thầy thuốc về nhà kể lại chuyện cho vợ nghe cho hả giận. Vợ ông thì im lặng, ông thì đích thân bốc thuốc, bào chế một thứ thuốc khác và rất là độc, mang đến cho người đàn bà và dặn người đàn bà này hãy thoa vào mắt, bảo thoa cái thuốc này vào thì nó còn sáng hơn nữa và nó mới khỏi hẳn được. Nghe không? Khỏi thế kia là chưa khỏi hẳn đâu, bây giờ thoa vào là sẽ khỏi hẳn. Người đàn bà làm theo thầy thuốc chẳng nghi ngờ chút gì và ánh sáng đôi mắt của bà tắt hẳn, từ đó là mất luôn, bôi vào xong là mù luôn. Thưa đại chúng, đấy cái sự trả thù đấy. Khi chúng ta thất hứa và bội hứa cũng nguyên nhân từ bà đó một phần, và thế làm cho người ta hận, người ta rất là tức giận. Và ông thầy thuốc đó chính là Mahabala, Đức Phật dạy đấy. Đấy, tại sao mà Mahabala kiếp này đắc A-la-hán mà lại còn bị cái quả là mù mắt, mặc dù cái duyên của Ngài là Ngài không ngủ, Ngài tu tập không ngủ, nhưng mà cái đấy là cái duyên để trả cái quả mù mắt, thưa đại chúng. Đấy nhá, cho nên chúng ta nhớ này, nhân, duyên và quả nó phải đủ.
quả muốn trổ được phải đủ nhân duyên. Đấy, đủ duyên. Đức Phật mới nói này, các tỳ kheo, đệ tử của ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi mãi mãi. Vì việc ác đi theo người làm ác như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe. Kể chuyện xong, Đức Thế Tôn như một vị vua đóng dấu ấn bằng con triện hoàng gia lên sắc dụ đã được niêm phong, Ngài tuyên đọc bài kệ sau. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe theo vật kéo. Đây là bài kinh trong kinh Pháp Cú, một bài kệ trong kinh Pháp Cú. Đấy, tâm ý dẫn đầu tất cả mọi chuyện. Đấy, Mahabala kiếp này bị mù mặc dù tinh tấn tu đắc quả A-la-hán. Cái đắc quả A-la-hán là do nhân tinh tấn quyết chí tu hành mà đắc. Nhưng mà còn cái quả phải mù lại do nhân kiếp trước làm mù mắt cái bà lão kia. Và mặc dù bà có thất hứa đấy, tức đại chúng đấy, người ta thất hứa với mình và xong mình trả thù mà mình cũng còn trả quả đấy các đại chúng ạ. Chứ không phải chuyện thường đâu, không phải là người ta thất hứa với mình tôi có quyền trả thù đâu. Trả thù vẫn là tội ác, thù như thế là mù mắt người ta vẫn là ác, thưa đại chúng. Đó, để chúng ta biết nhân quả rất là đáng sợ. Đó. Và kính thưa đại chúng, là toàn bộ bài kinh thì dừng ở đây. Thì qua cái bài kinh này, quý Thầy rất mong muốn, thứ nhất, các Phật tử rút ra cái bài học là chúng ta trên bước đường tu để thành tựu một cái việc gì, cho đến thành tựu cả chỉ cái phúc báu thôi, chúng ta đều phải cố gắng, đều phải tinh tấn. Đã tu thì nguyện tinh tấn tu hành, nghe không? Tới đây chùa chúng ta sẽ phát tâm Bồ Đề, cho nên phát tâm Bồ Đề do chúng ta phải tinh tấn tu hành. Nhìn chung thì Phật tử đạo tràng chùa chúng ta thì Thầy cũng thấy các Phật tử đã có sự tinh tấn, có những đạo tràng Phật tử rất tinh tấn, nhưng nhìn chung các Phật tử đều có sự tinh tấn khi nghe học Pháp rồi. Nhưng Thầy muốn các Phật tử sẽ tinh tấn hơn, bền trí tu tập hơn, nghe không? Noi gương người xưa tu hành như này. Chúng ta học Phật mà chỉ học không, không thực hành thì không được lợi ích. Người ta gọi là giống như mình ăn bánh vẽ thôi, không no. Học xong rồi phải thực hành. Nghe những lời Phật dạy, nghe những lời quý Thầy giảng rồi, xong chúng ta về, chúng ta ứng dụng thực hành. Thưa các Phật tử, thực hành ấy mới giúp cho chúng ta được lợi ích. Và phần muốn từ học đến hành là cả một sự tinh tấn và một sự cố gắng, nghe không? Đấy, như hôm nay thời tiết cũng là nóng lực đấy, và mà các Phật tử về tu học đông đảo này cũng là một sự tinh tấn. Mình phải yêu quý Pháp thì mới được. Đó rồi, thứ hai nữa là qua câu chuyện nhân quả của Mahabala thì chúng ta mới biết để chúng ta tin sâu nhân quả, nghe không? Không có cái gì ra ngoài nhân duyên nghiệp quả đâu, thưa đại chúng, để chúng ta biết. Chúng ta tránh đi những cái nhân ác và gieo những cái nhân lành, chăm chỉ làm nhiều việc nhân lành vào để chúng ta không gặt hái những quả khổ vào. Thì đại chúng biết được nhân quả như vậy để chúng ta tin sâu nhân quả mà chúng ta tinh tấn thực hành lời Phật dạy. Thì Thầy chúc cho đại chúng luôn tinh tấn. A Di Đà Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng 6 năm Kỷ Hợi, chúng ta tiếp tục chương trình tu tập thường kỳ ngày tu bát quan trai giới của đại chúng. Các Phật tử hôm nay về chùa có khỏe không? Hôm nay Thầy thấy các Phật tử đi cũng rất là đông, mà chật hết cả trong ngoài chánh điện. Thời tiết bên ngoài thì mưa, mưa thì hơi mát một chút nhưng mà lại hơi bị chật chỗ. Thầy đề nghị ban chức sự cho thêm chiếu với thảm ở phía ngoài cho các Phật tử ngồi nhé. Thầy thấy ngồi phía ngoài chưa có chiếu đấy, không có thảm đấy, lấy thêm chiếu thảm cho Phật tử ngồi. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang trong những cái tháng ngày mà chư Tăng an cư kiết hạ. Hôm mùng 5 vừa rồi thì chùa chúng ta cũng đã tổ chức đi cúng dường một số các trường hạ. Thầy cũng không nghĩ hôm mấy Phật tử lại đi đông như vậy. Wow, từ Phật tử Lai Châu, rồi Nam Định, Thanh Hóa,
cũng ra để đi cùng với lại chư tăng để cúng ra giường các trường hạ. Thì Đức Phật chế ra một năm chư tăng đều phải có 3 tháng an cư, gọi là cấm túc an cư. Cấm túc tức là giữ cái chân lại, không có đi đâu nhiều. Cái này vì xuất phát từ cái thời Đức Phật ấy, cái nguyên nhân là 3 cái tháng mùa mưa ở Ấn Độ thì côn trùng nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Cho nên ấy, ngoại đạo người ta cũng tổ chức 3 cái tháng đấy người ta ở yên một chỗ. Thế thì lúc đầu chư tăng thì cũng vẫn cứ đi hành đạo bình thường, khất thực hành đạo Hoằng Dương Phật Pháp bình thường. Thế sau đó thì ngoại đạo họ thấy cái chuyện như thế này, họ chê trách. Họ bảo Sa Môn Thích Tử gì mà 3 cái tháng mùa mưa này cũng vẫn đi ôm bát đi xin ăn khắp đó đây. Họ chê, rồi không có cái từ bi gì cả. Thế thì sau đó cái việc này được bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật đã chế ra và cái luật an cư cho chư tăng 3 tháng mùa mưa. Và thì có thể tùy quốc gia, quốc gia nào cái tháng nào mưa nhiều, mùa nào mưa nhiều thì đã dùng cái tháng đó để an cư đó. Thế thì ở chúng ta thì từ tháng 4 đến tháng 7 là cái tháng mưa nhiều, cho nên chúng ta an cư vào tháng 3 cái tháng đó. Hoặc là có những nơi thì chậm hơn, từ rằm tháng 5 cho đến rằm tháng 8 để an cư. Thì an cư là chư tăng tập trung về một nơi, một chỗ để mà tu hành, sách tấn lẫn nhau, trau dồi giới định tuệ, học hỏi kinh nghiệm tu tập, và cũng là để mà giải quyết những cái vấn đề trong tăng chúng. Rồi một cái điều nữa cũng rất là quan trọng, đó là mình không có đi lại nhiều. Vì chư tăng đi khất thực thì đi đường nhiều khi côn trùng nó ra run, rồi là những con trùng đó, con cóc, con nhái ra mình dám chết nó thì nó tổn hại lòng từ bi. Cho nên chư tăng 3 cái tháng này là cấm túc để an cư, tập trung hành đạo, tu tập. Nó là cái ý nghĩa rất là quý đối với người xuất gia. Thế thì trong 3 tháng an cư này thì hàng Phật tử tại gia chúng ta thường tổ chức đi để đến các trường hạ cúng dường. Thì chúng ta được học từ kinh Vu Lan, nghe không? Nói rằng chư tăng an cư tinh tấn tu tập có nhiều công đức phước báu trong cái 3 tháng này, cho nên chúng ta đi cúng hạ cũng để muốn cho cái phước báu của mình nó được nhân lên. Ngài Mục Kiều Liên cũng thế, để cứu độ mẹ của Ngài thì Ngài cũng nhân cái tháng chư tăng an cư kiết hạ này và mà Ngài cúng dường đến chúng tăng, đến Đức Phật để có phước báu đầy đủ hồi hướng cứu cho mẹ mình thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Đấy là cái ý nghĩa của cái tháng an cư. Thì hôm nay để động viên các Phật tử, khích lệ các Phật tử cũng tinh tấn tu hành theo gương của chư tăng, và chúng ta hiểu thêm về nhân quả để chúng ta tin sâu nhân quả mà tiến tu, thì Thầy sẽ đến với đại chúng với bài kinh ở trong Tích Chuyển Pháp Cú có tựa đề: Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi thì hãy móc bỏ nó đi. Đấy. Bài kinh này thì nhân vật chính ấy, nói về Đại Đức Kakhupala, là một cái nhân vật cũng rất đặc biệt, ý chí tu hành rất là dũng mãnh. Thì chúng ta sẽ cùng vào văn kinh. Thầy muốn qua bài kinh này để các Phật tử tinh tấn thêm lên. Chúng ta học Phật và nghe lời Phật dạy, mà chúng ta học để đấy, không thực hành, không nỗ lực thì không được lợi ích bao nhiêu. Cho nên chúng ta phải tinh tấn, phải nỗ lực. Thầy thấy hình như hơi vang đấy con ạ. Con cho bớt vang đi. Cái âm thanh lúc đầu có vẻ tốt hơn đó. Giờ chúng ta cùng vào bài kinh này. Bài kinh này hơi dài một chút, cho nên giữa chừng Thầy sẽ cho đại chúng đứng dậy hát một bài nhé. Chúng ta vào văn kinh này.
Tôi nghe như vậy, tại xá vệ có một trưởng giả tên là Đại Phú. Ông ta rất giàu, có nhiều của cải và có đủ trò vui chơi giải trí, nhưng lại chẳng có con. Cái ông trưởng giả này rất là giàu có, của cải nhiều lắm, mọi thứ vui chơi, nhưng mà tiếc rằng lại đến bây giờ vẫn chưa có con, tuổi cũng khá cao rồi. Đấy, thì chúng ta biết những nhà giàu có mà không có con cái thừa kế thì buồn lắm. Wow. Tiền của bao nhiêu mà rồi không có ai thừa kế cả, chết rồi thì có khi là bị xung công quỹ, mà ngày xưa nhiều khi là vua người ta cho xung công quỹ luôn, lấy vào cái quỹ quốc gia. Đó, là mất trắng. Thế cho nên ấy, người ta rất là lo phải có con để thừa kế cái gia sản của mình. Thì ông trưởng giả này cũng thế, ông lo lắm. Một ngày ông đi trên đường đi tắm trở về, ông trông thấy một bên vệ đường một cái cây rừng rất lớn, tán lá to rộng, nghĩ rằng đây chắc là chỗ ở của một vị thần có đầy uy lực. Trưởng giả ra lệnh cho dọn sạch miếng đất dưới gốc cây, rào tường xung quanh và giải cát bên trong, rồi cho trang hoàng đủ loại cờ xí và nguyện rằng nếu có cho tôi một đứa con thì tôi sẽ tạ ơn thần xứng đáng. Tức là chúng ta biết ấy, người xưa thế, người ta cũng rất là tín ngưỡng nhiều thứ. Cây thì họ cũng tin là phải có thần cây, đá có thần đá, núi có thần núi, sông có thần sông. Cái tín ngưỡng ấy là cái rất tự nhiên khi những cái mà con người ta không hiểu. Và đối với cái thế giới quan của Đạo Phật thì chúng ta biết thực sự là những thứ đó nó cũng có những vị quỷ thần họ gá vào. Vào những cái cây lớn là thường đều có các vị thần linh đấy, họ gá vào. Trong giới thì Đức Phật nói cái còng cỏ nó chỉ hơn ngón tay hoặc bằng cái xe điếu thôi là cũng đã có những các cái vị vong linh họ gá vào rồi, chứ không phải là những cái cây cổ thụ, cây lớn đâu, thưa đại chúng. Thì ông trưởng già này đến đó thì thấy cái cây rất sum xuê, ông nghĩ rằng ở đây phải có cái vị thần linh cũng oai lực lắm. Cho nên ông ra lệnh cho người ở là đến dọn dẹp cái gốc cây ấy, rồi trang hoàng cờ quạt cho thật đẹp. Rồi ông mới bày lễ, ông mới khấn nguyện. Nguyện là nếu mà cho tôi được một đứa con thì tôi sẽ tạ ơn thần xứng đáng. Nghe không? Tức là vẫn là một cái sự trao đổi, cho tôi đứa con thì tôi sẽ tạ ơn. Nghe không? Và quả thật thì chẳng bao lâu sau thì vợ ông mang thai. Bà lập tức báo tin cho chồng, ông liền tổ chức một cái lễ bảo thai cho bà. Đấy, lễ bảo thai tức là cái lễ bảo thai tức là cái lễ cầu để cho cái thai nó được bình an. Sau 10 tháng hạ sinh được một bé trai, ông đặt tên là Pala, có nghĩa là người bảo trợ. Tức là ông sinh được một cậu con trai thì đại chúng biết là ông phải vui mừng lắm chứ, vào đang mong cầu vô cùng, bây giờ có cậu con trai thì đấy là cái điều hạnh phúc lắm. Và vì nhờ sự bảo vệ và chăm sóc cội cây mới, ông nghĩ rằng do chăm sóc cái cội cây này mà ông mới sinh được cái đứa bé này. Và cũng không lâu sau nữa, ông lại có thêm một đứa con trai nữa và bèn đặt tên là Kula Pala, nghĩa là bảo trợ em. Còn đứa lớn là bảo trợ anh, đứa bé là bảo trợ em. Nghe không? Tức là được luôn hai cu cậu. Đứa lớn gọi là Mahapala là bảo trợ anh, đứa bé là Bala, là Kula Bala là bảo trợ em. Đến tuổi trưởng thành, ông bà cưới vợ cho hai con trai. Thời gian sau thì cả hai ông bà đều qua đời, để lại cho anh em toàn bộ gia sản. Tức là hai ông bà cũng tuổi cao rồi, chắc cũng phải bà cũng phải bốn mấy năm mươi rồi mới sinh. Đó, cho nên là cái tuổi thọ người xưa cũng có thể họ không dài. Thế một thời gian sau thì là hai ông bà mất thì để lại toàn bộ gia sản cho hai cậu con trai. Lúc bấy giờ thì Đức Phật đang hoằng truyền Phật Pháp. Sau khi du hành từ nơi này đến nơi khác, Ngài trú tại tinh xá Kỳ Viên do ông cấp cô độc xây cất, trị giá 540 triệu đồng tiền vàng. Thì cái tinh xá Kỳ Viên hiện nay ở Ấn Độ vẫn còn di tích, để đại chúng biết là do ông cấp cô độc, ông bỏ ra 540 triệu đồng tiền vàng để ông mua cái đất của Thái tử Kỳ Đà và ông cất lên cái tinh xá này.
Suốt thời gian ngủ tại kỳ viên, Đức Phật dạy về pháp sinh thiên, pháp giải thoát. Khi Đức Phật trú ở tinh xá kỳ viên, Ngài dạy cho cư sĩ Phật tử về pháp sinh thiên, tu tập như thế nào để được sinh lên cõi trời, tu tập thế nào để được giải thoát. Đó. Đức Thế Tôn chỉ ở lại một mùa an cư tại ngôi tinh xá do hai nhánh thân tộc của Ngài xây dựng, còn Ngài trú tại kỳ viên suốt 19 mùa an cư. Đấy, cái tinh xá kỳ viên này là Đức Phật an cư ở đó, trú tại đó đến 19 năm liền. Đó. Và Ngài ở cái tinh xá thứ hai là do bà Tỳ Xá Khư, một nữ cư sĩ lỗi lạc xây cất, trị giá 270 triệu đồng tiền vàng. Cái bà Tỳ Xá Khư cũng là một đại phú gia, bà xây cái tinh xá cúng cho Đức Phật trị giá 270 triệu đồng tiền vàng. Đấy, 270 triệu đồng tiền vàng, tức là rất khủng khiếp. Mà ông Cấp Cô Độc thì 540 triệu đồng tiền vàng, bà này là 270 triệu, bằng một nửa của ông Cấp Cô Độc. Tức mà chúng ta biết đồng tiền vàng ngày xưa chắc nó phải cỡ mấy cây bây giờ, chúng ta thấy khủng khiếp, mà là triệu chứ không phải ít đâu. 270 triệu cái đồng tiền vàng. Đã. Do công đức lớn lao của hai gia đình Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư, Đức Phật đã an cư ở thành Xá Vệ trong 25 mùa an cư. Đấy, thì cái tinh xá của bà Tỳ Xá Khư bây giờ thì không thấy. Mấy lần Thầy đi Ấn Độ để tìm những cái tinh xá này nhưng mà không thấy có cái di tích của tinh xá của bà Tỳ Xá Khư. Ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư thì mỗi ngày đều đặn đi đến với Thế Tôn hai lần. Đấy, chúng ta thấy hai vị đại thí chủ, hai vị cư sĩ này chăm chỉ đến như vậy, ngày ngày đều đến với Phật hai lần. Chúng ta thấy không? Người ta là đại gia thế thì người ta phải bận trăm công nghìn việc, thế mà vẫn sắp xếp để ngày nào cũng đến hai lần đến với Phật. Đã. Họ không bao giờ đi tay không vì biết rằng các thầy sa di trẻ đang chờ họ để đặt bát, xuất bát. Trước giờ ngọ, họ dâng thức ăn loại cứng, loại mềm. Sau giờ ngọ thì họ cúng 5 thứ dược liệu và 8 thứ uống. Ngoài ra, họ luôn dành sẵn chỗ tại nhà cho 2.000 tỳ kheo. Bất cứ vị nào cần thức ăn, nước uống hay thuốc men liền được cung cấp như ý muốn. Hai nhà của hai vị này lúc nào cũng dành sẵn thức ăn cho 2.000 vị tỳ kheo. Thời Đức Phật chúng ta biết là chư Tăng rất là đông, và đi theo Đức Phật thường lúc nào cũng trên 1.000 vị. Trong kinh thường nói là 1.250 vị tỳ kheo. Thế còn chư Tăng, các cái tăng đoàn khác nữa đông lắm. Thế thì hai cái vị đại thí chủ này ở nhà lúc nào cũng sẵn sàng đủ chỗ cho bao nhiêu? 2.000 vị tỳ kheo. Đến đấy mà ăn một lúc là có đủ chỗ chứa và có đủ thực phẩm cho các vị. Thì chúng ta thấy tất nhiên hai vị này là những đại gia, và thực sự cái tâm của họ một lòng phụng sự Phật Pháp rất là lớn. Đấy. Trưởng giả Cấp Cô Độc không hề thưa hỏi Đức Phật. Người ta nói rằng sở dĩ ông không dám thưa hỏi Đức Phật vì ông quá kính mến Phật. Ông Cấp Cô Độc mặc dù là một đại thí chủ như vậy, nhưng mà ông lại rất ít thưa hỏi Đức Phật. Thì người ta, mọi người nói là ông kính mến Phật quá, ông không muốn làm phiền đến Phật. Ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn là một vị Phật cao quý và là một thái tử phong nhã. Sở dĩ Thế Tôn thuyết pháp cho ai vì nghĩ đó là thí chủ của mình. Nếu bây giờ phải thuyết pháp cho ta thì Ngài sẽ nhọc mệt thêm. Vì lý do đó, trưởng giả Cấp Cô Độc không hề thưa hỏi Phật. Đó. Ông nghĩ như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế còn thì chúng ta thì sao? Chúng ta mà ủng hộ cho chùa, cúng dường cho chúng tăng rồi mà nhiều nhiều một chút ấy, là chúng ta sinh tâm nghèo là phải đến cật vấn Thầy, có khi là hành huệ Thầy cũng có, nghe không? Đấy. Chúng ta chỉ cần có công với chùa một chút thôi, rất dễ sinh cái tâm đấy. Đấy, thưa đại chúng, và có công lao, có cúng dường lớn lớn chút là đến, bắt đầu có khi hạch sách các Thầy mà không quan tâm, không hỏi han là sinh chuyện, có khi rồi là bỏ chùa. Đấy. Thế nhưng ở đây chúng ta phải học gương Ngài Cấp Cô Độc.
cúng dường đến 540 triệu đồng tiền vàng và lo lắng cho Tam Bảo, cho tăng đoàn như thế, nhưng mà còn không dám gần Phật, rất là ít thưa hỏi Phật, vì nghĩ rằng mình cúng dường nhiều này mà mình hỏi thì đã không hay, mà mình hỏi thì Phật thế nào cũng trả lời, mà thế thì mất thời gian Phật, làm cho Phật mệt thêm. Đấy, chúng ta thấy cái tâm của vị đại thí chủ đấy, như vậy đấy. Đấy, thôi để Phật trả lời người khác, chứ mình cứ đến hỏi Phật thì thế nào Phật cũng phải trả lời, mà Phật trả lời thì Phật mệt thêm, mất thời gian của Phật. Chúng ta thấy cái tâm của các vị hộ pháp có tốt không? Đó, vì lý do đó trưởng giả cấp độ cô độc không hề thưa hỏi Phật. Nhưng khi ông vừa ngồi xuống thì Đức Phật mới nghĩ: trưởng giả này bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ. Ta đã trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 kiếp để thành tựu đạo quả. Mái tóc đeo đầy trang sức ta cắt đã cắt bỏ, đôi mắt ta ta cũng đã vứt đi, máu thịt tim ta cũng nhổ bỏ tận gốc, con ta vợ ta thân thiết như chính mạng sống ta cũng từ bỏ, chỉ vì muốn đem chính pháp đến cho tất cả chúng sinh. Người này đã bảo trợ cho ta khi ta không cần sự bảo trợ. Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp. Đức Phật thì Ngài lại nghĩ, Ngài cấp cô độc bảo trợ cho Đức Phật và tăng đoàn, hỗ trợ cho tăng đoàn rất nhiều. Mặc dù là Ngài không cần, Ngài không yêu cầu, nhưng mà Đức Ngài cấp cô độc vẫn bảo trợ, vẫn ủng hộ. Thế cho nên Đức Phật suy nghĩ là đây là con người cũng rất là đặc biệt, phải là nhân duyên lành nhiều kiếp đấy. Cho nên Đức Phật tự thuyết pháp, tự thuyết, không cần ông ấy hỏi, mà Đức Phật tự thuyết. Lúc ấy có năm, có rất đông, đến số 70 triệu dân cư thành Xá Vệ, nghe xong liền xin làm đệ tử tại gia của Phật. Còn lại 20 triệu chưa tin đạo. Các cư sĩ đệ tử của Phật có hai nhiệm vụ: trước ngọ thì để bát, xớt bát chư tăng, sau giờ ngọ thì cầm hương hoa và cùng với tôi tớ mang y phục, thuốc men, thức uống đi đến Đức Phật để nghe pháp. Đấy, Phật tử tại gia thời Đức Phật ấy, thì họ tự xác định cho mình có hai cái việc: làm thế nào trước giờ ngọ chay là có thực phẩm dâng lên cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Đi làm xong này, đi làm thì nói về 6-7 giờ sáng dậy đi làm, làm xong rồi về, chưa nấu cơm cho kịp, đến giờ biết chư tăng giờ này đi khất thực là chuẩn bị thức ăn, đồ uống, mang ra đường để xớt bát cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Phải cúng trước giờ ngọ để các ngài đi khất thực. Và sau khi mà sau giờ ngọ đấy thì lại sắp xếp làm sao buổi chiều mang hương hoa đến, rồi dẫn tôi tớ, con cái đến tinh xá để nghe Phật thuyết pháp. Tức là Ấn Độ thời Đức Phật đối với người Phật tử tại gia trở thành một cái thông lệ như vậy, thành một cái truyền thống rất tốt đẹp, đại chúng ạ. Vào sáng thì làm, rồi lo cúng dường để bòn phước báu, chiều đi nghe pháp để khai mở trí tuệ. Hay không? Có Đức Phật ở đấy cho nên Ngài giữ yên ổn về tinh thần cho cả một cái xã hội. Dân chúng mà như thế thì rất ngoan, đại chúng thấy không? Một đại chúng, một quần chúng nhân dân như thế và ngoan lắm. Nghe pháp của Phật xong thì ai cũng ngoan, ai cũng hiền thiện và sống tốt đẹp. Họ bớt tham lam, bớt những cái tranh giành đấu đá đi, rất là tốt. Một xã hội như thế rất là bình yên. Đấy, cho nên cư sĩ thời Phật có đến hai cái nhiệm vụ: trước giờ ngọ, giờ ăn của chúng tăng thì nấu cơm, nấu thực phẩm để chuẩn bị xớt bát cúng dường cho các ngài. Thế sau giờ ngọ, nghỉ trưa xong thì dậy là áo quần chỉnh tề là đến tinh xá để mà nghe pháp, Đức Phật thuyết pháp. Đấy. Như vậy họ thấy rất quý cái việc học pháp, rất quý, học pháp được lợi ích cho nên họ quý lắm. Có một ngày nọ, Mahapala, tức là cái người con trai lớn đấy của cái ông đại thì ông trưởng giả, mà hai vợ chồng trưởng giả chết rồi đấy, bây giờ mới đến cái chuyện của hai anh em ông này. Thì Mahapala, tức là người anh trai, trông thấy các cư sĩ đi đến tinh xá với hương hoa trên tay, anh ta mới hỏi: các vị đi đâu đấy? Và mọi người trả lời: chúng tôi đi nghe pháp đây. Thế thì Mahapala mới nói là: cho tôi đi với. Rồi anh ta đi theo họ đến đảnh lễ Đức Phật và ngồi bên ngoài vòng pháp hội. Khi chư Phật thuyết pháp,
các ngài luôn tùy theo căn cơ của mình, của thính chúng từng người một, xem người nào thích hợp để quy y, để thọ giới hoặc xuất gia cho họ. Đức Phật khi thuyết pháp thì ngài cũng để ý đến toàn bộ thính chúng, xem căn cơ từng người như thế nào để mà mình nói pháp cho phù hợp, rồi lại những người này như thế nào để có thể khích lệ họ cho họ phát tâm quy tam bảo, hay là họ có thể khích lệ cho họ xuất gia. Nghe không? Ngày hôm ấy Đức Phật để ý đến Mahapala, tức là người con trai lớn trong gia đình hai anh em đó, và đã thuyết pháp cho anh ta. Ngài giải thích rành rẽ theo thứ lớp từng vấn đề về trí tuệ, về bố thí, về giới luật, về sự sinh thiên, về nghiệp báo, sự ngu si và uế trược của dục lạc, và về phước lành của hạnh xuất gia. Đấy, Đức Phật giảng dạy cho người ta đến như vậy. Đã thấy người này có đủ căn duyên là ngài, giống như là ngài vun bồi thật tích cực để cho cái hạt giống Bồ đề nó được nảy nở. Gia chủ Mahabala chú tâm lắng nghe, cái người con trai này chú tâm lắng nghe, và anh nhận định rằng khi con người từ dã cõi đời sang thế giới bên kia, chẳng có thể đem theo được cái gì, dù là con cái hay tài sản. Anh ta nghe Phật giảng dạy, anh ta hiểu được, đúng rồi, mình mà nhắm mắt chết đi, có mang được cái gì sang cái thế giới bên kia đâu. Dù là gia sản của mình có đầy kho đầy lẫm, mình cũng không mang đi được. Con cái, tôi tớ cũng không mang đi được. Đã. Thưa đại chúng, cái suy nghĩ này không phải là ai cũng có đâu. Chúng ta ở tại gia, nếu mà không nói đến cái chuyện đạo lý hay là vô thường, hay không nhìn thấy ai chết, thì chưa chắc mình đã nghĩ ra cái ý nghĩ này. Cái ý nghĩ là ồ, chết rồi là buông bỏ hết, chết rồi không mang được cái gì. Nghe không? Mà có khi là dẫu rằng có biết, chúng ta cũng lơ nó đi. Nghe không? Lơ nó đi, không bao giờ để tâm đến cái ý nghĩ này cả. Thế nhưng mà anh chàng Mahabala này nghe Đức Phật giảng dạy thì anh ta giác ngộ. Ồ, đúng rồi, vô thường khi nó đến, chúng ta phải buông bỏ hết. Đúng không? Tài sản, vợ con, tôi tớ bỏ hết. Đó, không thể mang theo được, vậy sống ở đời tục gia có lợi ích gì? Và anh quyết định xin xuất gia. Chúng ta chỉ nghe Phật thuyết pháp một buổi thôi mà phát nguyện được xuất gia. Thì Thầy cũng nói đây là cái tâm Bồ đề của anh ấy, nó phát sinh đấy. Bồ đề tâm bây giờ gọi là khai phát. Vì thế, cuối thời Pháp, Mahabala đã đến bên Đức Phật, xin Đức Phật cho được xuất gia để gia nhập tăng đoàn. Đấy, đại chúng nghe không? Chúng ta ở đây có ai nghe Pháp xong rồi xin đi xuất gia không? Nghe bài Pháp xong đi xuất gia. Thì chúng ta biết là căn lành mình là rất yếu, đúng không? Đấy. Ông này là gia chủ giàu có, thừa kế gia sản của cha mẹ để lại rất là giàu. Không? Thế mà đang cái tuổi trẻ, thanh niên, có thể thụ hưởng đầy đủ dục lạc. Nhưng mà làm sao nghe Pháp Phật mà một bài lần đầu tiên thôi, nghe xong một cái là giác ngộ, và giác ngộ là đến xin Phật cho con đi xuất gia. Nghe không? Đức Phật mới hỏi, thế con có còn thân nhân nào không để việc xuất gia được đúng Pháp? Thì anh mới nói là, bạch Thế Tôn, con còn một em trai. Đức Phật nói, vậy thì hãy báo tin cho em con biết. Mahabala hoan hỷ thưa, vâng ạ. Rồi anh chào Phật, trở về nhà gọi người em trai đến bảo rằng, này chú, mọi tài sản trong nhà, động sản và bất động sản anh giao hết cho chú hãy giữ gìn. Người em mới ngạc nhiên hỏi, thế còn anh thì sao? Thì Ba La mới nói, anh sẽ theo Phật xuất gia, gia nhập tăng đoàn chú ạ. Thì cậu em nói, anh nói gì vậy? Anh thân yêu, khi mẹ mất, anh đã chăm lo cho em như là mẹ. Đến khi cha mất, anh lại thay cha. Nhà anh đầy của cải, chắc chắn anh sẽ làm được nhiều việc thiện dù anh sống ở đời tại gia. Xin anh đừng đi xuất gia nhé. Nghe không? Cậu em bây giờ là khuyên ông anh, nghe không? Cũng rất là tình nghĩa, anh em thương nhau lắm. Khi mà mẹ chết, anh thay mẹ chăm em, rồi cha chết, anh lại thay cha chăm em. Nhà mình của cái đầy rẫy thế này, em nghĩ rằng anh ở tại gia anh cũng làm được khối việc thiện, tội gì mà phải đi xuất gia,
Đấy, thôi anh đừng đi xuất gia nhé, anh em mình ở tại gia rồi cùng đi bố thí, cùng làm phước thiện khối việc, nghe không? Đấy. Thế chúng ta xem là Mahabala sẽ trả lời thế nào. Này chú, sau khi anh nghe Phật thuyết pháp, anh không muốn sống đời tại gia nữa. Đức Phật đã giảng rất hay trong phần đầu, phần giữa và phần cuối. Ngài đã nêu lên một cách chính xác và đúng đắn ba tính chất của các pháp, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Anh không thể hành trì trọn vẹn giáo pháp này nếu còn bận bịu công việc của người tại gia. Anh phải xuất gia em ạ. À. Tức là anh chàng này đã giác ngộ rất là sâu. Cái bồ đề tâm nó đã khai phát rồi đấy. Thưa đại chúng, thật sự đấy, cái người khi mà giác ngộ thì đúng là cái mãnh lực rất là lớn. Thầy nói cũng thế, cũng giống như bản thân Thầy. Khi mà giác ngộ rồi thì không một cái gì cản trở được, thưa đại chúng. Cái tâm trí xuất gia ấy, nó như lửa lúc nào nó cũng thiêu đốt trong lòng mình ấy. Đó, nó cảm thấy rất rõ ràng như vậy. Thì Thầy nghĩ là cái anh chàng Mahabala này cũng thế, nghe không? Giác ngộ rồi, thấy rõ sự thật rồi, giống như người mà mù mà được sáng rồi, nhìn thấy rõ con đường đi của mình rồi, thì không thể nào mà lại đưa bước chân mình vào hầm, vào hố được. Nhìn thấy rõ rồi, cho nên phải bước đi cái con đường mình đã thấy. Đấy, cho nên Thầy nói đây là cái tâm Bồ Đề nó khai phát. Thì người em nói, anh ơi, anh còn trẻ lắm, thôi để lúc già hãy đi tu anh ạ. Có giống chúng ta không? Mà thôi để già già rồi hãy đi tu chứ, nghe không? Bây giờ gọi là đi tu học ở chùa thôi chứ chưa phải đi xuất gia, cũng bảo thôi để già già hãy đi chùa chứ. Và trẻ vui nhà, già mới vui chùa, nghe không? Vẫn khuyên nhau như thế. Mày còn trẻ thế mà đã đi chùa rồi à? Để ra chùa để dành cho các cụ già 70, 80 người ta mới đi chùa chứ. Đó, chúng ta nghĩ như vậy, thưa đại chúng. Giống cậu em này, thôi anh ơi, anh để già già hãy đi tu, nghe không? Già già đi tu. Thì ông anh mới nói này, em ơi, đợi đến già để thành lão khọm mất à, tay chân lụm cụm không làm gì được theo ý mình, lại thêm con cháu đùm đè, không, anh không thể nghe lời chú được, anh sẽ làm tròn bổn phận của một vị tỳ kheo, một vị xuất gia. Đấy, rất là kiên quyết đấy, thưa đại chúng. Anh mới đọc một cái bài, một câu kệ thế này: tuổi già tay yếu chân run mà tu sao được nữa khi thân mỏi mòn. Và anh sẽ đi tu dù chú cản trở cách gì, anh cũng vẫn đi tu, kiên quyết lắm. Mặc cho người em than khóc, Mahabala đi đến gặp Phật và xin xuất gia, gia nhập tăng đoàn. Được thu nhận vào tu học, Mahabala trải qua năm mùa hạ với Thầy Tế Độ và Thầy Giáo Thọ. Trong chùa thì thường có những vị Thầy khi xuất gia cho mình gọi là Thầy Tế Độ, tức là Thầy Bổn Sư, Thầy Giáo Thọ là Thầy dạy giáo pháp cho mình. Mãn hạ thứ năm và làm lễ giải hạ xong thì lúc này bây giờ gọi anh ấy là Thầy rồi, xuất gia rồi mà. Thầy, Đại Đức Thầy này ấy, mới đến chỗ Phật đảnh lễ và thưa hỏi Phật rằng: con bạch Thế Tôn, nương theo Thế Tôn, con có bao nhiêu bổn phận tu tập con phải thọ trì? Nghe không? Đi theo Phật bây giờ con phải thọ trì những cái thế nào? Đó. Thì Đức Phật mới dạy: này tỳ kheo, chỉ có hai pháp, đó là pháp học và pháp hành, pháp thiền. Thì tỳ kheo này mới hỏi: bạch Thế Tôn, thế nào là pháp học, thế nào là pháp thiền, pháp hành? Đức Phật mới dạy: pháp học á, là phải hiểu biết Phật ngôn tùy theo căn cơ mỗi người, phải thông suốt một hoặc hai bộ A Hàm hay toàn bộ Tam Tạng kinh điển, thuộc lòng đọc tụng và giảng dạy. Đấy, ngày xưa các vị sư là như thế đấy, thưa đại chúng, học dữ lắm. Có nhiều vị thuộc lòng cả Tam Tạng kinh điển luôn, chân gọi là Tam Tạng pháp sư. Như ngài Đường Huyền Trang đấy, gọi là Tam Tạng pháp sư, tức là học thuộc lòng Tam Tạng kinh điển, thưa đại chúng. Nhiều lắm đấy. Đại chúng thấy kinh sách của Phật nhiều như thế này mà học thuộc Tam Tạng kinh điển. Thầy cũng nghe nói bây giờ con cũng còn có một vài vị Tam Tạng pháp sư. Một vài vị Tam Tạng pháp sư. Thế còn pháp thiền sẽ dẫn đến quả vị A La Hán. Thiền định đòi hỏi một đời sống đạm bạc,
ưa thích ở nơi vắng lặng, vắng vẻ, luôn chuyên niệm về lão và tử, khai triển minh sát tuệ bằng sự nỗ lực bền bỉ. Đấy, Đức Phật dạy về thiền, nghe không? Là như vậy. Phải chọn cái nơi vắng vẻ, như chưa tăng chùa mình vào trong rừng, yên ả, tĩnh mịch. Đó. Rồi phải thiểu dục, sống đời sống đạm bạc. Đó. Rồi phải biết chuyên niệm về già, về chết. Đấy, cái già gọi là lão và cái chết gọi là tử đó. Thường niệm cái này để sách tấn mình tiến tu. Rồi thực hành minh sát tuệ vào, hay là tứ niệm xứ cũng vậy. Thì Ma Ba La lúc này mới nói: Bạch Thế Tôn, vì con đã lớn tuổi mới xuất gia, con không thể làm sợ không làm tròn bổn phận với pháp học, nhưng con sẽ làm tròn bổn phận đối với pháp hành, pháp thiền. Xin hãy cho con được thiền định. Phật dạy cho Thầy pháp tu dẫn đến quả vị A-la-hán. Đức Thầy này đảnh lễ Phật và tìm được 60 vị tỳ kheo cùng đi với mình, rủ nhau 60 anh em cùng đi. Thầy đi khoảng 20 dặm, đến một cái làng rộng lớn gần biên giới, và cả đoàn vào trong làng khất thực. Dân làng thấy các vị oai nghi tề chỉnh, làm tròn bổn phận của tăng sĩ và lại dễ thân cận nên sinh lòng quý mến. Họ mời các thầy ngồi, dâng những thức ăn ngon lành. Để chúng ta thấy chư tăng đi đâu mà giữ gìn được oai nghi tề chỉnh trang nghiêm thì quần chúng nhân dân người ta rất quý mến. Thế tăng chúng mà lôi thôi vào oai nghi rồi không có một cái gì cả, ăn nói lỗ mãng bừa bãi vào thì làm cho quần chúng người ta không tôn trọng được. Đấy là lẽ thật thôi. Cho nên một vị chư tăng phải tự rèn mình, oai nghi của mình, tế hạnh phải thật là tốt, tốt đẹp, trang nghiêm. Rồi dân làng họ hỏi: Thưa các tôn giả, các vị đi đâu đấy ạ? Thì mọi người nói: Này các thiền tín, chúng tôi đi đến một chỗ ẩn cư thích hợp. Thì dân làng khôn ngoan tự hiểu rằng những vị này đang tìm chỗ an cư trong mùa hạ, họ mới thỉnh cầu: Bạch các tôn giả, xin tôn giả bằng lòng ở đây suốt 3 tháng hạ, chúng con xin được quy y và thọ giới. Dân làng ở đấy họ rất là mến kính 60 cái vị thầy tỳ kheo này, và họ mời ở lại cái làng của họ để họ được cúng dường, họ xin được quy y thọ giới. Nghĩ rằng nhờ những thí chủ này trợ giúp để tu khỏi sinh tử luân hồi, các thầy đồng ý ở lại. Dân làng dựng ngay một tinh xá, xây khu vực ban đêm và khu vực ban ngày, dâng cúng đến chư tăng. Các tỳ kheo chỉ có việc đều đặn đi vào làng khất thực. Và có một y sĩ còn phát tâm đến tinh xá chữa bệnh. Ông đã trình lên chư tăng nguyện vọng của mình. Đấy, chúng ta thấy dân làng ngày xưa người ta rất tốt không? Thấy chư tăng đến phát nguyện dựng luôn hai cái tinh xá, và một cái ban ngày, một cái ban đêm, nhà khu vực ban ngày, khu vực ban đêm, để cho các thầy tu tập. Tất nhiên có thể dựng nhanh thì chắc là bằng che lứa thôi, nhưng mà thể hiện cái tâm rất là thành kính. Đấy, họ cũng được nghe danh Đức Phật hoặc ít nhiều được học về Pháp Phật rồi, cho nên họ tôn kính chúng tăng như thế. Đấy. Thế thì có một cái vị y sĩ thì phát tâm sẽ đến tinh xá để khám chữa bệnh cho chư tăng. Thì chúng ta thấy cái việc bệnh tật là cái lẽ rất tự nhiên. Ai cũng có bệnh, có thân là sẽ có bệnh. Bệnh do nghiệp báo, bệnh do oan gia trái chủ, vân vân, rất nhiều vấn đề. Thế thì cái vị y sĩ này phát nguyện chúng là con sẽ đến con khám chữa bệnh cho chư tăng. Xin thưa chư tôn giả, chỗ nào đông người đều không tránh khỏi bệnh tật. Nếu có người bệnh, xin nhắn cho con đến để con chữa trị. Vào ngày đầu hạ, trưởng lão Mahapala đã gọi tất cả các tỳ kheo lại, mới nói rằng: Này các huynh đệ, suốt 3 tháng hạ, các vị sẽ tu trong mấy oai nghi? Nghe không? Anh em hỏi nhau là trong 3 tháng hạ này thì huynh đệ tu trong mấy oai nghi? Thưa đại chúng, chúng ta có 4 cái oai nghi. 4 oai nghi tức là 4 cái tư thế. Đó là đi, là đứng, là nằm và ngồi. Đấy gọi là 4 oai nghi. Đi, đứng, nằm và ngồi. Thế thì tỳ kheo Mahabala hỏi huynh đệ là: Các thầy sẽ tu trong mấy cái oai nghi? Thế thì các thầy nói rằng: Trong 4 oai nghi, chúng tôi tu trong 4 oai nghi. Thế thì Mahabala thì nói sao?
tôi thì tôi xin chỉ dùng tu trong ba oai nghi, tôi sẽ không đặt lưng nằm ngủ. Hiểu không? Ông này lúc ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ông phát nguyện là sẽ tu ba oai nghi thôi, tức là đi, đứng và ngồi, không có nằm. Chúng ta thấy sẽ nguyện là không nằm luôn. Thì cái này nó giống cái câu chuyện của Ngài Hiếp Tôn Giả thời cùng thời Đức Phật đấy. Cái ông Hiếp Tôn Giả này, ông 80 tuổi rồi, ông mới xin đi xuất gia. Thế thì mọi người chê ông này, ông già rồi thì tu làm sao mà đắc đạo. Thế nhưng mà ông này rất ý chí. Sau khi mà được Đức Phật chấp nhận cho xuất gia thì ông phát nguyện là không nằm luôn, tinh tấn không nằm ngủ, ngồi. Cho nên mới gọi tên là Hiếp Tôn Giả. Hiếp Tôn Giả nghĩa là cái vị tôn giả mà lưng không dính vào chiếu bao giờ. Đấy, và ông tu rất nhanh và đắc đạo, đắc A-la-hán. Đấy, thưa đại chúng. Thế thời Đức Phật có những cái vị ở tinh tấn như vậy. Thế thì sau tháng thứ nhất, trưởng lão Mahapala, người tự nguyện không nằm ngủ, bắt đầu thấy nhức mắt, không ngủ mà. Nước mắt chảy tràn ra từ mắt Thầy giống như từ chiếc bình bị bể. Suốt đêm dài, Thầy dốc hết thân tâm để ngồi thiền, và chỉ đến sáng Thầy mới vào trong liêu ngồi nghỉ. Đến giờ đi thọ bát, chư Tăng đến chỗ trưởng lão thưa: Bạch trưởng lão đã đến giờ đi khất thực. Thì Ngài nói rằng: Tốt lắm huynh đệ, hãy lấy y và bát giúp tôi. Bảo họ lấy y bát rồi, chính Thầy cũng lên đường. Các thầy tỳ kheo thấy Thầy chảy nước mắt mới hỏi: Mắt Thầy có việc gì vậy? Thì Thầy nói là gió làm cay mắt tôi. Ngài cũng không nói là mắt làm sao, Ngài cũng không nói là đồ tại do mình không ngủ. Sao ta chẳng mời y sĩ, thưa Đại Đức, chúng ta sẽ nhắn ông ta đến. Và các tỳ kheo mới báo tin cho y sĩ, cái ông y sĩ mà phát nguyện chữa bệnh cho chư Tăng đấy. Ông chế một thứ thuốc gửi đến, và trưởng lão đã thoa cái thuốc đó và vẫn ngồi thiền như thường lệ. Rồi Ngài vào làng, y sĩ gặp Ngài hỏi thăm. Khi mà ông thoa thuốc rồi thì y sĩ gặp mới hỏi là: Thưa Tôn Giả, con nghe nói gió làm Ngài bị đau mắt phải không? Thì Ngài nói rằng: Đúng thế. Thưa Tôn Giả, Ngài có thoa mắt vào mũi thuốc con đã chế và gửi đến không? Bảo: Có, ta có dùng đúng như thế. Bây giờ Tôn Giả thấy thế nào? Thì tôi vẫn đau nhức như trước, tức là vẫn đau. Y sĩ bán tín bán nghi, thuốc của mình gửi đến thì chỉ thoa một lần khỏi bệnh, tại sao Tôn Giả lại không hết đau? Ông mới bèn hỏi tiếp: Cái thuốc của ông này rất là tốt, nếu mà bôi chỉ một lần là hết thôi, mà tại sao lại không hết? Thì ông nghi ngờ. Ông hỏi là: Khi thoa thuốc thì ngài ngồi hay là ngài nằm? Thì trưởng lão im lặng. Cái vị tỳ kheo này, cái thầy Ma Ba La này im lặng không nói gì cả. Mặc cho y sĩ hỏi ba lần, Ngài vẫn không nói một lời. Y sĩ không biết làm sao để giải quyết, chỉ còn cách chào Ngài và đến xem xét chỗ ở. Khi đến liêu, đến cái phòng của Ngài đấy, cái gọi là cái thất của Ngài, thì thấy chỉ có một lối kinh hành và một chỗ để ngồi, không có chỗ để nằm. Y sĩ mới thắc mắc rằng: Thưa Tôn Giả, khi thoa thuốc Ngài đã ngồi hay Ngài đã nằm? Thì vị này vẫn im lặng, không nói gì, im lặng. Ông ấy nói là: Thưa Tôn Giả, xin Ngài đừng làm vậy. Việc tu tập chỉ có thể tiến hành khi nào thân thể được chăm sóc cẩn thận. Ngài có nằm khi Ngài thoa thuốc không? Ông rất là quan tâm, nghe không? Cái thuốc này phải nằm để thoa vào thì nó mới khỏi, chứ còn mà ngồi hay đứng thì nó lại không được, không có tác dụng nhiều. Y sĩ hỏi ba lần, như trưởng lão mới nói, mới trả lời: Thôi ông về đi, tôi sẽ hội ý và lại quyết định việc này. Nghe không? Vẫn không trả lời là mình nằm hay mình ngồi, giấu, nghe không? Không cho ông biết. Thì chúng ta thấy ông y sĩ này thì ông rất quan tâm. Ông nói cũng đúng thôi, nếu mà bệnh tật quá thì cũng khó tu đấy. Cho nên người tu thì cũng phải biết bảo vệ cái thân thể cho nó tốt, rèn luyện cho nó khỏe. Nhưng mà chúng ta cũng không phải là quá đặt nặng về nó, nghe không? Đấy, nhưng mà giữ nó để tu hành. Cho nên ở cái chỗ này gọi là phải biết trung đạo. Trưởng lão không có ai thân thích ở đó, vậy thì Ngài hội ý với ai? Ngài hội ý với chính mình, nghe không? Ngài nói là: Thôi để tôi sẽ bàn lại rồi tôi quyết định việc này. Nhưng mà có ai ở đấy đâu, mình Ngài một cái thất đấy không có ai.
Thì tối Ngài vừa ngồi, Ngài bàn với chính mình, Ngài bàn thế này này: Này Ma Ba La, Thầy quý con mắt hay là quý Phật đạo? Tự mình nói chuyện với mình: Này Ma Ba La, Thầy quý con mắt hay là quý Phật đạo? Trong vòng luân hồi không manh mối, biết bao nhiêu lần Thầy không được sáng mắt. Trong vô số muôn ngàn Đức Phật đã ra đời, Thầy đã không gặp được một vị Phật nào. Giờ đây trong mùa hạ này, Thầy đã quyết không nằm suốt 3 tháng. Vậy cứ để cho đôi mắt bị hư đi, chỉ lo giữ giới luật, đừng sợ và đừng giữ cái con mắt này. Tự lòng bảo lòng bàn với nhau, tự nói với mình. Bao nhiêu kiếp mình luân hồi khổ sở rồi, mình đã sáng mắt đâu. Bây giờ gặp được Phật Pháp, gặp được Phật Pháp, thì bây giờ mình lại quý cái thân này hơn là Phật Pháp hay sao? Cho nên thà rằng hư con mắt chứ không để mất cái sự tu tập, để mất đạo. Đấy, thì đại chúng thấy đây là một cái ý chí rất là kiên cường, rất kiên cường. Vào cái ý chí của người xưa như vậy đấy. Mà tự cật vấn lương tâm mình mà để tự giữ lấy cái việc tu tập. Và để khiển trách thân mình, Ngài còn đọc bài kệ sau: Mắt tai nay đã hỏng rồi, cả thân này nữa cũng thôi không còn. Đó là chuyện mỏi mòn thân ấy, Ba La sao vẫn tán cái tâm. Tự trách mình, vâng, mắt thì đã hỏng, thân này rồi cũng sẽ không còn nữa, sẽ chết. Phải giác ngộ điều đó, mà chính là Ngài giác ngộ điều này cho nên Ngài đi tu. Thân chúng ta rồi sẽ có ngày hoại diệt, nó cũng sẽ không còn. Vậy chúng ta phải dùng nó như thế nào cho lợi ích nhất? Người giác ngộ phải hiểu điều này. Vâng, cũng không phải vì quý thân mà bỏ mất sự tu tập, mà phải đặt sự tu tập lên trên cả cái thân này, sẵn sàng kể cả bỏ thân để vì sự tu tập. Đó. Mắt tai nay đã hết mong, cả thân này nữa chẳng trông lâu dài. Đó là chuyện hoại hư thân ấy, này Ba La sao vẫn tán tâm. Vâng, và lại trách chính mình, tại sao chỉ vì cái thân tâm thân này mà để cho tâm mình phải dao động. Thì chúng ta có lúc nào ngồi để mà trách mình thế không? Vì cái gì để mà chúng ta cái tâm mình dao động, tâm mình không kiên trì, không có ý chí? Có bao giờ mình ngồi trách mình, dân trách mình như thế không? Mắt tai nay đã tiêu tan, mà cả thân này nữa tan hoang còn nào? Đó là chuyện hư hao thân ấy, này Ba La sao vẫn tán tâm? Tự mình trách mình. Cho nên người tu chúng ta, kể cả chư tăng cho đến Phật tử, phải có những giây phút tự mình trách tâm mình. Vào các thầy thì đêm đêm đều có cái giờ kiểm tâm, là để tự mình kiểm tâm mình, trách tâm mình. Các Phật tử cũng nên như thế. Người xưa dạy rằng làm sao? Tối trước khi đi ngủ vắt tay lên trán. Vắt tay lên trán không phải để ngủ cho nó ngon, mà để mà kiểm lại cái tâm mình, kiểm điểm lại cái việc làm của mình trong ngày. Mình như thế hôm nay sống thế đã tốt chưa? Xứng đáng chưa? Và mình sống như vậy đã đúng như lời Phật dạy chưa? Đã xứng đáng là một người Phật tử chưa? Và mình có làm điều gì lỗi lầm, làm cái điều gì để mà phải hổ thẹn với lương tâm không? Đấy, thì cái trách tâm này rất quý để cho chúng ta tiến bộ. Tự khiển trách mình với 3 bài kệ ấy, trưởng lão thoa thuốc lên mũi, lại tiếp tục ngồi thiền như trước. Rồi Ngài vào làng khất thực. Y sĩ trông thấy mới hỏi: Thưa tôn giả, Ngài có thoa thuốc vào mũi không? Ngài đáp rằng có. Ngài thấy thế nào? Vẫn đau như trước. Thưa tôn giả, Ngài có ngồi khi thoa thuốc hay nằm xuống? Trưởng lão lại im lặng không trả lời. Y sĩ hỏi mấy lần, trưởng lão vẫn không nói một lời. Y sĩ mới bảo: Ngài không chịu làm điều phải làm để lành bệnh, vì vậy Ngài không nên xin thuốc và tôi cũng sẽ không chế thuốc cho Ngài nữa. Tôi không còn cách nào hơn. Tại ông y sĩ là ông phải chịu, đúng không? Bị y sĩ từ chối không chữa bệnh nữa, trưởng lão trở về tinh xá tự dặn dò: Này tỳ kheo, dầu cho thầy bị y sĩ từ bỏ, chớ từ bỏ tư thế tu tập của mình. Dẫu làm y sĩ không chữa bệnh cho mình thì mình cũng không từ bỏ cái việc ngồi thiền, nghe không? Không vì thế mà từ bỏ việc ngồi thiền. Như con bệnh nan y, y sĩ thôi chữa trị, chắc chắn gặp tử thần, Ba La sao còn tán tâm. Vẫn lại cứ tự trách mình để mình tiến tu. Đấy, cái người có chí tu thì người ta như thế, thưa đại chúng.
vẫn tự nghĩ ra những cách để mà sách tấn mình, để mà tự răn trách mình để tiến đạo. Tự khiển trách mình với bài kệ trên, trưởng lão lại tiếp tục hành thiền, và vào cuối đêm đôi mắt của Ngài mù hẳn. Nhưng cũng chính khi đôi mắt mù hẳn như thế thì các lậu hoặc đồng thời dứt sạch, Ngài chứng A-la-hán. Nghe không? Có khi mà mắt mù, nó mù hẳn không nhìn thấy gì thì chứng A-la-hán. Thì chúng ta thấy cái này là do cái ý chí rất là dũng mãnh tu hành. Nghe không? Đấy, ý chí dũng mãnh, giống như người ta gọi là dùi cây mà lấy lửa đấy. Cái dùi để dùi cái bòng cây gỗ khô đó, mà dùi mà nó nóng nóng rồi mà lại thôi thì không dùi nữa là hết, nó không cháy được nữa. Lúc ấy ta quyết tâm ta dùi thêm vào thì nó sẽ bốc lửa. Đấy, thì cái vị này thế, tinh tấn đến giây phút cuối cùng rồi, vào đến khi chứng đạo. An trú trong an lạc của Minh Sát Tuệ, rồi Ngài vào liêu ngồi nghỉ. Đến giờ khất thực, các tỳ kheo đến bên Ngài mới thưa: Bạch Tôn giả, đã đến giờ chúng ta đi khất thực. Thế thì Ngài cũng cùng với đại chúng đi khất thực. Mọi người nhìn mắt Ngài và mắt họ đẫm lệ. Nhìn vào mắt Ngài và mắt họ đẫm lệ, rất là thương, vì thấy Ngài bây giờ mù rồi. Đó. Thì Ngài nói rằng đừng, họ mới nói với Ngài là: Ngài đừng lo, chúng con sẽ săn sóc cho Ngài. Các tỳ kheo huynh đệ và tỳ kheo trẻ tuổi nói rằng: Thôi Ngài đừng lo, chúng con sẽ săn sóc cho Ngài. An ủi trưởng lão xong và đi vào trong làng khất thực, không thấy trưởng lão thì dân làng hỏi thăm. Tức là vị trưởng lão này, cái thầy tỳ kheo Ma Ba La này mù rồi, cho nên không có đi lại được thuận lợi nữa. Thì dân làng mới hỏi là: Thế tôn giả trưởng lão đâu rồi? Thì họ mới nói sự việc. Thì dân làng gửi cháo về cúng cho Ngài, rồi đem thức ăn đến cúng dường cho Ngài. Từ đó dân làng đều đặn gửi đồ ăn đến tinh xá. Trưởng lão thường răn nhắc 60 tỳ kheo, và các tỳ kheo đều tuân hành theo lời Ngài nghiêm chỉnh, đến nỗi vào ngày giải hạ, tất cả 60 tỳ kheo đều chứng A-la-hán và đắc thần thông. Hay không? Đại chúng đấy, đấy là trong chúng chỉ có một vị tỳ kheo rất tinh tấn là Mahabala. Khi Ngài đắc đạo thì kéo theo cả một hội chúng 60 vị cùng tinh tấn tu hành. Cho nên cái này gọi là vai trò của cá nhân ảnh hưởng đến tập thể, đến cộng đồng rất nhiều. Cái gương của Mahabala tu tập rất tinh tấn như vậy, kích phát khiến cho các thầy tỳ kheo khác, kể cả những vị trẻ tuổi cũng tinh tấn tu hành, mà chỉ có 3 tháng an cư, tất cả đều chứng A-la-hán hết. Đấy là một cái điều rất là hạnh phúc. Đại chúng thấy không? Cuối mùa an cư, vì muốn đức được gặp Phật, các tỳ kheo thưa với trưởng lão xin đi về gặp Phật. Trưởng lão không tránh khỏi đăm chiêu: Ta nay sức yếu, trên đường về lại đi qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu ta cùng đi, các thầy sẽ nhọc công và không thể khất thực được. Ta sẽ để họ đi trước. Tức là cái vị tỳ kheo Ma Ba La này, bây giờ mọi người thì bàn tính đi về, vì hạ an cư xong rồi, bây giờ về để thăm Phật, về lại xá vệ thăm Phật. Thế nhưng mà Mahabala nghĩ rằng mình thì mắt mù, bây giờ mà đi cùng với mọi người thì phiền đại chúng quá, và đại chúng sẽ ảnh hưởng lắm. Cho nên thôi, và Ngài mới nói thế này: Thôi các thầy đi trước đi. Thế thì mọi người bảo: Thế còn tôn giả thì sao? Thì thầy mới nói là: Tôi ốm yếu, đường đi phải băng qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu tôi đi cùng các thầy sẽ nhọc công, thì các thầy hãy cứ đi trước đi. Thế thì mọi người nói: Không được, chúng con chỉ đi cùng với Ngài thôi. Nhưng mà Ngài nói là: Xin các thầy đừng làm thế, tôi không vui lòng. Nếu em tôi mà gặp các thầy và hỏi thăm tôi, tức là cậu, Ngài nói là nếu cậu em trai của tôi đấy, ở quê đấy, mà gặp được các thầy thì mà hỏi tôi, thì hãy bảo là tôi mù mắt rồi, thì nó sẽ gửi người đến để dẫn tôi về. Hãy là nhân danh tôi chào mừng Đức Phật và các vị đại trưởng lão. Tức là Ngài rất tế nhị nha. Mọi người thì muốn đưa Ngài đi cùng, nhưng Ngài mà thôi, các Ngài cứ về trước đi, các Thầy về trước đi. Và nếu về mà đi qua cái làng quê của tôi đó, gặp cậu em trai tôi thì nói em trai tôi là tôi bị mù rồi, thì em trai tôi thể nào nó cũng cho người đến để dẫn tôi về, không phải phiền đến các Thầy.
Đấy. Nói xong thì tôn giả bảo mọi người ra đi, bắt buộc phải lên đường, các tỳ kheo xin phép vì tôn giả và vào làng khất thực rồi lên đường. Đó, thế thì các tỳ kheo này đi, rồi đúng là cũng gặp người em của tôn giả Mahabala. Và khi gặp người em thì các tỳ kheo mới nói gì? Người em khi được các tỳ kheo kể lại những gì đã xảy ra với tôn giả Mahabala thì người em ấy lăn mình trên đất than khóc mếu máo, không biết phải làm sao bây giờ, rất là thương anh. Mọi người mới nói rằng là thôi, bây giờ sẽ ông cử người đến để đón trưởng lão về nha. Thế thì ông em mới nói là vâng thưa các ngài, đây là Palita, là con của chị gái con, con sẽ gửi nó đến để đón trưởng lão về. Và để nó đi không ổn vì đường nhiều nguy hiểm, nếu cho nó xuất gia thì an toàn hơn. Các thầy bảo thôi, nếu mà nó cứ để đầu tóc tại gia này mà đi á, thì có khi là bị cướp, nó cướp đấy. Đấy. Thế thôi thì tốt nhất là cạo tóc cho nó xuất gia đi. Thì ở Ấn Độ chứ người ta nhìn thấy người tu sĩ thì cướp nó cũng nể, nó cũng không có hành hung hoặc là không cướp. Thế thì mọi người bàn là thôi cho cái đứa cháu này cạo tóc cho xuất gia để nó đi đến nó đón trưởng lão về. Thế và mọi người thì nhất trí xuất gia cho cậu này làm sa di. Thế thì chú sa di này đi băng qua nhiều làng mạc rồi đi đến cái nơi mà trưởng lão ở Mahabala đang ở đấy. Thế dân làng mới dẫn vào để gặp trưởng lão. Thế thì chú vào mới nói thế này, trưởng lão hỏi thế tôn giả là ai, hỏi các hai đứa cháu đấy. Thì nó bảo là con là con của em gái thầy nha, em gái của thầy. Thế thì tôn giả mới chấp nhận và cho cậu ở đấy để cậu ấy giúp hầu hạ một thời gian. Thế thì thế này, sau đó thì là hai, gọi là hai cậu cháu đấy, bây giờ là hai người xuất gia rồi, thì ở cái làng đó một thời gian nữa để cho sức khỏe của trưởng lão được tốt, rồi thì hai cậu cháu cũng xin phép dân làng để ra về. Thế thì ở đây ấy, thầy kể cái đại chúng nghe là cái cậu cháu này, cái đứa cháu này được cử đến để đón tôn giả Mahabala về, à, chứ mục đích là đến đón về chứ cũng không phải là cho nó xuất gia, nhưng vì tính chuyện đi đường cho nó bình an cho nên thực cạo tóc cho nó xuất gia cho nó để cho nó an tâm thôi. Thế thì bây giờ khi mà hai cậu cháu quyết định đi về thì sao? Thì trên đường về thì bỗng từ xa nghe thấy có tiếng hát của một cô gái đang đi lấy củi. Thì chú Sa Di đấy, cái chú cháu này, cái cậu cháu này này chợt cảm thấy rất là yêu mến, say đắm cái tiếng hát trong trẻo này của cái cô gái đi lấy củi này. Đó, thế thì sao? Và vì Sa Di này rất là sao xuyến thì liền buông cái đầu gậy của cái thầy Mahabala này ra. Tức là thầy Mahabala thì tay cầm gậy và cậu cháu cầm một cái đầu gậy để dắt đi, nghe không? Dắt đi, vì ông cậu mình mù rồi. Thế thì mà đi đường thì nghe thấy cô gái hái củi có hát hay quá, thế là anh chàng này là mê tít nên thế là bỏ gậy không dắt cậu nữa, chạy ra xe để tìm đến cô gái. Thế thì cậu nói dối, nói với này cả thầy Ma Ba La thế này: thưa thầy, thầy chờ con một lát, con bận một chút việc. Bỏ gậy không dắt nữa, nói thế. Nói xong thì chú Sa Di tất tả đi về hướng cô gái. Trông thấy thầy thì cô gái ngừng hát, và cuối cùng thì thầy này đã phạm giới tà hạnh với cô gái này. Vì trưởng lão Ma Ba La đợi mãi không thấy Sa Di trở về, đoán ngay có điều bất tường, có tiếng hát phụ nữ và chú Sa Di lại đi lâu quá, chắc là đã phạm giới rồi, nghe không? Thầy cũng tinh lắm, nghe không? Thì sau đó thì chú Sa Di trở về đến bên trưởng lão hối hả dục ngài là tiếp tục lên đường, nghe không? Thôi đi, đi tiếp đi. Thế thì trưởng lão mới nghiêm giọng nói thế này: này Sa Di, con đã phạm tội phải không? Nghe không? Rất tinh. Đó.
Thì thấy chú Sa Di im lặng, và dù được hỏi mấy lần nữa vẫn thấy chú im thin thít, nghe không nói gì cả, đúng là phạm tội rồi. Trưởng lão mới răn tiếp: một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm vào đầu gậy của ta, nghe không? Rất là nghiêm khắc. Một kẻ tội lỗi như chú thì không thể xứng đáng nắm vào cái đầu gậy của ta. Chú Sa Di ăn năn quá, cởi chiếc y vàng, khoác áo thế tục và cúi đầu xin nhận tội, nhận lỗi với ông cậu của mình. Thưa tôn giả, trước đây con là thầy tu, nay con trở lại làm cư sĩ. Con đi tu chẳng phải do tín tâm, chỉ vì sợ những cái bất trắc dọc đường mà con cạo tóc xuất gia thôi. Bây giờ thì chúng ta đi thôi, nghe không? Tức là chú cũng nhận ra cái lỗi của mình rồi, và chú cũng nói thật là con đi tu có phải là con muốn đi tu đâu, mà đấy là vì để phòng những cái bất trắc thôi. Thì trưởng lão vẫn không đồng ý, thầy Ma Ba La vẫn không ý, thầy mắng thế này: một kẻ xấu ác, dù là bậc xuất gia hay tại gia, vẫn là kẻ xấu ác. Khi là Sa Di, chú không giữ được phạm hạnh, thì liệu chú là người làm cư sĩ có là người tốt không? Một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm đầu gậy của ta. Phải nói là một ông cậu rất nghiêm khắc, nghe không? Rất nghiêm khắc. Đây là để răn dạy cái chú bé này thôi, nghe không? Răn dạy chú bé, rất nghiêm khắc đấy. Thế thì cậu cháu mới nói thế này: này, thưa tôn giả, cái đường này nhiều ma quỷ, Ngài lại mù, làm sao mà Ngài có thể ở lại đây được? Đang đi giữa đường này làm sao ở lại được? Thế nhưng mà Thầy vẫn nói sao? Chú đừng lo việc ấy, ta có nằm chết ở đây hay đi đâu chăng nữa cũng không có gì quan trọng, ta không đi với chú, nghe không? Rất nghiêm khắc đấy. Tức là nghiêm khắc với tội lỗi, thưa đại chúng. Ở đây Thầy cũng muốn nói các Phật tử chúng ta cũng phải học cái chuyện này. Con cái của chúng ta cũng thế, nha. Nếu chúng ta mà khi thấy con cái có lỗi mà không nghiêm khắc răn dạy mà để bỏ qua vào, thì có thể sau này nó sẽ thành nhờn rồi không dạy được nữa, thưa đại chúng. Đấy, cho nên phải có cái việc nghiêm khắc. Nghiêm khắc mới lên người. Các cụ ngày xưa gọi là yêu cho roi cho vọt là thế đấy. Là nghiêm khắc mới dạy được con mình. Còn bây giờ chiều chuộng là hỏng con. Bất kỳ một sự chiều chuộng nào đều dẫn đến hư hỏng cả, thưa đại chúng. Vâng, chiều bạn cũng làm hỏng bạn. Vâng, chiều con cũng làm hỏng con. Chiều chồng quá cũng làm hỏng chồng. Không phải không đâu, thưa đại chúng. Đấy. Cái gì chiều tức là gì? Là ta không có cái sự kiểm soát, ta không có cái sự nghiêm khắc trong đó, là dễ làm hỏng người ta lắm. Cho nên ta chiều nhưng ta phải nghiêm, và như thế nào đó phải có cái sự nghiêm khắc. Thì cái ông thầy này, ông thầy Ma Ba La này, đối với cậu, cái đứa cháu này là một thầy một sự rất nghiêm khắc. Không phải ông ấy ác gì, nhưng mà nghiêm khắc như vậy để cho đứa cháu này nó mới ý thức được cái việc tội lỗi để sau này nó chừa. Còn không nghiêm khắc không bao giờ dạy được, không bao giờ dạy được con người, thưa đại chúng. Cho nên ông mới nói là dứt khoát không cho nắm vào cái đầu gậy của ta. Và trưởng lão mới đọc bài kệ thế này: ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si mà thà rằng nằm xuống chẳng đi không màng. Không đi với cái kẻ ngu si mà phạm tội. Ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si thà rằng phải chết chẳng đi không màng. Chúng ta thấy cái vị thầy Ma Ba La này rất là nghiêm khắc, và Ngài rất là kính quý giới hạnh, giới đức, cho nên mới nghiêm khắc như vậy. Chú cậu cháu này này nghe những cái lời này thì khởi tâm hối hận, ăn năn hết sức, nghẹn ngào cất tiếng than rằng: con đã phạm một tội ghê gớm, một lỗi lầm kinh khủng. Rồi khóc lóc vặn vẹo đôi tay, chú lao vào rừng mất dạng. Và sau đó là chú phải đi, tức là chú phải bỏ về thôi, chứ không đi cùng với Ngài được. Ngài không cho đi cùng, rất nghiêm khắc như vậy. Đức hạnh của trưởng lão làm cho ngai vàng của Đế Thích dài 60 dặm, rộng 50 dặm, dày 15 dặm, rực rỡ màu hoa hồng đỏ, tự động hạ thấp khi Đế Thích ngồi, tự động dâng cao khi Đế Thích đứng, bỗng nhiên
nóng lên. À, bên câu chuyện này ấy, khi mà trưởng lão Ma Ba La này đuổi cái đứa cháu này đi rồi là mình thì mù không đi được nữa, nhưng chấp nhận là như vậy, thà chết ở đường chứ không đi với cái đứa cháu hư hỏng này, à, nó phạm tội này. Và Ngài đang rất là khó khăn trong cái việc đi, thì cái ông Đế Thích ở trên trời ấy, tự nhiên thấy cái ngai của ông ấy, nó nóng lên. Thưa đại chúng, cho nên cái việc của người trần gian chúng ta đó làm chứ nó cũng có ảnh hưởng trời, người ta biết hết đấy thưa đại chúng. Mà nhất là những bậc mà cao đức, những bậc thánh tăng như thế này, mà có gì xảy ra với cái ngài, các ngài thì Đế Thích, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế là phải biết. Cái ngai của ông tự nhiên nó nóng lên. Đế Thích mới giật mình, không biết là ai mà lại có thể hất ngài ra khỏi cái ngai như thế này. Và liền quan sát thế gian với thiên nhãn, thì ngài thấy, nhìn thấy trưởng lão. Ông mới dùng thiên nhãn, ông nhìn xuống trần gian thì thấy một vị tỳ kheo bị mù đang dò đường đi. Và do cái việc này đấy mà cái ghế của mình nó nóng lên. Thì ông Đế Thích này thế nào? Ông mới Đế Thích tự nhủ, nếu ta không đến giúp một cái trưởng lão ghê tởm tội lỗi và tôn sùng giới luật như thế này thì đầu ta sẽ vỡ làm bảy mảnh, ta phải đến giúp ngay. Nghe không? Tức là một cái vị đức hạnh như thế, giới luật tinh nghiêm như thế, khi mà gặp khó khăn chướng nạn mà không đến giúp thì ông trời Đế Thích này đầu sẽ vỡ thành bảy mảnh. Đấy, thưa đại chúng đấy, chúng ta có những thấy cái liên hệ rất lạ. Nghe không? Trong cái pháp giới này nó có những cái liên hệ mình thấy rất lạ kỳ. Nghe không? Cho nên mình chỉ lo cái phần giới đức của mình thôi mà thật tốt. Còn khi mà chúng ta làm sao gặp nạn thì nhất khoát sẽ có chư thiên chư thần, người ta sẽ hộ vệ bảo hộ cho mình. Cái chuyện đó là có. Vâng, cái chuyện đó là có. Đấy, thầy Tỳ Kheo Ma Ba La đang rất khó khăn thế này thì ông trời Đế Thích nóng ghế là phải xuống để mà giúp. Và Đế Thích có ngàn mắt thống lĩnh hết chư thiên đến ngay trong khoảnh khắc bên cạnh thầy Ma La Ba La. Đến khi đến nơi ấy, thì trưởng lão mới hỏi là ai đấy. À, trưởng lão mù mắt mà mới hỏi ai đó, thì Đế Thích mới nói rằng tôi là một khách bộ hành. Ông biến thân thành một cái vị khách bộ hành. Thế thì trưởng lão hỏi thế ông đi đâu vậy, thì mới nói là tôi đi đến xá vệ, tôi cũng đi đến xá vệ. Thế thì trưởng lão mới nói là thế thì hãy tiếp tục đi đi. Thì ông Đế Thích ông mới hỏi là thế còn ngài thì đi đâu, thì ngài nói tôi cũng đi đến xá vệ. Thế thì ông Đế Thích bảo tốt quá, vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nghe không? Thế thì ông thầy Ma La mới nói là tôi thì ốm yếu, đi với bạn sẽ làm chậm bạn đấy. Thế thì ông Đế Thích ông nói tôi không có việc gì gấp, hơn nữa nếu đi với ngài tôi sẽ được công đức vì đã làm một trong 10 điều thiện, ta hãy cùng đi thưa tôn giả. À, ông Đế Thích ông đến ông giúp mà. Và nghĩ rằng đây là một người ngoan đạo, trưởng lão mới đọc bằng lòng đi cùng. Đấy, vì trưởng lão tôn giả Ma Ba La này nghĩ đây chắc là người tốt cho nên mới đi cùng. Wow. Thế thì Đế Thích y lời và đã dùng cái phép thần thông của mình ấy, rút ngắn đoạn đường để đến kỳ viên Tịnh Xá ngay trong chiều hôm ấy. Wow. Ông có thần thông, ông rút ngắn quãng đường. Thầy, ngài Ma Ba La đắc A-la-hán, nhưng thầy nghĩ là ngài chưa biết triển khai thần thông. A-la-hán là có thần thông nhưng mà chưa biết triển khai cho nên chưa xuất hiện thần thông. Đấy, đại chúng ạ. Đấy, và rồi khi đến nơi ấy, tiếng kèn trống nổi lên ấy, thì trưởng lão mới ngạc nhiên quá, mà ô thế đây là đâu mà lại kèn trống thế này. Thế thì ông Đế Thích nói đây là xá vệ rồi đấy ạ. Và thế thì trưởng lão nói lần trước tôi đi xa lắm cơ mà, lâu lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại nhanh thế? Thế thì ông Đế Thích ông mới nói là tôi biết cái con đường tắt cho nên đi rất là nhanh. Ông không nói là ông dùng thần thông ông rút ra đất nó ngắn lại. Thế thì trưởng lão hiểu ngay đây không phải là người thường mà chắc là một vị trời. Và vị trưởng lão vị cũng linh tính rất giỏi, biết ngay đây không phải là người thường, chắc phải là một ông trời nào đấy rồi xuống giúp mình thôi. Đó. Thế rồi Đế Thích dẫn trưởng lão đến một túp lều bằng lá và cỏ ở tạm đấy, do người
em của mình dựng, chính là ông em ở nhà ông đã cất cái túp lều lên để đón anh mình về. Thế thì ông Đế Thích dẫn trưởng lão Mahabala đến cái túp lều đấy ở trước. Sau đó thì Đế Thích lại sao? Biến thành một người bạn, giả là một người bạn để đến thăm cái người em của trưởng lão. Đấy, thế thì khi đến thăm người em rồi ấy, thì người em mới hỏi là ô, thế thì trưởng lão đã về chưa? Thế thì Đế Thích lúc này mới nói là trưởng lão về rồi, đang ở trong cái lều của ông cất rồi đấy, tôi đã dẫn về đấy rồi. Thế thì sau đó thì vị gia chủ này mới đi đến lều cỏ để thăm anh mình. Vừa trông thấy trưởng lão thì vị này gieo mình xuống chân ngài, lăn lên đốc và khóc đất và khóc này: con biết mà trưởng lão, vì thế con không muốn để cho người đi tu, nghe không? Thương anh quá, bây giờ anh đi tu xong về anh lại mù thế này, thương quá, xót lắm thưa đại chúng. Hàn huyên hỏi thăm xong thì gia chủ, tức là cái người em đấy, bèn trả tự do cho hai nô lệ, tức là dạy không bắt hai cái đứa làm nô lệ nữa, có trong nhà có rất nhiều nô lệ thì cho hai đứa không làm nô lệ nữa và cắt cho nó xuất ra, cho nó đi xuất ra để nó hầu trưởng lão, tức là hầu cái ông anh của mình đấy. Và vị này dặn ra là phải chăm lo cho trưởng lão thật là đầy đủ. Thì hai cái người hầu, hai cái người ở đấy bây giờ được đi xuất ra, không làm người ở nữa mà đi xuất ra, thì trở thành sa di, rất là chăm sóc cho cái thầy Ma Ba La này rất chu đáo cho đại chúng. Thế thì đấy là cái chuyện ngài Ma Ba La xuất gia tu hành, tinh tấn và đắc quả A La Hán, dẫu rằng chấp nhận là mắt mình mù, và bây giờ được về quê để thăm quê rồi thăm về lại tinh xá của Phật. Thế thì câu chuyện nó tiếp tục. Một hôm thì có rất nhiều thầy tỳ kheo mới đi đến thăm tinh xá và sau đó đi đến thăm cái thất của Ma Ba La. Thì đêm hôm trước cái trời mưa rất to và đến hôm sau thì ngài Ma Ba La vẫn theo cái thói quen của mình vẫn đi thiền hành. Nhưng mắt ngài mù, nhưng ngài vừa dò dẫm ngài đi thôi, đi kinh hành ấy mà. Và ngài dẫm đạp chết rất nhiều côn trùng. Thế thì lúc này các thầy tỳ kheo đi đến ấy, đến thăm thì mới thấy thế này. Họ ngạc nhiên hỏi là ai đi ở đây mà lại chết nhiều côn trùng thế này. Đấy. Thế thì hai chú sa di hầu trưởng lão mới nói là đấy là thầy của tôi đấy, thầy của tôi đi đấy. Thế thì các thầy tỳ kheo này bực lắm, mới mắng này: xem một vị tỳ kheo kìa, khi ông ấy sáng mắt thì nằm ngủ và không tạo tội, còn bây giờ mù mắt thì lại đi kinh hành và đã giết chừng ấy những con côn trùng. Ông ấy nghĩ mình làm đúng nhưng thật chẳng đúng tí nào. Thì các thầy tỳ kheo mới trách ngài Mahamala là không biết là ngài ấy lúc tu ngài rất tinh tấn, trách là lúc ông ấy mắt sáng ấy thì chắc ông nằm dài ra ông ngủ, phải không? Nằm dài ra ngủ không chịu tu. Còn bây giờ mù mắt rồi thì lại làm vẻ lại đi kinh hành tu. Mà kinh hành cái gì mà dám chết bao nhiêu côn trùng thế này? Đó, ông này chỉ gọi là giả vờ tu hành thôi, tưởng là đúng mà lại không đúng tí nào, trách. À, thì các thầy tỳ kheo này đâu có biết cái quá khứ của ngài Ma Ba La là ngài rất tinh tấn đâu. Thế thì họ mới đi đến họ bạch Phật rằng là: bạch Phật, bạch Thế Tôn, trưởng lão Ma Ba La nghĩ rằng tôi sẽ đi kinh hành và đã dẫm đạp chết rất nhiều côn trùng, bạch Thế Tôn. Thì Thế Tôn Đức Phật mới hỏi là: thế nhưng các ông có thấy ông ấy giết côn trùng không? Thế thì các thầy tỳ kheo nói là: chúng con không thấy. Thì Đức Phật mới nói: thực sự các ông không thấy ông ấy giết côn trùng, cũng vậy ông ấy không thấy côn trùng. Này các tỳ kheo, người giải thoát các lậu hoặc thì không còn cái ý sát sinh nữa. Đã. Tức là một vị A-la-hán là trong tâm không bao giờ còn một cái ý nghĩ sát sinh gì nữa. Thì đây gọi là ngài vô tình thôi, nghe không? Ngài đi ngài vô tình, hơn nữa ngài lại mù mắt. Thế ngài đi thì ngài dẫm đạp, ngài không có ý sát sinh. Đó. Thế thì các thầy tỳ kheo mới bạch Phật rằng là: bạch Đức Thế Tôn, vị ấy chứng đắc A-la-hán, thế vậy thì do đâu mà lại còn bị mù? Đó. Thế thì Đức Phật mới dạy nè: này các tỳ kheo, đó là vì một cái lỗi lầm trong một kiếp quá khứ. Và lúc này Đức Phật bắt đầu mới kể câu chuyện quá khứ của thầy Ma Ba La trong tiền kiếp làm sao
mà kiếp này lại bị mù như thế này. Đấy. Thế thì bây giờ thì bài kinh còn một câu chuyện Đức Phật kể nữa. Bài kinh đến đây thì đúng ra là dừng rồi. Nhưng mà vì Đức Phật ấy, thì lại nói tiếp để cho các tỳ kheo biết thêm vì sao Ngài Ma Ba La kiếp này đắc A-la-hán mà vẫn còn bị mù mắt. Nó cũng có nhân duyên của nó. Chúng ta thấy câu chuyện vừa được kể, thấy được cái sự tu hành rất tinh tấn của Mahabala. Wow. Ngài được Đức Phật dạy và rất là chăm chỉ thực hành lời Phật dạy. Khi năm hạ đầu tiên tu tập giới luật oai nghi tề chỉnh rồi, Ngài hỏi Phật là chúng con bây giờ phải làm gì nữa? Phật dạy tỳ kheo phải thực hành pháp học và pháp hành. Thế thì Ngài nói con cũng tuổi khá cao, con lo pháp học con không thể học hết được, thôi cho con thực hiện pháp hành. Nghe không? Và Ngài đã được Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp tu tập và đi cùng với các chúng tỳ kheo trẻ tuổi. Nhưng mà Ngài cũng vẫn phát nguyện rất tinh tấn tu hành. Nguyện chỉ tu trong ba oai nghi là đi, đứng và ngồi thôi, còn chừa ra không thèm, không nằm để dành thời gian tu tập. Và do Ngài không nằm ngủ một thời gian dài, cho nên cuối cùng thì Ngài, cái mắt Ngài nó mù mất. Nào, tất nhiên đây chúng ta biết nó chỉ là cái duyên thôi, chỉ là cái duyên thôi nha. Và chuẩn bị chúng ta sẽ nghe câu chuyện cái nhân duyên, cái nghiệp quả của Ngài làm sao lại như vậy. Nhưng mà qua cái phần đầu này để chúng ta thấy ý chí tu hành của Ngài rất là dũng mãnh. À, rất dũng mãnh. Và một con người đặc biệt là tôn kính giới luật của Phật, rất là quý trọng giới luật và rất là ghê sợ tội lỗi. Cho nên khi đứa cháu phạm tội, Ngài không cho cả cầm đầu gậy để dẫn đi. À, tức là Ngài rất kiên quyết. Và thì chúng ta làm sao tu tập ấy, đại chúng thì rất mong đại chúng khi mà đã được tiếp cận Phật Pháp, được nghe Phật Pháp rồi, quy y Tam Bảo, làm đệ tử Phật rồi, chúng ta cũng phải hình thành trong tâm mình được một cái tâm thái gọi là sợ tội lỗi. Nhờ, chúng ta nghe thấy điều tội lỗi và chúng ta phải biết sợ tội lỗi và chúng ta phải biết ghê tởm với tội lỗi. Chứ nhiều khi trong tâm chúng ta nó nhập nhằng, nó mù mờ. Chúng ta không minh định cái thiện và cái ác, cái tội và cái phước. Chúng ta không minh định, không rõ ràng. Chúng ta còn mù mờ và không kiên quyết, không dứt khoát. Thì có một ngày nào đó, nếu đủ nhân duyên, chúng ta cũng trở thành kẻ phạm tội. Cho nên người tu học Phật thì phải sớm sinh cho mình cái tâm ghê sợ tội lỗi. Vào, chúng ta phải ghê tởm đối với tội lỗi để chúng ta tránh xa tội lỗi giống như Ngài Ma Ba La này. Đấy. Và nếu có được cái tâm như vậy thì chúng ta, việc làm chúng ta sẽ cảm ứng đến cả chư thiên đấy. Họ sẽ đến họ hộ trì cho mình chứ không phải không. Nhá. Đó. Thế bây giờ này chúng sẽ nghe tiếp. Các thầy tỳ kheo khi nghe Đức Phật nói về Ma Ba La như vậy thì đều thắc mắc, thế tại sao Ngài đắc A-la-hán mà lại còn bị mù mắt? Thì đây Đức Phật mới kể câu chuyện tiền kiếp của Ma Ba La, đại chúng cùng nghe. Thuở xưa, khi vua Ca Si lên ngôi ở Ba La Nại, có một thầy thuốc đi dạo trong xóm làng để chữa bệnh. Gặp một người đàn bà đau mắt, ông mới hỏi, bà bị làm sao vậy? Thì người đàn bà mới nói, tôi mắt mờ không nhìn thấy rõ. Thế thì ông thầy thuốc này, ông mới bảo là tôi sẽ chữa cho bà. Thế thì bà là... Người đàn bà này mới nói, xin Thầy làm ơn chữa dùm cho tôi sáng con mắt. Thì ông thầy thuốc nói là, thế thì bà sẽ trả công cho tôi thế nào? Thì cái bà này mới nói là, nếu Thầy chữa được cho tôi sáng con mắt và khỏe mạnh lại như xưa, tôi sẽ nguyện và bản thân tôi và cả con trai con gái tôi sẽ hầu hạ Ngài, hầu hạ Thầy. Nghe không? Tức là sẽ đến làm người ở cho Thầy. Tôi này, con trai và con gái tôi cũng sẽ đến làm người ở cho Thầy, nếu mà Thầy chữa được cho tôi cái mắt này sáng trở lại. Và ông thầy thuốc nói được, tốt lắm, tôi sẽ chữa cho bà. Rồi ông kê toa cho thuốc,
và chỉ sau một lần dùng thuốc thì đôi mắt của người đàn bà đã sáng lại, hạnh phúc vừa đến nhưng lại kèm theo một nỗi lo âu mãi lờn vờn trong đầu. Bà mới nghĩ thế này, bà giờ được sáng mắt rồi, mới chỉ có một liều thuốc của ông thôi mà bà đã khỏi mắt rồi. Nhưng bây giờ mà chết rồi, mắt sáng mình rồi, nhưng bây giờ vui thì thật là vui. Nhưng bà lo mà sao? Chết rồi, mình hứa làm nô lệ cho ông ấy, cả các con mình cũng phải làm. Nhưng xem ra lão ấy cũng chẳng tử tế gì đâu. Chà, làm sao bây giờ đây? Phải tìm cách để gạt lão ấy mới được. Kịp đến lúc thấy thầy thuốc trở lại, hỏi thăm bệnh tình, bà làm ra vẻ khổ sở. Tức là bà này đã nghĩ cái chuyện gọi là trở mặt, đúng không? Bây giờ mình hứa với ông là mình mà sáng mắt mà ông chưa khỏi thì mình phải đi ở cho ông ấy, cả con mình nữa. Thì chết rồi, bây giờ mắt mình khỏi rồi. Thôi bây giờ mình... Đấy, cái chỗ này thì nghĩ sao? Nghĩ cái ông này là ông cũng chẳng tử tế gì đâu. Khởi cái tâm nghĩ là ông chả tử tế gì, nghe? Đấy, cái tâm chúng ta thường là thế, nghĩ là thế. Thế thì bà mới nghĩ ra cách thôi để thôi bây giờ mình phải dối, nói dối ông thôi. Thế thì khi ông thầy thuốc ông quay trở lại á, thì bà mới làm ra vẻ khổ sở, bà nói thế này: trước thầy thuốc ạ, trước đây mắt tôi đau ít, bây giờ uống thuốc của thầy ấy, nó lại đau dữ dội hơn bao giờ hết. Lại đau hơn. Bà nói điêu, đúng không? Điêu. Thế ông thầy lang này này, ông đoán ngay là bà này lừa gạt mình để quỵt tiền công chữa bệnh và để quỵt cái việc hứa với mình đấy. Ông tức giận lắm và ông lẩm bẩm: được rồi, ta sẽ chẳng cần mụ trả công, ta sẽ cho mụ mù luôn. Nghe không? Không cần mụ trả công nữa, anh sẽ cho mụ mù luôn. Tức là ông cũng hận, ông trả thù. Và ông bỏ đi ngay không nói một lời trước cặp mắt ngơ ngác của người đàn bà thất hứa. Ông thầy thuốc về nhà kể lại chuyện cho vợ nghe cho hả giận. Vợ ông thì im lặng. Ông thì đích thân bốc thuốc, bào chế một thứ thuốc khác và rất là độc, mang đến cho người đàn bà và dặn người đàn bà này hãy thoa vào mắt. Và thoa cái thuốc này vào thì nó còn sáng hơn nữa, vào nó mới khỏi hẳn được. Nghe không? Khỏi thế kia là chưa khỏi hẳn đâu. Bây giờ thoa vào là sẽ khỏi hẳn. Người đàn bà làm theo thầy thuốc chẳng nghi ngờ chút gì và ánh sáng đôi mắt của bà tắt hẳn. Từ đó là mất luôn, bôi vào xong là mù luôn. Thưa đại chúng, đấy cái sự trả thù đấy. Khi chúng ta thất hứa, vào bội hứa cũng nguyên nhân từ bà đó một phần, vào thế làm cho người ta hận, người ta rất là tức giận. Và ông thầy thuốc đó chính là Mahabala, Đức Phật dạy đấy. Đấy, tại sao mà Mahabala kiếp này đắc A-la-hán mà lại còn bị cái quả là mù mắt, mặc dù cái duyên của Ngài là Ngài không ngủ, Ngài tu tập không ngủ, nhưng mà cái đấy là cái duyên để trả cái quả mù mắt, thưa đại chúng. Đấy nhé, cho nên chúng ta nhớ này, nhân, duyên và quả nó phải đủ. Quả muốn trổ được phải đủ nhân duyên, đấy, đủ duyên. Đức Phật mới nói này, các tỳ kheo, đệ tử của ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi mãi mãi. Vì việc ác đi theo người làm ác như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe. Kể chuyện xong, Đức Thế Tôn như một vị vua đóng dấu ấn bằng con triện hoàng gia lên sắc dụ đã được niêm phong, Ngài tuyên đọc bài kệ sau: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe theo vật kéo. Đây là bài kinh trong kinh Pháp Cú, một bài kệ trong kinh Pháp Cú. Đấy, tâm ý dẫn đầu tất cả mọi chuyện. Đấy, Mahabala kiếp này bị mù mặc dù tinh tấn tu đắc quả A-la-hán. Cái đắc quả A-la-hán là do nhân tinh tấn quyết chí tu hành mà đắc. Nhưng mà còn cái quả phải mù lại do nhân kiếp trước làm mù mắt cái bà lão kia. Và mặc dù bà có thất hứa đấy, thưa đại chúng đấy, người ta thất hứa với mình và xong mình trả thù mà mình cũng còn trả quả đấy các đại chúng ạ. Chứ không phải chuyện thường đâu, không phải là người ta thất hứa với mình tôi có quyền trả thù đâu. Trả thù vẫn là tội ác,
thù như thế là mù mắt người ta vẫn là ác, thưa đại chúng. Đó, để chúng ta biết nhân quả rất là đáng sợ. Đó. Và kính thưa đại chúng, là toàn bộ bài kinh thì dừng ở đây. Thì qua cái bài kinh này, quý Thầy rất mong muốn, thứ nhất, các Phật tử rút ra cái bài học là chúng ta trên bước đường tu để thành tựu một cái việc gì, cho đến thành tựu cả chỉ cái phúc báu thôi, chúng ta đều phải cố gắng, đều phải tinh tấn. Đã tu thì nguyện tinh tấn tu hành. Nghe không? Tới đây chùa chúng ta sẽ phát tâm Bồ Đề. Cho nên phát tâm Bồ Đề ra chúng ta phải tinh tấn tu hành. Nhìn chung thì Phật tử đạo tràng chùa chúng ta thì Thầy cũng thấy các Phật tử đã có sự tinh tấn. Có những đạo tràng Phật tử rất tinh tấn, nhưng nhìn chung các Phật tử đều có sự tinh tấn khi nghe học Pháp rồi. Nhưng Thầy muốn các Phật tử sẽ tinh tấn hơn, bền trí tu tập hơn, nghe không? Noi gương người xưa tu hành như này. Chúng ta học Phật mà chỉ học không, không thực hành thì không được lợi ích. Người ta gọi là giống như mình ăn bánh vẽ thôi, không no. Học xong rồi phải thực hành. Nghe những lời Phật dạy, nghe những lời quý Thầy giảng rồi, xong chúng ta về, chúng ta ứng dụng thực hành. Thưa các Phật tử, thực hành ấy mới giúp cho chúng ta được lợi ích. Và phần muốn từ học đến hành là cả một sự tinh tấn và một sự cố gắng. Nghe không? Đấy, như hôm nay thời tiết cũng là nóng lực đấy. Và mà các Phật tử về tu học đông đảo này cũng là một sự tinh tấn. Mình phải yêu quý Pháp thì mới được. Đó rồi. Thứ hai nữa là qua câu chuyện nhân quả của Maha Bala thì chúng ta mới biết để chúng ta tin sâu nhân quả. Nghe không? Không có cái gì ra ngoài nhân duyên nghiệp quả đâu, thưa đại chúng, để chúng ta biết. Chúng ta tránh đi những cái nhân ác và gieo những cái nhân lành, chăm chỉ làm nhiều việc nhân lành vào để chúng ta không gặt hái những quả khổ vào. Thì đại chúng biết được nhân quả như vậy để chúng ta tin sâu nhân quả mà chúng ta tinh tấn thực hành lời Phật dạy. Thì Thầy chúc cho đại chúng luôn tinh tấn. A Di Đà Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng 6 năm Kỷ Hợi, chúng ta tiếp tục chương trình tu tập thường kỳ ngày tu bát quan trai giới của đại chúng. Các Phật tử hôm nay về chùa có khỏe không? Hôm nay Thầy thấy các Phật tử đi cũng rất là đông và chặt hết cả trong ngoài chánh điện. Thời tiết bên ngoài thì mưa, mưa thì hơi mát một chút nhưng mà lại hơi bị chật chỗ. Thầy đề nghị ban chức sự cho thêm chiếu với thảm ở phía ngoài cho các Phật tử ngồi nhé. Thầy thấy ngồi phía ngoài chưa có chiếu hết, không có thảm đấy, lấy thêm chiếu thảm cho Phật tử ngồi. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang trong những cái tháng ngày mà chư tăng an cư kết hạ. Hôm mùng năm vừa rồi thì chùa chúng ta cũng đã tổ chức đi cúng dường một số các trường hạ. Thầy cũng không nghĩ hôm ấy Phật tử lại đi đông như vậy. Wow, từ Phật tử Lai Châu, rồi Nam Định, Thanh Hóa cũng ra để đi cùng với lại chư tăng để cúng ra dường các trường hạ. Thì Đức Phật chế ra một năm chư tăng đều phải có 3 tháng an cư, gọi là cấm túc an cư. Cấm túc tức là giữ cái chân lại, không có đi đâu nhiều. Cái này vì xuất phát từ cái thời Đức Phật ấy, cái nguyên nhân là 3 cái tháng mùa mưa ở Ấn Độ thì côn trùng nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Cho nên ấy, ngoại đạo người ta cũng tổ chức 3 cái tháng đấy người ta ở yên một chỗ. Thế thì lúc đầu chư tăng thì cũng vẫn cứ đi hành đạo bình thường, khất thực hành đạo Hoằng Dương Phật Pháp bình thường. Thế sau đó thì ngoại đạo họ thấy cái chuyện như thế này, họ chê trách. Họ bảo Sa Môn Thích Tử gì mà 3 cái tháng mùa mưa này cũng vẫn đi ôm bát đi xin ăn khắp đó đây. Họ chê, rồi không có cái từ bi gì cả. Thế thì sau đó cái việc này được bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật đã chế ra và cái luật an cư cho chư tăng 3 tháng mùa mưa. Và thì có thể tùy quốc gia nào, cái tháng nào mưa nhiều
mùa nào mưa nhiều thì đã dùng cái tháng đó để an cư. Đó, thế thì ở chúng ta thì từ tháng 4 đến tháng 7 là cái tháng mưa nhiều, cho nên chúng ta an cư vào tháng 3 cái tháng đó. Hoặc là có những nơi thì chậm hơn, từ rằm tháng 5 cho đến rằm tháng 8 để an cư. Thì an cư là chư tăng tập trung về một nơi, một chỗ để mà tu hành, sách tấn lẫn nhau, trau dồi giới định tuệ, học hỏi kinh nghiệm tu tập, và cũng là để mà giải quyết những cái vấn đề trong tăng chúng. Rồi một cái điều nữa cũng rất là quan trọng, đó là mình không có đi lại nhiều. Vì chư tăng đi khất thực thì đi đường nhiều khi côn trùng nó ra run, rồi là những con trùng đó, con cóc, con nhái ra, mình dám chết nó thì nó tổn hại lòng từ bi. Cho nên chư tăng ba cái tháng này là cấm túc để an cư, tập trung hành đạo, tu tập. Nó là cái ý nghĩa rất là quý đối với người xuất gia. Thế thì trong ba tháng an cư này thì hàng Phật tử tại gia chúng ta thường tổ chức đi để đến các trường hạ cúng dường. Thì chúng ta được học từ kinh Vu Lan, nghe không? Nói rằng chư tăng an cư, tinh tấn tu tập, có nhiều công đức phước báu trong cái ba tháng này, cho nên chúng ta đi cúng hạ cũng để muốn cho cái phước báu của mình nó được nhân lên. Ngài Mục Kiều Liên cũng thế, để cứu độ mẹ của Ngài thì Ngài cũng nhân cái tháng chư tăng an cư kiết hạ này mà Ngài cúng dường đến chúng tăng, đến Đức Phật để có phước báu đầy đủ, hồi hướng cứu cho mẹ mình thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Đấy là cái ý nghĩa của cái tháng an cư. Thì hôm nay để động viên các Phật tử, khích lệ các Phật tử cũng tinh tấn tu hành theo gương của chư tăng, và chúng ta hiểu thêm về nhân quả, để chúng ta tin sâu nhân quả mà tiến tu, thì Thầy sẽ đến với đại chúng với bài kinh ở trong Tích Chuyển Pháp Cú có tựa đề: Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi thì hãy móc bỏ nó đi. Đấy. Bài kinh này thì nhân vật chính ấy, nói về Đại Đức Kakhupala, là một cái nhân vật cũng rất đặc biệt, ý chí tu hành rất là dũng mãnh. Thì chúng ta sẽ cùng vào văn kinh. Thầy muốn qua bài kinh này để các Phật tử tinh tấn thêm lên. Chúng ta học Phật và nghe lời Phật dạy, mà chúng ta học để đấy, không thực hành, không nỗ lực thì không được lợi ích bao nhiêu. Cho nên chúng ta phải tinh tấn, phải nỗ lực. Thầy thấy hình như hơi vang đấy con ạ. Con cho bớt vang đi. Cái âm thanh lúc đầu có vẻ tốt hơn đó. Giờ chúng ta cùng vào bài kinh này. Bài kinh này hơi dài một chút, cho nên giữa chừng Thầy sẽ cho đại chúng đứng dậy hát một bài nhé. Chúng ta vào văn kinh này. Tôi nghe như vậy, tại Xá Vệ có một trưởng giả tên là Đại Phú. Ông ta rất giàu, có nhiều của cải và có đủ trò vui chơi giải trí, nhưng lại chẳng có con. Cái ông trưởng giả này rất là giàu có, của cải nhiều lắm, mọi thứ vui chơi, nhưng mà tiếc rằng lại đến bây giờ vẫn chưa có con, tuổi cũng khá cao rồi. Đấy, thì chúng ta biết những nhà giàu có mà không có con cái thừa kế thì buồn lắm. Wow. Tiền của bao nhiêu mà rồi không có ai thừa kế cả, chết rồi thì có khi là bị xung công quỹ, mà ngày xưa nhiều khi là vua người ta cho xung công quỹ luôn, lấy vào cái quỹ quốc gia. Đó, là mất trắng. Thế cho nên ấy, người ta rất là lo phải có con để thừa kế cái gia sản của mình. Thì ông trưởng giả này cũng thế, ông lo lắm. Một ngày ông đi trên đường đi tắm trở về, ông trông thấy một bên vệ đường một cái cây rừng rất lớn, tán lá to rộng, nghĩ rằng đây chắc là chỗ ở của một vị thần có đầy uy lực. Trưởng giả ra lệnh cho dọn sạch miếng đất dưới gốc cây, rào tường xung quanh và giải cát bên trong,
rồi cho trang hoàng đủ loại cờ xí và nguyện rằng nếu có cho tôi một đứa con thì tôi sẽ tạ ơn thần xứng đáng. Tức là chúng ta biết đấy, người xưa thế, người ta cũng rất là tín ngưỡng nhiều thứ. Cây thì họ cũng tin là phải có thần cây, đá có thần đá, núi có thần núi, sông có thần sông. Cái tín ngưỡng ấy là cái rất tự nhiên. Khi những cái mà con người ta không hiểu, và đối với cái thế giới quan của Đạo Phật thì chúng ta biết thực sự là những thứ đó nó cũng có những vị quỷ thần họ gá vào. Vào những cái cây lớn là thường đều có các vị thần linh đấy họ gá vào. Trong giới Đức Phật nói cái cọng cỏ nó chỉ hơn ngón tay hoặc bằng cái xe điếu thôi là cũng đã có những các cái vị vong linh họ gá vào rồi, chứ không phải là những cái cây cổ thụ, cây lớn đâu, thưa đại chúng. Thì ông trưởng già này đến đó thì thấy cái cây rất sum xuê, thì ông nghĩ rằng ở đây phải có cái vị thần linh cũng oai lực lắm. Cho nên ông ra lệnh cho người ở là đến dọn dẹp cái gốc cây ấy, rồi trang hoàng cờ quạt cho thật đẹp. Rồi ông mới bày lễ, ông mới khấn nguyện. Nguyện là nếu mà cho tôi được một đứa con thì tôi sẽ tạ ơn thần xứng đáng. Nghe không? Tức là vẫn là một cái sự trao đổi, cho tôi đứa con thì tôi sẽ tạ ơn. Nghe không? Và quả thật thì chẳng bao lâu sau thì vợ ông mang thai. Bà lập tức báo tin cho chồng, ông liền tổ chức một cái lễ bảo thai cho bà. Đấy, lễ bảo thai tức là cái lễ bảo thai tức là cái lễ cầu để cho cái thai nó được bình an. Sau 10 tháng hạ sinh được một bé trai, ông đặt tên là Ba La, có nghĩa là người bảo trợ. Tức là ông sinh được một cậu con trai thì đại chúng biết là ông phải vui mừng lắm chứ, vào đang mong cầu vô cùng, bây giờ có cậu con trai thì đấy là cái điều hạnh phúc lắm. Và vì nhờ sự bảo vệ và chăm sóc cội cây mới, ông nghĩ rằng do chăm sóc cái cội cây này mà ông mới sinh được cái đứa bé này. Và cũng không lâu sau nữa, ông lại có thêm một đứa con trai nữa và bèn đặt tên là Kula Pala, nghĩa là bảo trợ em. Còn đứa lớn là bảo trợ anh, đứa bé là bảo trợ em. Nghe không? Tức là được luôn hai cu cậu. Đứa lớn gọi là Mahapala là bảo trợ anh, đứa bé là Bala, là Kula Bala là bảo trợ em. Đến tuổi trưởng thành, ông bà cưới vợ cho hai con trai. Thời gian sau thì cả hai ông bà đều qua đời, để lại cho anh em toàn bộ gia sản. Tức là hai ông bà cũng tuổi cao rồi, chắc cũng phải bà cũng phải bốn mấy năm mươi rồi mới sinh. Đó, cho nên là cái tuổi thọ người xưa cũng có thể họ không dài. Thế một thời gian sau thì là hai ông bà mất thì để lại toàn bộ gia sản cho hai cậu con trai. Lúc bấy giờ thì Đức Phật đang hoằng truyền Phật Pháp. Sau khi du hành từ nơi này đến nơi khác, Ngài trú tại tinh xá Kỳ Viên do ông cấp cô độc xây cất, trị giá 540 triệu đồng tiền vàng. Thì cái tinh xá Kỳ Viên hiện nay ở Ấn Độ vẫn còn di tích, để đại chúng biết là do ông cấp cô độc, ông bỏ ra 540 triệu đồng tiền vàng để ông mua cái đất của Thái tử Kỳ Đà và ông cất lên cái tinh xá này. Suốt thời gian ngủ tại Kỳ Viên, Đức Phật dạy về Pháp sinh thiên, Pháp giải thoát. Khi Đức Phật trú ở tinh xá Kỳ Viên, Ngài dạy cho cư sĩ Phật tử về Pháp sinh thiên, tu tập như thế nào để được sinh lên cõi trời, tu tập thế nào để được giải thoát. Đã. Đức Thế Tôn chỉ ở lại một mùa an cư tại ngôi tinh xá do hai nhánh thân tộc của Ngài xây dựng. Còn Ngài trú tại Kỳ Viên suốt 19 mùa an cư. Đấy, cái tinh xá Kỳ Viên này là Đức Phật an cư ở đó, trú tại đó đến 19 năm liền. Đó. Và Ngài ở cái tinh xá thứ hai là do bà Tỳ Xá Khư, một nữ cư sĩ lỗi lạc xây cất, trị giá 270 triệu đồng tiền vàng. Cái bà Tỳ Xá Khư cũng là một đại phú gia, bà xây cái tinh xá cúng cho Đức Phật trị giá 270 triệu đồng tiền vàng. Đấy, 270 triệu đồng tiền vàng. Tức là rất khủng khiếp. Vào ông cấp cô độc thì 540 triệu đồng tiền vàng, bà này là 270 triệu bằng một nửa của ông cấp cô độc. Tức mà chúng ta biết đồng tiền vàng ngày xưa chắc nó phải cỡ mấy cây bây giờ. Chúng ta thấy khủng khiếp mà là triệu chứ không phải ít đâu. 270 triệu cái đồng tiền vàng.
Đã. Do công đức lớn lao của hai gia đình Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư, Đức Phật đã an cư ở thành Xá Vệ trong 25 mùa an cư. Đấy, thì cái tinh xá của bà Tỳ Xá Khư bây giờ thì không thấy. Mấy lần Thầy đi Ấn Độ để tìm những cái tinh xá này nhưng mà không thấy có cái di tích của tinh xá của bà Tỳ Xá Khư. Ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư thì mỗi ngày đều đặn đi đến với Thế Tôn hai lần. Đấy, chúng ta thấy hai vị đại thí chủ, hai vị cư sĩ này chăm chỉ đến như vậy, ngày ngày đều đến với Phật hai lần. Chúng ta thấy không? Người ta là đại gia thế thì người ta phải bận trăm công nghìn việc, thế mà vẫn sắp xếp để ngày nào cũng đến hai lần đến với Phật. Đã. Họ không bao giờ đi tay không vì biết rằng các thầy sa di trẻ đang chờ họ để đặt bát xuất bát. Trước giờ ngọ họ dâng thức ăn loại cứng loại mềm, sau giờ ngọ thì họ cúng 5 thứ dược liệu và 8 thứ uống. Ngoài ra họ luôn dành sẵn chỗ tại nhà cho 2.000 tỳ kheo. Bất cứ vị nào cần thức ăn, nước uống hay thuốc men liền được cung cấp như ý muốn. Hai nhà của hai vị này lúc nào cũng dành sẵn thức ăn cho 2.000 vị tỳ kheo. Thời Đức Phật chúng ta biết là chư Tăng rất là đông. Và đi theo Đức Phật thường lúc nào cũng trên 1.000 vị. Trong kinh thường nói là 1.250 vị tỳ kheo. Thế còn chư Tăng các cái tăng đoàn khác nữa đông lắm. Thế thì hai cái vị đại thí chủ này ở nhà lúc nào cũng sẵn sàng đủ chỗ cho bao nhiêu? 2.000 vị tỳ kheo. Đến đấy mà ăn một lúc là có đủ chỗ chứa và có đủ thực phẩm cho các vị. Thì chúng ta thấy tất nhiên hai vị này là những đại gia và thực sự cái tâm của họ một lòng phụng sự Phật Pháp rất là lớn. Trưởng giả Cấp Cô Độc không hề thưa hỏi Đức Phật. Người ta nói rằng sở dĩ ông không dám thưa hỏi Đức Phật vì ông quá kính mến Phật. Ông Cấp Cô Độc mặc dù là một đại thí chủ như vậy nhưng mà ông lại rất ít thưa hỏi Đức Phật. Thì người ta, mọi người nói là ông kính mến Phật quá, ông không muốn làm phiền đến Phật. Ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn là một vị Phật cao quý và là một thái tử phong nhã. Sở dĩ Thế Tôn thuyết pháp cho ai vì nghĩ đó là thí chủ của mình. Nếu bây giờ phải thuyết pháp cho ta thì Ngài sẽ nhọc mệt thêm. Vì lý do đó, trưởng giả Cấp Cô Độc không hề thưa hỏi Phật. Đó. Ông nghĩ như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế còn thì chúng ta thì sao? Chúng ta mà ủng hộ cho chùa, cúng dường cho chúng tăng rồi mà nhiều nhiều một chút ý, là chúng ta sinh tâm nghèo là phải đến cật vấn Thầy, có khi là hành huệ Thầy cũng có, nghe không? Đấy. Chúng ta chỉ cần có công với chùa một chút thôi, rất dễ sinh cái tâm đấy. Đấy, thưa đại chúng. Và có công lao, có cúng dường lớn lớn chút là đến bắt đầu có khi hạch sách các Thầy mà không quan tâm, không hỏi han là sinh chuyện, có khi rồi là bỏ chùa. Đấy. Thế nhưng ở đây chúng ta phải học gương Ngài Cấp Cô Độc, cúng dường đến 540 triệu đồng tiền vàng và lo lắng cho Tam Bảo, cho Tăng Đoàn như thế, nhưng mà còn không dám gần Phật, rất là ít thưa hỏi Phật. Vì nghĩ rằng mình cúng dường nhiều này mà mình hỏi thì đã không hay, mà mình hỏi thì Phật thế nào cũng trả lời, mà thế thì mất thời gian Phật, làm cho Phật mệt thêm. Đấy, chúng ta thấy cái tâm của vị Đại Thí Chủ đấy, như vậy đấy. Thôi để Phật trả lời người khác, chứ mình cứ đến hỏi Phật thì thế nào Phật cũng phải trả lời, mà Phật trả lời thì Phật mệt thêm, mất thời gian của Phật. Chúng ta thấy cái tâm của các vị hộ pháp có tốt không? Đó, vì lý do đó trưởng giả Cấp Cô Độc không hề thưa hỏi Phật. Nhưng khi ông vừa ngồi xuống thì Đức Phật mới nghĩ: trưởng giả này bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ. Ta đã trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 kiếp để thành tựu đạo quả. Mái tóc đeo đầy trang sức ta cắt đã cắt bỏ, đôi mắt ta cũng đã vứt đi, máu thịt tim ta cũng nhổ bỏ tận gốc, con ta, vợ ta, thân thiết như chính mạng sống ta cũng từ bỏ, chỉ vì muốn đem chính pháp đến cho tất cả chúng sinh. Người này đã bảo trợ cho ta khi ta không cần sự bảo trợ. Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp. Đức Phật thì Ngài lại nghĩ, Ngài Cấp Cô Độc,
bảo trợ cho Đức Phật và Tăng Đoàn, hỗ trợ cho Tăng Đoàn rất nhiều. Mặc dù là Ngài không cần, Ngài không yêu cầu, nhưng mà Đức Ngài cấp cô độc vẫn bảo trợ, vẫn ủng hộ. Thế cho nên Đức Phật suy nghĩ là đây là con người cũng rất là đặc biệt, phải là nhân duyên lành nhiều kiếp đấy. Cho nên Đức Phật tự thuyết pháp, tự thuyết, không cần ông ấy hỏi, mà Đức Phật tự thuyết. Lúc ấy có năm, có rất đông, đến số 70 triệu dân cư thành Xá Vệ, nghe xong liền xin làm đệ tử tại gia của Phật. Còn lại 20 triệu chưa tin đạo. Các cư sĩ đệ tử của Phật có hai nhiệm vụ: trước ngọ thì để bát, xớt bát chư tăng, sau giờ ngọ thì cầm hương hoa và cùng với tôi tớ mang y phục, thuốc men, thức uống đi đến Đức Phật để nghe pháp. Đấy, Phật tử tại gia thời Đức Phật ấy, thì họ tự xác định cho mình có hai cái việc: làm thế nào trước giờ ngọ chay là có thực phẩm dâng lên cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Đi làm xong này, đi làm thầy nói về 6-7 giờ sáng dậy đi làm, làm xong rồi về chưa nấu cơm cho kịp, đến giờ biết chư tăng giờ này đi khất thực là chuẩn bị thức ăn, đồ uống mang ra đường để xớt bát cúng dường Đức Phật và chúng tăng, phải cúng trước giờ ngọ để các ngài đi khất thực. Và sau khi mà sau giờ ngọ đấy thì lại sắp xếp làm sao buổi chiều mang hương hoa đến, rồi dẫn tôi tớ con cái đến tinh xá để nghe Phật thuyết pháp. Tức là Ấn Độ thời Đức Phật đối với người Phật tử tại gia trở thành một cái thông lệ như vậy, thành một cái truyền thống rất tốt đẹp đại chúng ạ. Vào sáng thì làm, rồi lo cúng dường để bòn phước báu, chiều đi nghe pháp để khai mở trí tuệ. Hay không? Có Đức Phật ở đấy cho Ngài giữ yên ổn về tinh thần cho cả một cái xã hội. Dân chúng mà như thế thì rất ngoan, đại chúng thấy không? Một đại chúng, một quần chúng nhân dân như thế và ngoan lắm. Nghe pháp của Phật xong thì ai cũng ngoan, ai cũng hiền thiện và sống tốt đẹp. Họ bớt tham lam, bớt những cái tranh giành đấu đá đi, rất là tốt. Một xã hội như thế rất là bình yên. Đấy, cho nên cư sĩ thời Phật có đến hai cái nhiệm vụ: trước giờ ngọ, giờ ăn của chúng tăng thì nấu cơm, nấu thực phẩm để chuẩn bị xớt bát cúng dường cho các ngài. Thế sau giờ ngọ, nghỉ trưa xong thì dậy là áo quần chỉnh tề là đến tinh xá để mà nghe pháp, Đức Phật thuyết pháp. Đấy. Như vậy họ thấy rất quý cái việc học pháp, rất quý, học pháp được lợi ích cho nên họ quý lắm. Có một ngày nọ, Mahapala, tức là cái người con trai lớn đấy của cái ông đại thì ông trưởng giả, mà hai vợ chồng trưởng giả chết rồi đấy, bây giờ mới đến cái chuyện của hai anh em ông này. Thì Mahabala, tức là người anh trai, trông thấy các cư sĩ đi đến tinh xá với hương hoa trên tay, anh ta mới hỏi: các vị đi đâu đấy? Và mọi người trả lời: chúng tôi đi nghe pháp đây. Thế thì Mahabala mới nói là: cho tôi đi với. Rồi anh ta đi theo họ đến đảnh lễ Đức Phật và ngồi bên ngoài vòng pháp hội. Khi chư Phật thuyết pháp, các ngài luôn tùy theo căn cơ của mình, của thính chúng, từng người một xem người nào thích hợp để quy y, để thọ giới hoặc xuất gia cho họ. Đức Phật khi thuyết pháp thì Ngài cũng để ý đến toàn bộ thính chúng, xem căn cơ từng người như thế nào để mà mình nói pháp cho phù hợp, rồi lại những người này như thế nào để có thể khích lệ họ cho họ phát tâm quy Tam Bảo, hay là họ có thể khích lệ cho họ xuất gia. Nghe không? Ngày hôm ấy Đức Phật để ý đến Mahapala, tức là người con trai lớn trong gia đình hai anh em đó, và đã thuyết pháp cho anh ta. Ngài giải thích rành rẽ theo thứ lớp từng vấn đề về trí tuệ, về bố thí, về giới luật, về sự sinh thiên, về nghiệp báo, sự ngu si vào uế trược của dục lạc và về phước lành của hạnh xuất gia. Đấy, Đức Phật giảng dạy cho người ta đến như vậy. Đã thấy người này có đủ căn duyên là Ngài, giống như là Ngài vun bồi thật tích cực để cho cái hạt giống Bồ Đề nó được nảy nở. Gia chủ Mahabala chú tâm lắng nghe, cái người con trai này chú tâm lắng nghe, và anh nhận định rằng khi con người từ dã cõi đời sang thế giới bên kia, chẳng có thể đem theo được cái gì, dù là con cái hay tài sản.
anh ta nghe Phật giảng dạy, anh ta hiểu được, đúng rồi, mình mà nhắm mắt chết đi có mang được cái gì sang cái thế giới bên kia đâu. Dù là gia sản của mình có đầy kho đầy lẫm, mình cũng không mang đi được, con cái tôi tớ cũng không mang đi được. Đã, thưa đại chúng, cái suy nghĩ này không phải là ai cũng có đâu. Chúng ta ở tại gia, nếu mà không nói đến cái chuyện đạo lý hay là vô thường ấy, hay không nhìn thấy ai chết ấy, thì chưa chắc mình đã nghĩ ra cái ý nghĩ này. Cái ý nghĩ là ồ, chết rồi là buông bỏ hết, chết rồi không mang được cái gì, nghe không? Mà có khi là dẫu rằng có biết, chúng ta cũng lơ nó đi, nghe không? Lơ nó đi, không bao giờ để tâm đến cái ý nghĩ này cả. Thế nhưng mà anh chàng Mahabala này nghe Đức Phật giảng dạy thì anh ta giác ngộ. Ồ, đúng rồi, vô thường khi nó đến, chúng ta phải buông bỏ hết. À, tài sản, vợ con, tôi tớ bỏ hết. Đó, không thể mang theo được, vậy sống ở đời tục gia có lợi ích gì? Và anh quyết định xin xuất gia. Chúng ta chỉ nghe Phật thuyết pháp một buổi thôi mà phát nguyện được xuất gia. Thì Thầy cũng nói đây là cái tâm Bồ Đề của anh ấy, nó phát sinh đấy. Bồ Đề tâm bây giờ gọi là khai phát. Vì thế, cuối thời Pháp, Mahabala đã đến bên Đức Phật, xin Đức Phật cho được xuất gia để gia nhập tăng đoàn. Đấy, đại chúng nghe không? Chúng ta ở đây có ai nghe Pháp xong rồi xin đi xuất gia không? Nghe bài Pháp xong đi xuất gia. Thì chúng ta biết là căn lành mình là rất yếu, đúng không? Đấy. Ông này là gia chủ giàu có, thừa kế gia sản của cha mẹ để lại rất là giàu, đúng không? Thế mà đang cái tuổi trẻ, thanh niên có thể thụ hưởng đầy đủ dục lạc. Nhưng mà làm sao nghe Pháp Phật mà một bài lần đầu tiên thôi, nghe xong một cái là giác ngộ, và giác ngộ là đến xin Phật cho con đi xuất gia. Nghe không? Đức Phật mới hỏi, thế con có còn thân nhân nào không để việc xuất gia được đúng Pháp? Thì anh mới nói là bạch Thế Tôn, con còn một em trai. Đức Phật nói, vậy thì hãy báo tin cho em con biết. Mahabala hoan hỷ thưa, vâng ạ. Rồi anh chào Phật, trở về nhà gọi người em trai đến bảo rằng, này chú, mọi tài sản trong nhà, động sản và bất động sản anh giao hết cho chú hãy giữ gìn. Người em mới ngạc nhiên hỏi, thế còn anh thì sao? Thì Ba La mới nói, anh sẽ theo Phật xuất gia, gia nhập tăng đoàn chú ạ. Thì cậu em nói, anh nói gì vậy? Anh thân yêu, khi mẹ mất, anh đã chăm lo cho em như là mẹ. Đến khi cha mất, anh lại thay cha. Nhà anh đầy của cải, chắc chắn anh sẽ làm được nhiều việc thiện dù anh sống ở đời tại gia. Xin anh đừng đi xuất gia nhé. Nghe không? Cậu em bây giờ là khuyên ông anh, nghe không? Cũng rất là tình nghĩa, anh em thương nhau lắm. Khi mà mẹ chết, anh thay mẹ chăm em. Rồi cha chết, anh lại thay cha chăm em. Nhà mình của cái đầy rẫy thế này, em nghĩ rằng anh ở tại gia anh cũng làm được khối việc thiện, tội gì mà phải đi xuất gia. Đấy, thôi anh đừng đi xuất gia nhé, anh em mình ở tại gia rồi cùng đi bố thí, cùng làm phước thiện khối việc, nghe không? Đấy. Thế chúng ta xem là Mahabala sẽ trả lời thế nào. Này chú, sau khi anh nghe Phật thuyết pháp, anh không muốn sống đời tại gia nữa. Đức Phật đã giảng rất hay trong phần đầu, phần giữa và phần cuối. Ngài đã nêu lên một cách chính xác và đúng đắn ba tính chất của các pháp, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Anh không thể hành trì trọn vẹn giáo pháp này nếu còn bận bịu công việc của người tại gia. Anh phải xuất gia em ạ. À, tức là anh chàng này đã giác ngộ rất là sâu. Cái Bồ Đề tâm nó đã khai phát rồi đấy. Thưa đại chúng, thật sự đấy, cái người khi mà giác ngộ thì đúng là cái mãnh lực rất là lớn. Thầy nói cũng thế, cũng giống như bản thân Thầy. Khi mà giác ngộ rồi thì không một cái gì cản trở được, thưa đại chúng. Cái tâm trí xuất gia ấy, nó như lửa lúc nào nó cũng thiêu đốt trong lòng mình ấy. Đó, nó cảm thấy rất rõ ràng như vậy. Thì Thầy nghĩ là cái anh chàng Mahabala này cũng thế, nghe không? Giác ngộ rồi, thấy rõ sự thật rồi, giống như người
mà mù mà được sáng rồi, nhìn thấy rõ con đường đi của mình rồi, thì không thể nào mà lại đưa bước chân mình vào hầm, vào hố được. Nhìn thấy rõ rồi, cho nên phải bước đi cái con đường mình đã thấy. Đấy, cho nên Thầy nói đây là cái tâm Bồ Đề nó khai phát. Thì người em nói, anh ơi, anh còn trẻ lắm, thôi để lúc già hãy đi tu anh ạ. Có giống chúng ta không? Bảo thôi để già già rồi hãy đi tu chứ. Bây giờ gọi là đi tu học ở chùa thôi chứ chưa phải đi xuất gia, cũng bảo thôi để già già hãy đi chùa chứ. Và trẻ vui nhà, già mới vui chùa, không? Vẫn khuyên nhau như thế. Mày còn trẻ thế mà đã đi chùa rồi à? Để ra chùa để dành cho các cụ già, 70, 80 người ta mới đi chùa chứ. Đó, chúng ta nghĩ như vậy, thưa đại chúng. Giống cậu em này, thôi anh ơi, anh để già già thì hãng đi tu, nghe không? Già già hãng đi tu. Thì ông anh mới nói này, em ơi, đợi đến già để thành lão khọm mất à, tay chân lụm cụm không làm gì được theo ý mình, lại thêm con cháu đùm đè, không, anh không thể nghe lời chú được, anh sẽ làm tròn bổn phận của một vị tỳ kheo, một vị xuất gia. Đấy, rất là kiên quyết đấy, thưa đại chúng. Anh mới đọc một cái bài, một câu kệ thế này: tuổi già tay yếu chân run mà tu sao được nữa khi thân mỏi mòn. Và anh sẽ đi tu dù chú cản trở cách gì, anh cũng vẫn đi tu, kiên quyết lắm. Mặc cho người em than khóc, Mahabala đi đến gặp Phật và xin xuất gia, gia nhập tăng đoàn. Được thu nhận vào tu học, Mahabala trải qua năm mùa hạ với Thầy Tế Độ và Thầy Giáo Thọ. Trong chùa thì thường có những vị Thầy khi xuất gia cho mình gọi là Thầy Tế Độ, tức là Thầy Bổn Sư, Thầy Giáo Thọ là Thầy dạy giáo pháp cho mình. Mãn hạ thứ năm và làm lễ giải hạ xong thì lúc này bây giờ gọi anh ấy là Thầy rồi, xuất gia rồi mà. Đại Đức Thầy này ấy mới đến chỗ Phật đảnh lễ và thưa hỏi Phật rằng: con bạch Thế Tôn, nương theo Thế Tôn, con có bao nhiêu bổn phận tu tập con phải thọ trì? Nghe không? Đi theo Phật bây giờ con phải thọ trì những cái thế nào? Đó. Thì Đức Phật mới dạy: này tỳ kheo, chỉ có hai pháp, đó là pháp học và pháp hành, pháp thiền. Thì tỳ kheo này mới hỏi: bạch Thế Tôn, thế nào là pháp học, thế nào là pháp thiền, pháp hành? Đức Phật mới dạy: pháp học á, là phải hiểu biết Phật ngôn tùy theo căn cơ mỗi người, phải thông suốt một hoặc hai bộ A Hàm hay toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển, thuộc lòng đọc tụng và giảng dạy. Đấy, ngày xưa các vị sư là như thế đấy, thưa đại chúng, học dữ lắm. Có nhiều vị thuộc lòng cả Tam Tạng Kinh Điển luôn, chân gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Như Ngài Đường Huyền Trang đấy, gọi là Tam Tạng Pháp Sư, tức là học thuộc lòng Tam Tạng Kinh Điển, thưa đại chúng. Nhiều lắm đấy. Đại chúng thấy kinh sách của Phật nhiều như thế này mà học thuộc Tam Tạng Kinh Điển. Thầy cũng nghe nói bây giờ cũng còn có một vài vị Tam Tạng Pháp Sư. Một vài vị Tam Tạng Pháp Sư. Thế còn pháp thiền sẽ dẫn đến quả vị A-la-hán. Thiền định đòi hỏi một đời sống đạm bạc, ưa thích ở nơi vắng lặng, vắng vẻ, luôn chuyên niệm về lão và tử, khai triển minh sát tuệ bằng sự nỗ lực bền bỉ. Đấy, Đức Phật dạy về thiền, nghe không? Là như vậy. Phải chọn cái nơi vắng vẻ, như chưa tăng chùa mình vào trong rừng yên ả tĩnh mịch đó, rồi phải thiểu dục, sống đời sống đạm bạc đó, rồi phải biết chuyên niệm về già, về chết. Đấy, cái già gọi là lão và cái chết gọi là tử đó, thường niệm cái này để sách tấn mình tiến tu, rồi thực hành minh sát tuệ vào, hay là tứ niệm xứ cũng vậy. Thì Mahabala lúc này mới nói: bạch Thế Tôn, vì con đã lớn tuổi mới xuất gia, con không thể làm sợ không làm tròn bổn phận với pháp học, nhưng con sẽ làm tròn bổn phận đối với pháp hành, pháp thiền. Xin hãy cho con được thiền định. Phật dạy cho Thầy pháp tu dẫn đến quả vị A-la-hán. Đức Thầy này đảnh lễ Phật và tìm được 60 vị tỳ kheo cùng đi với mình, rủ nhau 60 anh em cùng đi. Thầy đi khoảng 20 dặm, đến một cái làng rộng lớn gần biên giới, và cả đoàn vào trong làng khất thực. Dân làng thấy các vị oai nghi tề chỉnh, làm tròn bổn phận của tăng sĩ
và lại dễ thân cận nên sinh lòng quý mến. Họ mời các thầy ngồi, dâng những thức ăn ngon lành. Để chúng ta thấy chư tăng đi đâu mà giữ gìn được oai nghi tề chỉnh trang nghiêm thì quần chúng nhân dân người ta rất quý mến. Thế tăng chúng mà lôi thôi vào oai nghi rồi không có một cái gì cả, ăn nói lỗ mãng bừa bãi vào thì làm cho quần chúng người ta không tôn trọng được. Đấy là lẽ thật thôi. Cho nên một vị chư tăng phải tự rèn mình, oai nghi của mình, tế hạnh phải thật là tốt, tốt đẹp, trang nghiêm. Rồi dân làng họ hỏi: thưa các tôn giả, các vị đi đâu đấy ạ? Thì mọi người nói: này các thiện tín, chúng tôi đi đến một chỗ ẩn cư thích hợp. Thì dân làng khôn ngoan tự hiểu rằng những vị này đang tìm chỗ an cư trong mùa hạ, họ mới thỉnh cầu: bạch các tôn giả, xin tôn giả bằng lòng ở đây suốt 3 tháng hạ, chúng con xin được quy y và thọ giới. Dân làng ở đấy họ rất là mến kính 60 cái vị thầy tỳ kheo này, và họ mời ở lại cái làng của họ để họ được cúng dường, họ xin được quy y thọ giới. Nghĩ rằng nhờ những thí chủ này trợ giúp để tu khỏi sinh tử luân hồi, các thầy đồng ý ở lại. Dân làng dựng ngay một tinh xá, xây khu vực ban đêm và khu vực ban ngày, dâng cúng đến chư tăng. Các tỳ kheo chỉ có việc đều đặn đi vào làng khất thực. Và có một y sĩ còn phát tâm đến tinh xá chữa bệnh. Ông đã trình lên chư tăng nguyện vọng của mình. Đấy, chúng ta thấy dân làng ngày xưa người ta rất tốt không? Thấy chư tăng đến phát nguyện dựng luôn 2 cái tinh xá, và một cái ban ngày, một cái ban đêm, nhà khu vực ban ngày, khu vực ban đêm, để cho các thầy tu tập. Tất nhiên có thể dựng nhanh thì chắc là bằng che lứa thôi, nhưng mà thể hiện cái tâm rất là thành kính. Đấy, họ cũng được nghe danh Đức Phật hoặc ít nhiều được học về, về Pháp Phật rồi, cho nên họ tôn kính chúng tăng như thế. Đấy. Thế thì cái vị, có một cái vị y sĩ thì phát tâm sẽ đến tinh xá để khám chữa bệnh cho chư tăng. Thì chúng ta thấy cái việc bệnh tật là cái lẽ rất tự nhiên. Ai cũng có bệnh, có thân là sẽ có bệnh. Bệnh do nghiệp báo, bệnh do oan gia trái chủ, vân vân, rất nhiều vấn đề. Thế thì cái vị y sĩ này phát nguyện chúng là con sẽ đến con khám chữa bệnh cho chư tăng. Xin thưa chư tôn giả, chỗ nào đông người đều không tránh khỏi bệnh tật. Nếu có người bệnh, xin nhắn cho con đến để con chữa trị. Vào ngày đầu hạ, trưởng lão Mahapala đã gọi tất cả các tỳ kheo lại, mới nói rằng: này các huynh đệ, suốt 3 tháng hạ, các vị sẽ tu trong mấy oai nghi? Anh em hỏi nhau là trong 3 tháng hạ này thì huynh đệ tu trong mấy oai nghi? Thưa đại chúng, chúng ta có 4 cái oai nghi. 4 oai nghi tức là 4 cái tư thế. Đó là đi, là đứng, là nằm và ngồi. Đấy gọi là 4 oai nghi. Đi, đứng, nằm và ngồi. Thế thì tỳ kheo Mahabala hỏi huynh đệ là: các thầy sẽ tu trong mấy cái oai nghi? Thế thì các thầy nói rằng: trong 4 oai nghi, chúng tôi tu trong 4 oai nghi. Thế thì Mahabala thì nói sao? Tôi thì tôi xin chỉ dùng tu trong 3 oai nghi, tôi sẽ không đặt lưng nằm ngủ. Hiểu không? Ông này lúc ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ông phát nguyện là sẽ tu 3 oai nghi thôi, tức là đi, đứng và ngồi, không có nằm. Chúng ta thấy sẽ nguyện là không nằm luôn. Thì cái này nó giống cái câu chuyện của Ngài Hiếp Tôn Giả thời cùng thời Đức Phật đó. Cái ông Hiếp Tôn Giả này, ông 80 tuổi rồi, ông mới xin đi xuất gia. Thế thì mọi người chê ông này, ông già rồi thì tu làm sao, tu làm sao mà đắc đạo. Thế nhưng mà ông này rất ý chí. Sau khi mà được Đức Phật chấp nhận cho xuất gia thì ông phát nguyện là không nằm luôn, tinh tấn không nằm ngủ, ngồi. Cho nên mới gọi tên là Hiếp Tôn Giả. Hiếp Tôn Giả nghĩa là cái vị tôn giả mà lưng không dính vào chiếu bao giờ. Đấy, và ông tu rất nhanh và đắc đạo, đắc A-la-hán. Đấy, thưa đại chúng. Nên thời Đức Phật có những cái vị ở tinh tấn như vậy. Thế thì sau tháng thứ nhất, trưởng lão Mahapala, người tự nguyện không nằm ngủ, bắt đầu thấy nhức mắt, không ngủ mà. Nước mắt chảy tràn ra từ mắt Thầy giống như từ chiếc bình bị bẻ. Suốt đêm dài, Thầy dốc hết thân tâm để ngồi thiền.
và chỉ đến sáng Thầy mới vào trong liêu ngồi nghỉ. Đến giờ đi thọ bát, chư Tăng đến chỗ trưởng lão thưa: Bạch trưởng lão đã đến giờ đi khất thực. Thì Ngài nói rằng: Tốt lắm huynh đệ, hãy lấy y và bát giúp tôi. Bảo họ lấy y bát rồi, chính Thầy cũng lên đường. Các Thầy tỳ kheo thấy Thầy chảy nước mắt mới hỏi: Mắt Thầy có việc gì vậy? Thì Thầy nói là: Gió làm cay mắt tôi. Ngài cũng không nói là mắt làm sao, Ngài cũng không nói là đồ tại do mình không ngủ. Sao ta chẳng mời y sĩ? Thưa Đại Đức, chúng ta sẽ nhắn ông ta đến. Và các tỳ kheo mới báo tin cho y sĩ, cái ông y sĩ mà phát nguyện chữa bệnh cho chư Tăng đấy. Ông chế một thứ thuốc gửi đến, và trưởng lão đã thoa cái thuốc đó và vẫn ngồi thiền như thường lệ. Rồi Ngài vào làng, y sĩ gặp Ngài hỏi thăm. Khi mà ông thoa thuốc rồi thì y sĩ gặp mới hỏi là: Thưa tôn giả, con nghe nói gió làm Ngài bị đau mắt phải không? Thì Ngài nói rằng: Đúng thế. Thưa tôn giả, Ngài có thoa mắt vào mũi thuốc con đã chế và gửi đến không? Bảo: Có, ta có dùng đúng như thế. Bây giờ tôn giả thấy thế nào? Thì tôi vẫn đau nhức như trước, tức là vẫn đau. Y sĩ bán tín bán nghi, thuốc của mình gửi đến thì chỉ thoa một lần khỏi bệnh, tại sao tôn giả lại không hết đau? Ông mới bèn hỏi tiếp: Cái thuốc của ông này rất là tốt, nếu mà bôi chỉ một lần là hết thôi, mà tại sao lại không hết? Thì ông nghi ngờ. Ông hỏi là: Khi thoa thuốc thì ngài ngồi hay là ngài nằm? Thì trưởng lão im lặng. Cái vị tỳ kheo này, cái thầy Ma Ba La này im lặng không nói gì cả. Mặc cho y sĩ hỏi ba lần, Ngài vẫn không nói một lời. Y sĩ không biết làm sao để giải quyết, chỉ còn cách chào Ngài và đến xem xét chỗ ở. Khi đến liêu, đến cái phòng của Ngài đấy, cái gọi là cái thất của Ngài, thì thấy chỉ có một lối kinh hành và một chỗ để ngồi, không có chỗ để nằm. Y sĩ mới thắc mắc rằng: Thưa tôn giả, khi thoa thuốc Ngài đã ngồi hay Ngài đã nằm? Thì vị này vẫn im lặng, không nói gì, im lặng. Ông ấy nói là: Thưa tôn giả, xin Ngài đừng làm vậy. Việc tu tập chỉ có thể tiến hành khi nào thân thể được chăm sóc cẩn thận. Ngài có nằm khi Ngài thoa thuốc không? Ông rất là quan tâm, nghe không? Cái thuốc này phải nằm để thoa vào thì nó mới khỏi. Chứ còn mà ngồi hay đứng thì nó lại không được, không có tác dụng nhiều. Y sĩ hỏi ba lần, như trưởng lão mới nói, mới trả lời: Thôi ông về đi, tôi sẽ hội ý và lại quyết định việc này. Nghe không? Vẫn không trả lời là mình nằm hay mình ngồi, giấu, nghe không? Không cho ông biết. Thì chúng ta thấy ông y sĩ này thì ông rất quan tâm. Ông nói cũng đúng thôi, nếu mà bệnh tật quá thì cũng khó tu đấy. Cho nên người tu thì cũng phải biết bảo vệ cái thân thể cho nó tốt, rèn luyện cho nó khỏe. Nhưng mà chúng ta cũng không phải là quá đặt nặng về nó, nghe không? Đấy. Nhưng mà giữ nó để tu hành. Cho nên ở cái chỗ này gọi là phải biết trung đạo. Trưởng lão không có ai thân thích ở đó, vậy thì Ngài hội ý với ai? Ngài hội ý với chính mình. Ngài nói là: Thôi để tôi sẽ bàn lại rồi tôi quyết định việc này. Nhưng mà có ai ở đấy đâu, mình Ngài một cái thất đấy không có ai. Thì tối Ngài vừa ngồi, Ngài bàn với chính mình, Ngài bàn thế này này: Này Ma Ba La, Thầy quý con mắt hay là quý Phật đạo? Tự mình nói chuyện với mình. Này Ma Ba La, Thầy quý con mắt hay là quý Phật đạo? Trong vòng luân hồi không manh mối, biết bao nhiêu lần Thầy không được sáng mắt. Trong vô số muôn ngàn Đức Phật đã ra đời, Thầy đã không gặp được một vị Phật nào. Giờ đây trong mùa hạ này, Thầy đã quyết không nằm suốt 3 tháng. Vậy cứ để cho đôi mắt bị hư đi, chỉ lo giữ giới luật, đừng sợ và đừng giữ cái con mắt này. Tự lòng bảo lòng bàn với nhau, tự nói với mình. Và bao nhiêu kiếp mình luân hồi khổ sở rồi, mình đã sáng mắt đâu. Bây giờ gặp được Phật Pháp, gặp được Phật Pháp, thì bây giờ mình lại quý cái thân này hơn là Phật Pháp hay sao? Cho nên thà rằng hư con mắt chứ không để mất cái sự tu tập, để mất đạo. Đấy, thì đại chúng thấy đây là một cái ý chí rất là kiên cường, rất kiên cường. Vâng, cái ý chí của người xưa như vậy đấy. Mà tự cật vấn lương tâm mình mà để tự giữ lấy cái việc tu tập. Và để khiển trách thân mình, Ngài còn đọc bài kệ sau: Mắt tai nay đã hỏng rồi, cả thân này nữa cũng thôi không còn.
đó là chuyện mỏi mòn thân ấy. Ba la sao vẫn tán cái tâm, tự trách mình. Và mắt thì đã hỏng, thân này rồi cũng sẽ không còn nữa, sẽ chết. Phải giác ngộ điều đó, mà chính là Ngài giác ngộ điều này cho nên Ngài đi tu. Thân chúng ta rồi sẽ có ngày hoại diệt, nó cũng sẽ không còn. Vậy chúng ta phải dùng nó như thế nào cho lợi ích nhất? Người giác ngộ phải hiểu điều này. Và cũng không phải vì quý thân mà bỏ mất sự tu tập, mà phải đặt sự tu tập lên trên cả cái thân này, sẵn sàng kể cả bỏ thân để vì sự tu tập. Đó. Mắt tai nay đã hết mong, cả thân này nữa chẳng trông lâu dài, đó là chuyện hoại hư thân ấy. Này Ba La, sao vẫn tán tâm? Và lại trách chính mình, tại sao chỉ vì cái thân tâm thân này mà để cho tâm mình phải dao động? Thì chúng ta có lúc nào ngồi để mà trách mình thế không? Vì cái gì để mà chúng ta cái tâm mình dao động, tâm mình không kiên trì, không có ý chí? Có bao giờ mình ngồi trách mình, dân trách mình như thế không? Mắt tai nay đã tiêu tan, mà cả thân này nữa tan hoang còn nào, đó là chuyện hư hao thân ấy. Này Ba La, sao vẫn tán tâm? Tự mình trách mình. Cho người tu chúng ta, kể cả chư tăng cho đến Phật tử, phải có những giây phút tự mình trách tâm mình. Và các thầy thì đêm đêm đều có cái giờ kiểm tâm, là để tự mình kiểm tâm mình, trách tâm mình. Các Phật tử cũng nên như thế. Người xưa dạy rằng làm sao? Tối trước khi đi ngủ vắt tay lên trán. Vắt tay lên trán không phải để ngủ cho nó ngon, mà để mà kiểm lại cái tâm mình, kiểm điểm lại cái việc làm của mình trong ngày. Mình như thế hôm nay sống thế đã tốt chưa? Xứng đáng chưa? Và mình sống như vậy đã đúng như lời Phật dạy chưa? Đã xứng đáng là một người Phật tử chưa? Và mình có làm điều gì lỗi lầm, làm cái điều gì để mà phải hổ thẹn với lương tâm không? Đấy, thì cái trách tâm này rất quý để cho chúng ta tiến bộ. Từ khiển trách mình với ba bài kệ ấy, trưởng lão thoa thuốc lên mũi, lại tiếp tục ngồi thiền như trước. Rồi Ngài vào làng khất thực. Y sĩ trông thấy mới hỏi, thưa tôn giả, Ngài có thoa thuốc vào mũi không? Ngài đáp rằng có. Ngài thấy thế nào? Vẫn đau như trước. Thưa tôn giả, Ngài có ngồi khi thoa thuốc hay nằm xuống? Trưởng lão lại im lặng không trả lời. Y sĩ hỏi mấy lần, trưởng lão vẫn không nói một lời. Y sĩ mới bảo, Ngài không chịu làm điều phải làm để lành bệnh, vì vậy Ngài không nên xin thuốc và tôi cũng sẽ không chế thuốc cho Ngài nữa. Tôi không còn cách nào hơn. Và ông y sĩ là ông phải chịu. Wow. Bị y sĩ từ chối không chữa bệnh nữa, trưởng lão trở về tinh xá tự dặn dò, này tỳ kheo, dầu cho thầy bị y sĩ từ bỏ, chớ từ bỏ tư thế tu tập của mình. Dẫu làm y sĩ không chữa bệnh cho mình thì mình cũng không từ bỏ cái việc ngồi thiền. Nghe không? Không vì thế mà từ bỏ việc ngồi thiền. Như con bệnh nan y, y sĩ thôi chữa trị, chắc chắn gặp tử thần. Ba La, sao còn tán tâm? Vẫn lại cứ tự trách mình để mình tiến tu. Đấy, cái người có chí tu thì người ta như thế, thưa đại chúng. Vẫn tự nghĩ ra những cách để mà sách tấn mình, để mà tự răn trách mình để tiến đạo. Từ khiển trách mình với bài kệ trên, trưởng lão lại tiếp tục hành thiền, và vào cuối đêm đôi mắt của Ngài mù hẳn. Nhưng cũng chính khi đôi mắt mù hẳn như thế thì các lậu hoặc đồng thời dứt sạch. Ngài chứng A-la-hán, nghe không? Có khi mà mắt mù, nó mù hẳn không nhìn thấy gì thì chứng A-la-hán. Thì chúng ta thấy cái này là do cái ý chí rất là dũng mãnh tu hành. Nghèo. Đấy, ý chí dũng mãnh, giống như người ta gọi là dùi cây mà lấy lửa đấy. Cái dùi để dùi cái bòng cây gỗ khô đó, mà dùi mà nó nóng nóng rồi mà lại thôi thì không dùi nữa là hết, nó không cháy được nữa. Lúc ấy ta quyết tâm ta dùi thêm vào thì nó sẽ bốc lửa. Đấy, thì cái vị này thế, tinh tấn đến giây phút cuối cùng vào đến khi chứng đạo. An trú trong an lạc của Minh Sát Tuệ, rồi Ngài vào liêu ngồi nghỉ. Đến giờ khất thực, các tỳ kheo đến bên Ngài mới thưa, bạch tôn giả, đã đến giờ chúng ta đi khất thực. Thế thì Ngài cũng cùng với đại chúng đi khất thực.
mọi người nhìn mắt Ngài và mắt họ đẫm lệ. Nhìn vào mắt Ngài và mắt họ đẫm lệ, rất là thương. Vì thấy Ngài bây giờ mù rồi. Đó. Thì Ngài nói là đừng, họ mới nói với Ngài là: Ngài đừng lo, chúng con sẽ săn sóc cho Ngài. Các tỳ kheo huynh đệ và tỳ kheo trẻ tuổi nói rằng: Thôi Ngài đừng lo, chúng con sẽ săn sóc cho Ngài. An ủi trưởng lão xong và đi vào trong làng khất thực, không thấy trưởng lão thì dân làng hỏi thăm, tức là vị trưởng lão này, cái thầy tỳ kheo Ma Ba La này mù rồi, cho nên không có đi lại được thuận lợi nữa. Thì dân làng mới hỏi là: Thế tôn giả trưởng lão đâu rồi? Thì họ mới nói sự việc. Thì dân làng gửi cháo về cúng cho Ngài, rồi đem thức ăn đến cúng dường cho Ngài. Từ đó dân làng đều đặn gửi đồ ăn đến tinh xá. Trưởng lão thường răn nhắc 60 tỳ kheo, và các tỳ kheo đều tuân hành theo lời Ngài, nghiêm chỉnh đến nỗi vào ngày giải hạ, tất cả 60 tỳ kheo đều chứng A-la-hán và đắc thần thông. Hay không? Đại chúng đấy. Đấy là trong chúng chỉ có một vị tỳ kheo rất tinh tấn là Mahabala. Khi Ngài đắc đạo thì kéo theo cả một hội chúng 60 vị cùng tinh tấn tu hành. Cho nên cái này gọi là vai trò của cá nhân ảnh hưởng đến đến tập thể, đến cộng đồng rất nhiều. Cái gương của Mahabala tu tập rất tinh tấn như vậy kích phát khiến cho các thầy tỳ kheo khác, kể cả những vị trẻ tuổi cũng tinh tấn tu hành, mà chỉ có 3 tháng an cư, tất cả đều chứng A-la-hán hết. Đấy là một cái điều rất là hạnh phúc. Đại chúng thấy không? Cuối mùa an cư, vì muốn đức được gặp Phật, các tỳ kheo thưa với trưởng lão xin đi về gặp Phật. Trưởng lão không tránh khỏi đăm chiêu: Ta nay sức yếu, trên đường về lại đi qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu ta cùng đi, các thầy sẽ nhọc công và không thể khất thực được. Ta sẽ để họ đi trước. Tức là cái vị tỳ kheo Ma Ba La này, bây giờ mọi người thì bàn tính đi về, vì hạ an cư xong rồi, bây giờ về để thăm Phật, về lại xá vệ thăm Phật. Thế nhưng mà Ma Ba La nghĩ rằng mình thì mắt mù, bây giờ mà đi cùng với mọi người thì phiền đại chúng quá, và đại chúng sẽ ảnh hưởng lắm. Cho nên thôi, Ngài mới nói thế này: Thôi các thầy đi trước đi. Thế thì mọi người bảo: Thế còn tôn giả thì sao? Thì Thầy mới nói là: Tôi ốm yếu, đường đi phải băng qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu tôi đi cùng các thầy sẽ nhọc công, thì các thầy hãy cứ đi trước đi. Thế thì mọi người nói: Không được, chúng con chỉ đi cùng với Ngài thôi. Nhưng mà Ngài nói là: Xin các thầy đừng làm thế, tôi không vui lòng. Nếu em tôi mà gặp các thầy và hỏi thăm tôi, tức là cậu, Ngài nói là nếu cậu em trai của tôi đấy, ở quê đấy, mà gặp được các thầy thì mà hỏi tôi thì hãy bảo là tôi mù mắt rồi, thì nó sẽ gửi người đến để dẫn tôi về. Hãy là nhân danh tôi chào mừng Đức Phật và các vị đại trưởng lão. Tức là Ngài rất tế nhị nha. Mọi người thì muốn đưa Ngài đi cùng, nhưng Ngài mà thôi, các Ngài cứ về trước đi, các thầy về trước đi. Và nếu về mà đi qua cái làng quê của tôi đó, gặp cậu em trai tôi thì nói em trai tôi là tôi bị mù rồi, thì em trai tôi thể nào nó cũng cho người đến để dẫn tôi về, không phải phiền đến các thầy. Đấy. Nói xong thì tôn giả bảo mọi người ra đi, bắt buộc phải lên đường, các tỳ kheo xin phép vì tôn giả và vào làng khất thực rồi lên đường. Đó, thế thì các tỳ kheo này đi, rồi đúng là cũng gặp người em của tôn giả Mahabala. Và khi gặp người em thì các tỳ kheo mới nói gì? Người em khi được các tỳ kheo kể lại những gì đã xảy ra với tôn giả Mahabala, thì người em ấy lăn mình trên đất than khóc mếu máo, không biết phải làm sao bây giờ, rất là thương anh. Mọi người mới nói rằng là: Thôi, bây giờ sẽ ông cử người đến để đón trưởng lão về. Thế thì ông em mới nói là: Vâng, thưa các ngài, đây là Palita, là con của chị gái con. Con sẽ gửi nó đến để đón trưởng lão về. Và để nó đi không ổn vì đường nhiều nguy hiểm, nếu cho nó xuất gia thì an toàn hơn. Các thầy bảo: Thôi, nếu mà nó cứ để đầu tóc tại gia này mà đi ấy, thì có khi là bị cướp, nó cướp đấy. Thế thôi thì tốt nhất là cạo tóc cho nó xuất gia đi. Thì ở Ấn Độ chứ, người ta nhìn thấy người tu sĩ thì cướp nó cũng để, nó cũng không có hành hung hoặc là không cướp.
Thế thì mọi người bàn là tôi cho cái đứa cháu này cạo tóc cho xuất gia để nó đi đến nó đón trưởng lão về. Thế và mọi người thì nhất trí xuất gia cho cậu này làm sa di. Thế thì chú sa di này đi băng qua nhiều làng mạc rồi đi đến cái nơi mà trưởng lão ở Mahabala đang ở đấy. Thế dân làng mới dẫn vào để gặp trưởng lão. Thế thì chú vào mới nói thế này, trưởng lão hỏi, thế tôn giả là ai? Hỏi các hai đứa cháu đấy, thì nó bảo là con là con của em gái thầy nha, em gái của thầy. Thế thì tôn giả mới chấp nhận và cho cậu ở đấy để cậu ấy giúp hầu hạ một thời gian. Thế thì thế này, sau đó thì là hai, gọi là hai cậu cháu đấy, bây giờ là hai người xuất gia rồi, thì ở cái làng đó một thời gian nữa để cho sức khỏe của trưởng lão được tốt, rồi thì hai cậu cháu cũng xin phép dân làng để ra về. Thế thì ở đây ấy, thầy kể đại chúng nghe là cái cậu cháu này, cái đứa cháu này được cử đến để đón tôn giả Mahabala về, à, chứ mục đích là đến đón về chứ cũng không phải là cho nó xuất gia, nhưng vì tính chuyện đi đường cho nó bình an cho nên cạo tóc cho nó xuất gia cho nó để cho nó an tâm thôi. Thế thì bây giờ khi mà hai cậu cháu quyết định đi về thì sao? Thì trên đường về thì bỗng từ xa nghe thấy có tiếng hát của một cô gái đang đi lấy củi. Thì chú Sa Di đấy, cái chú cháu này, cái cậu cháu này này chợt cảm thấy rất là yêu mến, say đắm cái tiếng hát trong trẻo này của cái cô gái đi lấy củi này. Đó, thế thì sao? Và vì Sa Di này rất là sao xuyến thì liền buông cái đầu gậy của cái thầy Mahabala này ra. Tức là thầy Mahabala thì tay cầm gậy và cậu cháu cầm một cái đầu gậy để dắt đi, nghe không? Dắt đi, vì ông cậu mình mù rồi. Thế nên mà đi đường thì nghe thấy cô gái hái củi có hát hay quá. Thế là anh chàng này là mê tít nên thế là bỏ gậy, không dắt cậu nữa, chạy ra xe để tìm đến cô gái. Thế thì cậu nói dối, nói với này cả thầy Ma Ba La thế này: thưa thầy, thầy chờ con một lát, con bận một chút việc. Bỏ gậy, không dắt nữa, nói thế. Nói xong thì chú Sa Di tất tả đi về hướng cô gái. Trông thấy thầy thì cô gái ngừng hát, và cuối cùng thì thầy này đã phạm giới tà hạnh với cô gái này. Vì trưởng lão Ma Ba La đợi mãi không thấy Sa Di trở về, đoán ngay có điều bất tường, có tiếng hát phụ nữ và chú Sa Di lại đi lâu quá, chắc là đã phạm giới rồi, nghe không? Thầy cũng tinh lắm, nghe không? Thì sau đó thì chú Sa Di trở về đến bên trưởng lão hối hả dục ngài là tiếp tục lên đường, nghe không? Thôi đi, đi tiếp đi. Thế thì trưởng lão mới nghiêm giọng nói thế này: này Sa Di, con đã phạm tội phải không? Nghe không? Đó, ông rất tinh. Đó. Thì thấy chú Sa Di im lặng, và dù được hỏi mấy lần nữa vẫn thấy chú im thin thít, nghe không nói gì cả, đúng là phạm tội rồi. Trưởng lão mới răn tiếp: một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm vào đầu gậy của ta, nghe không? Rất là nghiêm khắc. Một kẻ tội lỗi như chú thì không thể xứng đáng nắm vào cái đầu gậy của ta. Chú Sa Di ăn năn quá, cởi chiếc y vàng, khoác áo thế tục và cúi đầu xin nhận tội, nhận lỗi với ông cậu của mình. Thưa tôn giả, trước đây con là thầy tu, nay con trở lại làm cư sĩ. Con đi tu chẳng phải do tín tâm, chỉ vì sợ những cái bất trắc dọc đường mà con cạo tóc xuất gia thôi. Bây giờ thì chúng ta đi thôi, nghe không? Tức là chú cũng nhận ra cái lỗi của mình rồi, và chú cũng nói thật là con đi tu có phải là con muốn đi tu đâu, mà đấy là vì để phòng những cái bất trắc thôi. Thì trưởng lão vẫn không đồng ý, thầy Ma Ba La vẫn không ý, thầy mắng thế này: một kẻ xấu ác, dù là bậc xuất gia hay tài gia, vẫn là kẻ xấu ác. Khi là Sa Di, chú không giữ được phạm hạnh, thì liệu chú là người làm cư sĩ, có là người tốt không? Một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm đầu gậy của ta.
phải nói là một ông cậu rất nghiêm khắc, nghe không? Rất nghiêm khắc. Đây là để răn dạy cái chú bé này thôi, nghe không? Răn dạy chú bé rất nghiêm khắc đấy. Thế thì cậu cháu mới nói thế này: này thưa tôn giả, cái đường này nhiều ma quỷ, ngài lại mù, làm sao mà ngài có thể ở lại đây được? Đang đi giữa đường này làm sao ở lại được? Thế nhưng mà thầy vẫn nói sao: chú đừng lo việc ấy, ta có nằm chết ở đây hay đi đâu chăng nữa cũng không có gì quan trọng, ta không đi với chú, nghe không? Rất nghiêm khắc đấy, tức là nghiêm khắc với tội lỗi, thưa đại chúng. Ở đây thầy cũng muốn nói các Phật tử chúng ta cũng phải học cái chuyện này, con cái của chúng ta cũng thế nha. Nếu chúng ta mà khi thấy con cái có lỗi mà không nghiêm khắc răn dạy mà để bỏ qua vào, thì có thể sau này nó sẽ thành nhờn rồi không dạy được nữa, thưa đại chúng. Đấy, cho nên phải có cái việc nghiêm khắc. Nghiêm khắc mới lên người. Các cụ ngày xưa gọi là yêu cho roi cho vọt là thế đấy. Là nghiêm khắc mới dạy được con mình. Còn bây giờ chiều chuộng là hỏng con. Bất kỳ một sự chiều chuộng nào đều dẫn đến hư hỏng cả, thưa đại chúng. Vào, chiều bạn cũng làm hỏng bạn. Vào, chiều con cũng làm hỏng con. Chiều chồng quá cũng làm hỏng chồng. Không phải không đâu, thưa đại chúng. Đấy. Cái gì chiều tức là gì? Là ta không có cái sự kiểm soát, ta không có cái sự nghiêm khắc trong đó, là dễ làm hỏng người ta lắm. Cho nên ta chiều nhưng ta phải nghiêm. Và như thế nào đó phải có cái sự nghiêm khắc. Thì cái ông thầy này, ông thầy Ma Ba La này, đối với cậu, cái đứa cháu này là một thầy một sự rất nghiêm khắc. Không phải ông ấy ác gì, nhưng mà nghiêm khắc như vậy để cho đứa cháu này nó mới ý thức được cái việc tội lỗi, để sau này nó chừa. Còn không nghiêm khắc không bao giờ dạy được, không bao giờ dạy được con người, thưa đại chúng. Cho nên ông mới nói là dứt khoát không cho nắm vào cái đầu gậy của ta. Và trưởng lão mới đọc bài kệ thế này: ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si mà thà rằng nằm xuống chẳng đi không màng. Không đi với cái kẻ ngu si mà phạm tội. Ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si thà rằng phải chết chẳng đi không màng. Đấy, chúng ta thấy. Cái vị thầy Ma Ba La này rất là nghiêm khắc, và ngài rất là kính quý giới hạnh, giới đức, cho nên mới nghiêm khắc như vậy. Chú cậu cháu này này nghe những cái lời này thì khởi tâm hối hận, ăn năn hết sức, nghẹn ngào cất tiếng than rằng: con đã phạm một tội ghê gớm, một lỗi lầm kinh khủng. Rồi khóc lóc vặn vẹo đôi tay, chú lao vào rừng mất dạng. Đấy, và sau đó là chú phải đi, tức là chú phải bỏ về thôi, chứ không đi cùng với ngài được, ngài không cho đi cùng. Rất nghiêm khắc như vậy. Đức hạnh của trưởng lão làm cho ngai vàng của Đế Thích dài 60 dặm, rộng 50 dặm, dày 15 dặm, rực rỡ màu hoa hồng đỏ, tự động hạ thấp khi Đế Thích ngồi, tự động dâng cao khi Đế Thích đứng, bỗng nhiên nóng lên. Bên câu chuyện này ấy, khi mà trưởng lão Ma Ba La này đuổi cái đứa cháu này đi rồi, là mình thì mù không đi được nữa, nhưng chấp nhận là như vậy, thà chết ở đường chứ không đi với cái đứa cháu hư hỏng này, nó phạm tội này. Và ngài đang rất là khó khăn trong cái việc đi, thì cái ông Đế Thích ở trên trời ấy, tự nhiên thấy cái ngai của ông nó nóng lên, thưa đại chúng. Cho nên cái việc của người trần gian chúng ta đó, làm cho nó cũng có ảnh hưởng, trời người ta biết hết đấy, thưa đại chúng. Mà nhất là những bậc mà cao đức, những bậc thánh tăng như thế này, mà có gì xảy ra với cái ngài các ngài thì Đế Thích, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là phải biết. Cái ngai của ông tự nhiên nó nóng lên. Đế Thích mới giật mình, không biết là ai mà lại có thể hất ngài ra khỏi cái ngai như thế này. Và liền quan sát thế gian với thiên nhãn, thì ngài thấy, nhìn thấy trưởng lão. Ông mới dùng thiên nhãn, ông nhìn xuống trần gian thì thấy một vị tỳ kheo bị mù đang dò đường đi. Và do cái việc này đấy mà cái ghế của mình nó nóng lên. Thì ông Đế Thích này thế nào?
Ông mới Đế Thích tự nhủ, nếu ta không đến giúp một cái trưởng lão ghê tởm tội lỗi và tôn sùng giới luật như thế này thì đầu ta sẽ vỡ làm bảy mảnh, ta phải đến giúp ngay. Nghe không? Tức là một cái vị đức hạnh như thế, giới luật tinh nghiêm như thế, khi mà gặp khó khăn chướng nạn mà không đến giúp thì ông trời Đế Thích này đầu sẽ vỡ thành bảy mảnh. Đấy, thưa đại chúng đấy, chúng ta có những thấy cái liên hệ rất lạ. Nghe không? Trong cái pháp giới này nó có những cái liên hệ mình thấy rất lạ kỳ. Nghe không? Cho nên mình chỉ lo cái phần giới đức của mình thôi vào thật tốt. Còn khi mà chúng ta làm sao gặp nạn thì nhất khoát sẽ có chư thiên chư thần, người ta sẽ hộ vệ, bảo hộ cho mình. Cái chuyện đó là có. Vào, cái chuyện đó là có. Đấy, thầy Tỳ Kheo Ma Ba La đang rất khó khăn thế này thì ông trời Đế Thích nóng ghế là phải xuống để mà giúp. Và Đế Thích có 8, có ngàn mắt thống lĩnh hết chư thiên đến ngay trong khoảnh khắc bên cạnh thầy Ma La, Ba La. Đến khi đến nơi ấy, thì trưởng lão mới hỏi là ai đấy? À, trưởng lão mù mắt mà, mới hỏi ai đó? Thì Đế Thích mới nói rằng tôi là một khách bộ hành. Ông biến thân thành một cái vị khách bộ hành. Thế thì trưởng lão hỏi, thế ông đi đâu vậy? Thì mới nói là tôi đi đến xá vệ. Tôi cũng đi đến xá vệ. Thế thì trưởng lão mới nói là thế thì hãy tiếp tục đi đi. Thì ông Đế Thích ông mới hỏi là thế còn ngài thì đi đâu? Thì ngài nói tôi cũng đi đến xá vệ. Thế thì ông Đế Thích bảo tốt quá, vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nghe không? Thế thì ông thầy Ma La mới nói là tôi thì ốm yếu, đi với bạn sẽ làm chậm bạn đấy. Thế thì ông Đế Thích ông nói tôi không có việc gì gấp, hơn nữa nếu đi với ngài tôi sẽ được công đức vì đã làm một trong 10 điều thiện. Ta hãy cùng đi thưa tôn giả. À, ông Đế Thích ông đến ông giúp mà. Và nghĩ rằng đây là một người ngoan đạo, trưởng lão mới đọc bằng lòng đi cùng. Đấy, vì trưởng lão tôn giả Ma Ba La này nghĩ đây chắc là người tốt cho nên mới đi cùng. Wow. Thế thì Đế Thích y lời và đã dùng cái phép thần thông của mình ấy, rút ngắn đoạn đường để đến kỳ viên tỉnh xá ngay trong chiều hôm ấy. Wow. Ông có thần thông, ông rút ngắn quãng đường. Thầy, ngài Ma Ba La đắc A-la-hán nhưng thầy nghĩ là ngài chưa biết triển khai thần thông. A-la-hán là có thần thông nhưng mà chưa biết triển khai cho nên chưa xuất hiện thần thông. Đấy, đúng không? Đấy. Và rồi khi đến nơi á, tiếng kèn trống nổi lên ấy, thì trưởng lão mới ngạc nhiên quá mà ô thế đây là đâu mà lại kèn trống thế này? Thế thì ông Đế Thích nói đây là xá vệ rồi đấy ạ. Và thế thì trưởng lão nói lần trước tôi đi xa lắm cơ mà, lâu lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại nhanh thế? Thế thì ông Đế Thích ông mới nói là tôi biết cái con đường tắt cho nên đi rất là nhanh. Ông không nói là ông dùng thần thông ông rút ra đất nó ngắn lại. Thế thì trưởng lão hiểu ngay đây không phải là người thường mà chắc là một vị trời. Và vị trưởng lão vị cũng linh tính rất giỏi, biết ngay đây không phải là người thường, chắc phải là một ông trời nào đấy rồi xuống giúp mình thôi. Đó. Thế rồi Đế Thích dẫn trưởng lão đến một túp lều bằng lá và cỏ ở tạm đấy, do người em của mình dựng, chính là ông em ở nhà ông đã cất cái túp lều lên để đón anh mình về. Thế thì ông Đế Thích dẫn trưởng lão Ma Ba La đến cái túp lều đấy ở trước. Sau đó thì Đế Thích lại sao biến thành một người bạn, giả là một người bạn để đến thăm cái người em của trưởng lão đấy. Thế thì khi đến thăm người em rồi ấy, thì người em hỏi là ô thế thì trưởng lão đã về chưa? Thế thì Đế Thích lúc này mới nói là trưởng lão về rồi, đang ở trong cái lều của ông cất rồi đấy, tôi đã dẫn về đấy rồi. Thế thì sau đó thì vị gia chủ này mới đi đến lều cỏ để thăm anh mình. Vừa trông thấy trưởng lão thì vị này gieo mình xuống chân ngài, lăn lên đất và khóc này, con biết mà trưởng lão